Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 1901 tôi sẽ đi xem xét một chút. Vẻ mặt của Thành Đại Hai chìm xuống, anh ta muốn khiển trách Vương Hồng Huy nhưng lại bị Đường Tuấn cắt ngang, người của Long Đức ở đâu? Vương Hồng Huy vội nói, gần đây, cha con Trang gia đang ở trụ sở chính của thành phố Hải Phòng. Long Đức đã làm rất nhiều trong những năm gần đây. Trong thời gian này cũng đã thiết lập mối quan hệ với tập đoàn Thiên Thanh ở tỉnh Khánh Hòa và được cho để thảo luận về việc hợp tác. Tối mai, họ cũng tổ chức một bữa tiệc cocktail tại khách sạn 5 sao ở thành phố Hải Phòng để chiêu đãi một thành viên cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh. Tập đoàn Thiên Thanh, Thành Đại Hải thất thanh. Hắn cũng là người trong ngành dược liệu, làm sao có thể không biết tập đoàn Thiên Thanh đang hoành hành trong khoảng thời gian này. Cách đây một thời gian, tập đoàn Thiên Tinh của nhà họ Phạm và tập đoàn Dương Mộc của nhà họ Mộc đã đồng thời chuyển nhượng một lượng lớn cổ phần cho tập đoàn Thiên Thanh, vì thế tập đoàn Thiên Thanh đã trở thành công ty dược phẩm hàng đầu của Việt Nam. Hơn nữa, Thành Đại Hải cũng đã từng nghe mọi người nói rằng lý do khiến nhà họ Phạm và nhà họ Mộc cúi đầu có vẻ là vì vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Thiên Thanh. Nghe nói chủ tịch có sức mạnh của thần bất tử, có tin đồn cho rằng lai lịch của vị chủ tịch này vô cùng kinh người nên mới có thể cưỡng bức nhà họ Phạm và nhà họ Mộc. Dù sao cũng có nhiều tin đồn khác nhau nhưng chắc chắn chủ tịch không phải là người bình thường. Đối với một tập đoàn Thiên Thanh hùng mạnh và bí ẩn như vậy, Thành Đại Hải căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Anh ta sợ Đường Tuấn không rõ liền nhanh chóng giải thích nguồn gốc của tập đoàn Thiên Thanh. Đường Tuấn nghe xong liền cười nhẹ, không nói gì nữa. Thành Đại Hải không khỏi có chút lo lắng nói, anh Đường, tuy rằng thực lực của anh vượt trội nhưng cũng có hạn. Tài sản hiện tại của tập đoàn Thiên Thanh là mấy chục tỷ, vì vậy anh nên chú ý đến nó nhiều hơn. Theo quan điểm của Thành Đại Hải, mặc dù Đường Tuấn có thể bay lên trời như một kẻ bất tử, nhưng xét cho cùng thì cũng là người. Dưới sự khổng lồ như tập đoàn Thiên Thanh, thực lực cá nhân quá tầm thường hơn nữa vị chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh được cho là người có năng lực phi thường. Được rồi, nhận cho tôi lời mời dự tiệc cocktail của Long Đức vào tối mai, tôi sẽ đi xem xét một chút. Đường Tuấn thản nhiên nói. Trình Vân Thiên nhìn bộ dạng lo lắng của Thành Đại Hải, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nếu anh ta biết Đường Tuấn là chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Thiên Thanh, tự hỏi có ngạc nhiên đến nỗi cằm rơi xuống đất hay không? Thấy Đường Tuấn vẫn như cũ không thèm đếm xỉa đến, Thành Đại Hải chỉ có thể im lặng. Vào lúc này, ở trung tâm thành phố Hải Phòng, trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao. Một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da. Với vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn xuống quang cảnh về đêm của thành phố Hải Phòng. Cầm ly rượu đỏ trong tay, anh ta nhấp một ngụm, khuôn mặt như dao cắt gợi lên một nụ cười, nói, ngày mai sau khi ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Thanh, tập đoàn Long Đức của chúng ta có thể trở thành top 10 ở Việt Nam, điều đó hoàn toàn có thể. 3. Nghe nói tập đoàn Thiên Thanh có được địa vị như hiện nay là nhờ có vị chủ tịch bí ẩn. Tập đoàn Long Đức của chúng ta lần này có ông Yến giúp đỡ không thua kém gì chủ tịch đó. Không nói đến top 10 Việt Nam, sợ là còn có thể vượt quá tập đoàn Thiên Thanh. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai từ phía sau bước ra, tự tin lắc ly rượu đỏ nói. Nếu Thành Đại Hải ở đây, anh ta nhất định sẽ nhận ra hai người này, đó là Trang Long Sinh, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Long Đức, và con trai ông Trang Khiết Nhuần. Trang Long Sinh gật đầu đồng ý với ý kiến của con trai mình. Sơn Bá có tin tức gì không? Thành Đại Hải đã về chưa? Trang Long Sinh hỏi. Chương 1902, chị gọi này là Thái Cực. Trang Long Sinh đột nhiên hỏi, Yến tiên sinh bên kia sao rồi? Cây thuốc lão kia có thể khôi phục cho ông ấy bao nhiêu sức lực? Buổi tiệc rượu tối mai thể có sai lầm được, nếu bị tập đoàn Thiên Thanh nhìn thấu, cha con mình sẽ gặp nạn. Trang Khiết Nhuần nói, cha, cứ yên tâm đi, thực lực của Yến tiên sinh gần như đã hồi phục, chỉ cần đợi sự xuất hiện của tập đoàn Thiên Thanh vào ngày mai. Nếu họ sẵn sàng hợp tác, mọi chuyện rất dễ nói. Nếu họ từ chối hợp tác, nhà họ Thành là kết cục của họ. Nghe vậy, trong mắt Trang Long Sinh không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ông ta đã tận mắt chứng kiến Yến tiên sinh ra tay quá kinh hoàng, có thể khiến một người sống thành một người băng. Yến tiên sinh búng ngón tay ra xa 10 mét, cô con gái nhà họ Thành nhiễm căn bệnh kỳ lạ, bước cho Thành Đại Hải rời thành phố Hải Phòng, tìm cách trị liệu cho con gái. Yến tiên sinh khi bị thương có sức mạnh như thế này, nếu ông ấy bình phục hoàn toàn thì không biết kinh khủng như thế nào. Nghe nói chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh là một cao thủ bí ẩn, với những thủ đoạn gần như thần thánh. À, không chừng đến lúc đó cậu ta ra tay, không nhất thiết phải là đối thủ của Yến tiên sinh.
Trang Long Sinh uống một ngụm rượu, trong mắt có vẻ hưng phấn. Tưởng tượng đến việc tập đoàn Long Đức sắp bộc lộ tài năng, khiến cảm xúc Trang Long Sinh không khỏi dâng trào. Sáng sớm hôm sau, Thành Đại Hải đưa cho Đường Tuấn một thư mời. Về phần Vương Hồng Huy, anh ta tạm thời bị Thành Đại Hải giam lỏng, điện thoại di động và tất cả các công cụ liên lạc đều bị tịch thu. Trình Vân Thiên và Thành La Vân dưới sân tỉ thí quyền cước. Đương nhiên, Trình Vân Thiên không dùng nội lực, chẳng qua là lực quyền cước đơn thuần, nhưng vẫn như cũ làm Thành La Vân đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật. Trình Vân Thiên tu luyện công phu quyền thước cũng đồng dạng với công pháp võ thuật, có thể so sánh với Taekwondo. Đường Tuấn đang ngồi trên ghế, phơi nắng ban mai, chân khi chảy khắp cơ thể, thâm nhập vào tất cả các huyệt đạo trên cơ thể. Từ bên trong, Đường Tuấn có thể thấy kinh mạch của mình đang phát sáng, như được tráng một lớp bột bạc, rất thần kỳ. Thần Tàng Quyết là do anh sáng tạo ban đầu, không có phương pháp luyện tập nào có thể tham khảo được. Theo suy nghĩ của anh, càng ngày càng tu luyện tinh thâm, hẳn là anh dần dần có thể mở khóa bảo vật trong người. Nhưng dù sao thì, căn cơ tu luyện của anh quá yếu, chỉ có thể sống như người mù qua sông, chỉ có thể từng bước cố gắng. Đường Tuấn khẽ nhắm mắt lại, tâm tư dao động. Mặc dù anh mỗi thời mỗi khắc đều có lĩnh ngộ mới, nhưng những hiểu biết này đòi hỏi anh phải dần dần cố gắng. Hậu thiên đạo thể như một ngọn núi với vô số kho báu, Đường Tuấn phải cẩn thận khám phá, mở khóa bí ẩn và sinh ra thần thông, mới có thể lên tới đỉnh. Đừng đánh nữa, chị Trình, võ công của chị là gì vậy? Em rõ ràng là đánh vào cánh tay chị, tại sao khi chạm vào tay chị lại trượt sang một bên? Thật là khó xử, Thành La Vân chán nản, chu cái miệng nhỏ, đứng đó với những suy nghĩ tan vỡ. Trình Vân Thiên cười nói, chị gọi này là thái cực. Trình Tuấn Vũ vốn là đại gia thái cực, Trình Vân Thiên đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của ông đã đạt đến trạng thái không thể tưởng tượng được của thái cực quyền, mạnh hơn nhiều lần so với những người được gọi là cao thủ thái cực trên TV. Đôi mắt đẹp Thành La Vân sáng lên, nói thái cực quyền, em có thể học được không? Kể từ khi cô gái nhỏ này ở núi Yên Tử nhìn thấy Đường Tuấn đi trên gió trên, đánh bại đại thiên sư Trương Tín Chiết, rồi cô bé cũng đã nghe nói thế nào là giới võ đạo tách biệt. Trái tim bồn chồn của cô bé ngày càng trở nên không thể chịu đựng được, hầu như mỗi lần chiến đấu với Trình Vân Thiên, cô bé đều quấn quýt chị Trình của mình để dạy võ thuật và võ kỹ. Trình Thiên Vân thở dài nói, đạo không được truyền qua nhẹ nhàng, nếu thực sự muốn học thái cực quyền, hãy đợi đến khi chị quay về nhà họ Trình để hỏi ông nội. Chương 1903 Nội lực ngoại phóng. Truyền đạo là đại sự, đây là sự đồng thuận. Nếu một gia tộc võ đạo tuyển đệ tử rộng rãi, truyền bá võ đạo trong môn phái, mọi người đều là cao thủ võ đạo, không biết người thường sẽ hoảng sợ đến mức nào, chỉ sợ chính quyền cũng sẽ can thiệp. Võ đạo khó cầu. Trình Vân Thiên làm sao mà không biết sự thật này, thu nhận đệ tử và truyền dạy, đơn giản là năng khiếu và tư chất bẩm sinh, chỉ sau khi vượt qua hai kỳ kiểm tra này, họ mới có cơ hội được các thế gia và môn phái võ đạo chấp nhận, truyền dạy các kỹ năng võ đạo thực sự. Giống như Đường Tuấn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Hoàng Đồng liền phủ đỉnh truyền đạo, quả thực chính là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Thành La Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ thất vọng, cô đảo mắt nhìn Đường Tuấn ở bên cạnh, nói, Đường đại ca, anh lợi hại như vậy, có thể dạy cho em hai chiêu không? Mấy ngày nay sau khi ở chung, cô bé đã hiểu được rất nhiều về tính cách của Đường Tuấn, lời nói của cô bé không còn sợ hãi như trước nữa, cô bé trở nên tùy ý hơn. Hồ đồ! Đường Tiêm Sinh là nhân vật nào, võ công của cậu ấy nhất định kinh thiên động địa, sao có thể dễ dàng truyền lại cho con. Thành Đại Hải thấy vậy, anh ta mắng con gái. Trong lúc nói chuyện, anh ta lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, trong mắt ẩn chứa một tia hy vọng, trong lòng thầm nói, nếu La Vân thực sự có thể học được một chiêu nửa thức của Đường Tiên Sinh, nhà họ Thành tôi đây sẽ thắp nhang cảm tạ. Đường Tuấn đứng dậy, cười nói, vì muốn học như vậy, thì anh sẽ dạy em một chiêu nhỏ. Nhưng em có thể học được bao nhiêu tùy thuộc vào sự hiểu biết của bản thân. Thành La Vân ban đầu cũng không có hy vọng gì nhiều, nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói cảm ơn Đường đại ca. Trình Vân Thiên mặt lộ vẻ tò mò, lui sang một bên. Đường Tuấn bước tới giữa sân, giang hai tay, như thể đang cầm một quả cầu vô hình. Hai tay anh chậm rãi lắc lư, giống như một dòng nước, dùng sức mềm mại nhất phác họa ra một quỹ đạo bí ẩn. Mặt đất trong sân vốn dĩ đã bị bao phủ bởi rất nhiều lá rụng, lúc này dường như bị động tác của Đường Tuấn kéo lại, thế nhưng từng mảnh lại nhô lên khỏi mặt đất,
hòa vào quả cầu vô hình bị đôi tay Đường Tuấn bao vây. Chẳng bao lâu, quả cầu vô hình được lấp đầy bởi những chiếc lá rụng, biến thành một khối cầu được cấu tạo bởi những chiếc lá. Quả cầu cây tròn xoe, không ngừng xoay tròn dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Đường Tuấn. Vèo. Đường Tuấn phất tay, quả cầu cây bay tròn ra từng vòng, va vào một cây lớn ngoài sân bắt buộc hai người mới có thể ôm hết trên đại thụ. Rầm. Như thể một tảng đá lớn va vào thân cây, phát ra tiếng động trầm thấp, vô số lá cây rơi tung tóe. Chí Nhu, Chí Cương, trong lòng Trình Vân Thiên một chuỗi xúc động, dĩ vãng đủ loại nghi vấn nổi lên trong lòng, giờ phút này đã hiểu rõ. Cô ta đưa tay thăm dò, một tia nội lực từ giữa ngón tay bắn ra, bắn xuống đất, để lại một cái hố sâu. Nội lực ngoại phóng. Trình Vân Thiên thực sự đã đột phá đến trạng thái chân khí cảnh, trở thành cao thủ tông sư. Đường Tuấn tán thưởng mà nhìn thoáng qua Trình Vân Thiên, cô ta quả thật thiên phú không tồi. Đôi mắt to tròn của Thành La Vân đã trừng đến tròn xoe, ánh mắt đầy kinh ngạc và vui sướng. Cảm ơn, Trình Vân Thiên khom người cảm ơn với Đường Tuấn. Cùng với luồng khí màu sắc bị Hài Nhi nuốt vào, trên đôi má trắng trẻo của Hài Nhi xuất hiện vết ửng đỏ nhỏ giống như Hài Nhi màu đỏ. Đôi mắt anh dần sáng rực như ngôi sao, giống như thật sự biến thành ngôi sao phát sáng. Lúc đầu, Đỗ Yên Nhi ngưng kết nguyên anh, khi xuất hiện thánh quang cửu tinh, Đường Tuấn từng nghĩ khi anh ngưng kết nguyên anh sẽ xuất hiện bao nhiêu ngôi sao. Anh có 99 đạo thần văn, cho dù xuất hiện mấy chục ngôi sao cũng không phải là quá đáng. Giờ cuối cùng anh đã biết rồi. Không có một ngôi sao nào. Thậm chí ngay cả mũ mão cũng không có. Giống như những tu hành giả có tư chất bình thường, đỉnh đầu của nguyên anh trống rỗng, không có mũ mão, chỉ có không khí. Đúng là như vậy, Đường Tuấn nhìn nguyên anh, trong lòng lặng im khó chịu. Anh đã nghĩ rất nhiều, kết quả đúng là nghĩ rất nhiều. Nhưng tâm trạng này chỉ xuất hiện trong giây lát đã bị đá ra khỏi tâm trí của Đường Tuấn. Bởi vì có một cảm giác khác nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, cảm giác đó được gọi là mạnh mẽ. Pháp lực của anh chỉ ở mức độ từ 6.000 nguyên tăng đến 7.000 nguyên, tăng không nhiều. Nhưng pháp lực lại càng thêm ngưng động. Lúc này, pháp lực một đơn vị có thể sánh được với hai đơn vị trước đây, thậm chí là ba đơn vị. Vừa mới có ý nghĩ ấy, pháp lực như sông Trường Giang chảy xiết trong kinh mạch, tiếng rít liên tục không ngừng. Đường Tuấn lấy lại tinh thần rồi đứng dậy, trong cơ thể phát ra tiếng xương cốt răng rắc. Anh dẫm chân nhẹ mặt đất ầm một tiếng, một vết nứt kéo dài hàng chục trượng dưới chân anh. Nếu đối mặt với Sở Công Minh Minh thì chỉ một đấm là đủ. Đường Tuấn cười mỉa mai. Đương nhiên, nếu sức mạnh của Sở Công Minh có thể phát huy được toàn bộ thì thắng thua vẫn chưa biết. Cảm giác mạnh mẽ ấy chỉ kéo dài trong giây lát đã bị quy tắc của cổ vực Bạch Vũ kìm chế lại. Trong lòng bàn tay của Đường Tuấn, hai viên kim cương máu hóa thành bụi xám trắng rồi bay theo gió. Sức mạnh trong kim cương máu bị anh nuốt sạch. Đường Tuấn ngước nhìn bầu trời. Xa xa còn có một đám âm nha đang bay, truyền đến tiếng kêu quác quác chói tai khó nghe. Xa hơn một chút, còn có thể nghe thấy tiếng đệ tử tham gia thí luyện đang chiến đấu đẫm máu, thỉnh thoảng có người vò nát lệnh bài rời khỏi. Chương 1904. Trong lòng Đường Tuấn xuất hiện một cảm xúc khó tả. Chẳng bao lâu sau, anh cũng yếu đuối như những người kia, không thể kiểm soát được số phận của mình. Nhưng giờ anh là nguyên anh nhất thành, đủ ngang hàng với cảnh giới bán bộ hóa thần. Cho dù là ở thế giới man hoang thì cũng có thể coi như là cao thủ thực sự rồi. Khoảnh khắc anh kết anh thành công, cảm giác này rất rõ ràng. Trong lòng anh dần hiểu rõ, 99 đạo thần văn kết thành nguyên anh chắc chắn là không tầm thường. Không có mũ mão đương nhiên không phải vì anh yếu đuối, mà là vì anh rất mạnh. Mạnh đến mức không ai có tư cách đội mão cho anh. Cảm giác này rất vô lý. Dù sao nguyên anh tinh quan là do trời đất ban tặng. Hay nói cách khác, là trời đất đã đội mũ cho những tu hành giả được coi trọng. Chẳng lẽ con người có thể mạnh đến mức ngay cả trời đất cũng sợ hãi, không có tư cách đội mão. Nhưng cảm giác này lại rất chân thật. Năng lượng dâng trào như thủy triều trong kinh mạch, cảm nhận của anh như gió lan tỏa, nhất cử nhất động đều hiện rõ vượt xa sức mạnh cùng cảnh giới. Qua mấy ngày nữa, thí luyện cũng kết thúc rồi. Đường Tuấn tính toán thời gian trong lòng. Ban đầu tham gia thí luyện thần đình, là vì bị Ngô Nhất Trương và cô chủ bắt ép, hơn nữa Đường Tuấn cũng thực sự có được không ít lợi từ đối phương, chỉ có thể coi như là đổi chắc. Nhưng hiện giờ, thực lực của anh còn mạnh hơn cả cô chủ nên anh có thể coi thường sự đe dọa đó rồi. Xem các người cuối cùng muốn làm gì. Sau đó, tôi sẽ gặp Yên Nhi rồi rời khỏi đây.
Trong lòng Đường Tuấn đã quyết định. Anh chắc chắn phải đến biển tinh thần, bởi vì đạo sĩ Trung Thanh ở đó, rất có thể đạo sĩ Trung Thanh có liên quan đến địa cầu nhất mạch. Những ngày tiếp theo, Đường Tuấn dạo quanh cổ vực Bạch Vũ. Đối với người khác, cổ vực Bạch Vũ là nơi nguy hiểm là chỗ chết, nhưng giờ đối với Đường Tuấn, trừ những nơi riêng biệt ra thì hầu như không có nguy hiểm mấy. Dạo ấy, có một lần anh giao đấu với thiên nha thuộc cảnh giới bán bộ hóa thần. Mặc dù không ngang sức, nhưng cũng có thể toàn vẹn rút lui. Điều này khiến cho anh càng xác về sức mạnh thêm hiểu rõ chính xác về sức mạnh của mình. Sức mạnh của mình. Không biết tại sao, thiên nha vẫn canh giữ trong thành cổ vực và không rời khỏi đó. Cơ thể nha thần vốn là cửu nha nên sau khi bị người khác khống chế, nó có thể đi khỏi. Nhưng âm nha chúng tôi là hơi thở của nha thần kết hợp với sức mạnh cổ vực, nguồn gốc là ở đây nên không thể nào rời khỏi. Sau khi nha thần rời đi thì tôi mới hiểu ra. Sau khi cùng Đường Tuấn giao đấu, sắc mặt của thiên nha có chút buồn bã, giọng nói đầy sự bất lực. Thân là cảnh giới bán bộ hóa thần, vốn nên ngao du khắp thế giới và trải nghiệm vẻ đẹp của thế giới, còn thiên nha bị mắc kẹt trong một góc, không thể nào rời khỏi, đối với nó chẳng khác gì là một sự giày vò. Nó ta mở mắt to nhìn Đường Tuấn, bày tỏ, thực ra, anh từ chối nha thần đại nhân là đúng, trải qua nhiều năm gặm nhấm sức mạnh, nha thần sớm đã thay đổi rồi. Dứt lời, thiên nha im lặng không nói gì, sắc mặt có chút sợ sệt, dường như sợ nói phải điều cấm kỵ nào đó. Đường Tuấn trở nên tò mò hơn về sức mạnh thần bí trong cổ vực, nhưng anh biết rõ ngay cả nha thần cũng không biết làm thế nào, cho dù anh thật sự muốn thăm dò kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thời hạn 10 ngày cuối cùng đã hết. Đường Tuấn vò nát lệnh bài, anh biến mất trong cổ vực Bạch Vũ cùng với một luồng ánh sáng. Lát sau, khi anh mở mắt thì lại xuất hiện trong tử lầu, xung quanh đều là những thí sinh tham gia thí luyện. Nhìn số người rõ ràng là gần cả 100 người. Hơn 300 người tham gia thí luyện, chỉ có chưa đến 1/3 tỷ lệ đậu, thí luyện ở thần đình được coi là rất khắc nghiệt. Lúc này, gần 100 người đang nói về chuyện cổ vực, đủ các tiếng nói xôn xao không ngừng. Nghe nói, Hồng Nhật Linh đã có được cửu nha, sức mạnh càng tăng. Ngay cả Mạc Lăng Thiên ba đệ tử của Thượng Tam Tông cũng phục tùng cậu ta. Đâu chỉ vậy, tôi còn nghe nói Hồng Nhật Linh đánh bại Sở Công Minh trong cổ vực, cái tên đó là người sao? Sao lại mạnh đến như vậy? Phần lớn tin tức đều có liên quan đến Hồng Nhật Linh. Hồng Nhật Linh bốn người họ vẫn chưa đến, chắc là đang đuổi giết Sở Công Minh. Mọi người nhận ra không có bóng dáng đám người Hồng Nhật Linh ở đây. Nào ngờ vừa dứt lời, bên trong lại xuất hiện vô số vòng sáng chói mắt. Khi vòng sáng tan biến thì có bốn bóng người xuất hiện. Người hàng Nhật Linh, Mạc Lăng Thiên, chính là đám người Hồng Nhật Linh, Mạc Lăng Thiên. Anh thật sự truy sát Sở Công Minh sao? Đại ca, anh thật sự truy sát Sở Công Minh sao? Có người hỏi. Mọi người nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt mong đợi. Hồng Nhật Linh ưỡn người, liếc mắt nhìn mọi người, thách thức nói, không sai. Hơn nữa tôi còn đánh ông ta bị thương. Đây chính là máu của Sở Công Minh. Chương 1905. Trong tay cậu ta xuất hiện một cái bình. Mở nút bình ra, bỗng nhiên cả nơi ấy tràn ngập máu tanh nồng và hơi thở yêu ma. Mọi người cảm nhận hơi thở này, sắc mặt bỗng thay đổi, trong lòng cứ run rẩy. Nhìn Hồng Nhật kính nể và tôn sùng. Thứ nhất, thứ nhất, thứ nhất, thứ nhất. Không biết là ai hết câu thứ nhất, rồi câu thứ hai, câu thứ ba. Giọng nói hòa vào nhau rồi trở thành biến reo hò. Trong mắt của tất cả mọi người, Hồng Nhật Linh giành được cửu nha thì đương nhiên là xếp thứ nhất cho lần thứ luyện này. Đứng đầu bảng Sơn Hà vốn là mục đích chung của mọi người. Huống hồ, cậu ta còn làm Sở Công Minh bị trọng thương, thành tích này vô cùng chói mắt cho dù có đặt trong những đợt thí luyện trước đó. Nghe thấy những lời chúc mừng hoan hô, trên khuôn mặt của Hồng Nhật Linh không giấu nổi sự vui mừng, trong lòng khó tránh khỏi kiêu ngạo. Đám người Mạc Lăng Thiên đứng cạnh Hồng Nhật Linh, nét mặt cũng có chút phấn khích, dường như đang kiêu hãnh vì sự lựa chọn của mình. Chỉ có vài người đứng bên ngoài im lặng không nói gì. Vẻ mặt của Đường Tuấn rất điềm tĩnh như thể không nghe thấy. Với anh, nhiệm vụ chuyển này đã hoàn thành, còn việc có đứng nhất hay không, hay Hồng Nhật Linh đứng nhất có xác suất bao nhiêu thì anh không quan tâm. Cùng im lặng với anh, còn có A La Nạp, Cổ Minh và Chu Kính ba người. Bởi vì ba người đó ở bên cạnh Đường Tuấn, không biết tại sao, nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của Đường Tuấn, ý nghĩ hoan hô của bọn họ cũng kìm nén lại. Nghĩ đến chuyện Đường Tuấn thể hiện sức mạnh ở cổ vực, rồi nhìn đám người vây quanh Hồng Nhật Linh, nét mặt ba người có chút nghiêm nghị, âm thầm so sánh hai người với nhau.
ba người này không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng trước khi bắt đầu thí luyện, Đường Tuấn ở gần cuối bảng Sơn Hà, còn Hồng Nhật Linh ở đầu bảng, khoảng cách của hai người thật sự như núi sông, sẽ không có ai gắn kết được hai người lại với nhau. Các trưởng lão đến rồi. Còn có đội bảo vệ thành phố. Bỗng nhiên, tiếng reo hò của mọi người ngừng lại, mọi người nhìn ra bên ngoài tòa nhà, có một đám người đang đi về hướng này. Đi đầu là đội bảo vệ thành phố của thành man thú, ai cũng là tu sĩ của cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, từng trải qua sát phạt, không khí hung thần bao trùm lấy nơi đây. Theo sau là trưởng lão của thần đình và các tướng lĩnh của thành man thủ, dường như đều tu luyện trong cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ, thậm chí không thiếu các tu hành giả lớn mạnh của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Đến khi bọn họ nhìn thấy người đi cuối cùng, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Dần dần, hơi thở của mọi người đều trở nên nặng nề, có người nói nhỏ, thống lĩnh đại nhân đích thân đến, chẳng lẽ muốn thu Hồng Nhật Linh đại ca làm đệ tử ư? Thống lĩnh phương Tây vẫn chưa nhận đồ đệ, nếu thật sự là như vậy thì há chẳng phải nói Hồng Nhật Linh đại ca sẽ trở thành người duy nhất đích thân được truyền của thống lĩnh đại nhân. Những tiếng bàn tán xôn xao nhạt dần, mọi người nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt nóng hừng hực và đầy ngưỡng mộ. Nụ cười trên khuôn mặt của Hồng Nhật Linh càng thêm rạng rỡ. Trước kia, cậu ta có thể coi thường yêu cầu nhận đệ tử của thống lĩnh thần đinh, đó là vì vị thống lĩnh ấy yếu nhất trong bốn thống lĩnh, hơn nữa thu nhận đồ đệ cũng không ít. Còn thống lĩnh phương Tây thì khác, ông ta mạnh nhất trong tứ đại thống lĩnh thần đình, đến nay vẫn chưa nhận đồ đệ. Có rất nhiều câu chuyện huyền thoại trong đó rung động lòng người nhất chính là tên gọi người đầu tiên dưới hóa thần. Nếu thật sự có thể trở thành đệ tử của thống lĩnh phương Tây thì giúp ích rất nhiều cho anh. Nghĩ đến đó, Hồng Nhật Linh len lõi vào dòng người tiến đến phía trước, chuẩn bị nhận lấy vinh quang của mình. Bắt Đường Tuấn lại. Cùng với tiếng ra lệnh của trưởng lão Giang Thần Đinh, đội bảo vệ thành phố chen lên và chạy nhanh đến tử lầu vây bắt Đường Tuấn. Quân sĩ của đội bảo vệ thành phố ai cũng cầm bảo khí trên tay, trên người mặc bảo giáp, ánh mắt hung hãn như hổ, nhìn chằm chằm Đường Tuấn với tràn đầy ý định giết người. Trưởng lão Giang, chuyện gì xảy ra thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1906. Hồng Nhật Linh chau mày, có chút giận dữ không vui. Chuyện xảy ra đột ngột khiến mọi người chỉ tập trung vào Đường Tuấn, làm cậu ta cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt. Trưởng lão Giang nhìn Hồng Nhật Linh, khen ngợi nói, Hồng Nhật Linh. Cậu làm tốt lắm, lát nữa thống lĩnh đại nhân sẽ đích thân ban thưởng cho cậu. Ông ta liếc nhìn Đường Tuấn, lạnh lùng nói, người này thông đồng với tộc Âm Nha mưu hại đệ tử thần đình, chúng ta phải bắt lấy và thẩm tra. Hồng Nhật Linh nghe xong, sự phẫn uất bỗng tan biến, cậu ta cười nói. Người này đúng là hành động kỳ lạ, tôi vốn nghĩ anh ta che giấu sức mạnh, hoặc là có cơ duyên khác, nào ngờ lại cùng tộc Âm Nha thông đồng làm bậy, thật đúng là nỗi sỉ nhục của thần đình. Trưởng lão Giang cứ việc ra tay. Ánh mắt của Mạc Lăng Thiên ba người bỗng trở nên lạnh lẽo như được phủ một lớp băng. Trưởng lão Giang vuốt râu nói, Hồng Nhật Linh, quả đúng là cậu biết nguyên tắc, tương lai của thần đình trông cậy vào cậu rồi. Cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Đường Tuấn, có coi nhẹ có xem thường có ý giết. Thông đồng với Âm Nha chính là khác loài, ai cũng có thể giết anh. A La Nạp ba người cũng sững sờ, đứng cạnh Đường Tuấn không biết làm thế nào. Trưởng lão Giang, ông nói tôi thông đồng với Âm Nha, có chứng cứ không? Đường Tuấn bỗng nhìn chăm chăm trưởng lão Giang, trầm giọng hỏi. Trưởng lão Giang lạnh lùng hừ một tiếng. Có vài người từ bên ngoài tử lầu đi vào, đi đằng trước là Đỗ Ca Ngọc. Đỗ Ca Ngọc chỉ tay về Đường Tuấn, kính cẩn nói, là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Không sai, Đường Tuấn thông đồng với Âm Nha, là tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đám người sau lưng Đỗ Ca Ngọc cũng hét theo. Những tên này trước kia bị Đường Tuấn đuổi ra khỏi cổ vực. A La Nạp ba người đương nhiên nhận ra bọn họ, nghe thấy những lời này, sao còn không đoán ra được đó hoàn toàn là âm mưu bọn họ kết hợp lại đối phó với Đường Tuấn. Cậu còn có lời gì muốn nói? Trưởng lão Giang từ trên cao nhìn Đường Tuấn. Trong tay của quân sĩ của đội bảo vệ thành phố có đủ các loại ánh sáng, đó là dấu hiệu bảo khí được sử dụng. Một đội quân sĩ có 12 người, phối hợp với bảo khí và trận pháp. Ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cao nhất cũng có thể giao đấu. Đường Tuấn nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng liếc nhìn trưởng lão Giang và nói, nếu bọn họ thật sự bắt gặp cảnh tôi và Âm Nha thông đồng với nhau thì sao còn sống được đến? Không đợi trưởng lão Giang trả lời, Đỗ Ca Ngọc nói, đó là vì chúng ta đủ mạnh, kịp thời vò nát lệnh bài nên mới có cơ hội trốn thoát và vạch trần tội ác của anh với các trưởng lão. Một đám rác rưởi cũng dám nói mạnh,
giọng nói lạnh lùng của Đường Tuấn vang lên. Bỗng nhiên có gió thổi. Tiếp đó, lại là một tiếng va chạm nhỏ vang lên. Đỗ Ca Ngọc và đám người sau lưng cậu ta cùng bay ngược ra ngoài, ngực bị hộp lại, không biết là có bao nhiêu xương cốt bị gãy ra. Lúc này, Đường Tuấn dần biển mất trong sự bao vây của đội bảo vệ thành phố. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau trưởng lão Giang. Trưởng lão Giang, ông thấy trước mặt tôi, bọn họ có cơ hội vò nát lệnh bài không? Chưa đầy một cái chớp mắt, tàn dư Đường Tuấn để lại mới bắt đầu tan biến. Đường Tuấn đánh đám người Đỗ Ca Ngọc bị thương, cuối cùng lặng lẽ bước đến sau lưng trưởng lão Giang Thần Đình. Với tốc độ ấy, không có ai là không xúc động. Trong lòng mọi người dần sinh nghi ngờ, bởi nếu như Đường Tuấn thật sự bùng nổ với tốc độ này thì đám người Đỗ Ca Ngọc ngay cả thời gian vò nát lệnh bài cũng không có. Cơ thể của trưởng lão Giang bỗng nhiên cứng đơ, đặc biệt là ông ta cảm nhận được hàm ý lạnh như băng trong giọng nói của Đường Tuấn, điều đó càng khiến ông ta thấy sợ hãi. Sức mạnh này vượt xa ông ta rồi. Khoảnh khắc vừa rồi, nếu Đường Tuấn muốn giết ông ta thì ông ta đã chết rồi. Đường Tuấn, anh muốn làm gì? Muốn hăm dọa giết người ư? Cho dù Đỗ Ca Ngọc bọn họ tố cáo không đúng sự thật thì anh cũng nên bó tay chịu trói, chấp nhận Thần Đình điều tra. Tôi tin Thần Đình sẽ trả lại công bằng cho anh. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ và sợ hãi thì Hồng Nhật Linh bỗng đứng ra, cậu ta chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, trách anh bằng giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Chương 1907. Lời Hồng Nhật Linh nói giống như là một mệnh lệnh không thể làm cho người khác từ chối. Nhưng nghe những lời này, người xung quanh không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào, chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên. Hồng Nhật Linh là người đứng đầu bảng Sơn Hà, đệ nhất thí luyện, chiếu theo thông lệ khóa trước, cậu ta là đại ca của nhóm đệ tử Thần Đinh này, trừ khi xuất hiện một người đệ tử hùng mạnh ưu tú hơn so với cậu ta. Mà Đường Tuấn, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, nếu như Đường Tuấn không tuân theo mệnh lệnh, vậy thì Hồng Nhật Linh sẽ ra tay. Tất cả mọi người đều muốn nhìn tu vi của Hồng Nhật Linh rốt cuộc đã đạt đến bước nào, cửu nha có phải hùng mạnh như trong truyền thuyết hay không. Bọn họ nhìn Đường Tuấn, trong ánh mắt không khỏi mang theo vẻ thông cảm và thương hại. Đúng là một kẻ đáng thương. Bỗng nhiên Đường Tuấn cũng trở nên trầm mặc, có vài người nhìn thấy sắc mặt của anh bình tĩnh lạ thường, không có một chút dáng vẻ tức giận và không cam lòng. Sự trầm mặc này khiến cho Hồng Nhật Linh cảm thấy rất là lúng túng. Làm cho cậu ta cảm thấy mình có chút giống một thắng hề lẩm bẩm, vì vậy trong lòng của cậu ta sinh ra chút căm phẫn, giọng nói lại lạnh lùng, nghiêm nghị hơn vài phần, giống như gió đông giá rét thổi qua cánh đồng tuyết, mang đến một hương vị sơ sắc tiêu điều, mày, đã nghe thấy chưa? Mạc Lăng Thiên, Liễu Ngọc Duy và An Thi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lướt qua một chút giễu cợt và ý cười. Mạc Lăng Thiên thầm nghĩ, cái tên này cho rằng nơi đây vẫn còn là cổ vực Bạch Vũ sao? Trong cổ vực Bạch Vũ, Đường Tuấn bộc phát ra sức mạnh khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi, ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận, khi đó Đường Tuấn thật sự rất mạnh mẽ đến Hồng Nhật Linh cũng tự nhận không bằng. Nhưng bay bay, ở đây không phải là cổ vực Bạch Vũ, mà là ngoại giới mà bọn họ có thể phát huy toàn bộ thực lực. Cửu Nha đã từ chối Đường Tuấn, lựa chọn Hồng Nhật Linh. Quan trọng hơn chính là, Hồng Nhật Linh đã đột phá. Đúng vậy, đột phá. Trong quá trình mấy ngày liên tục truy sát Sở Công Minh, Hồng Nhật Linh đã từ cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ, cũng chính là dựa vào khoảnh khắc đột phá, Hồng Nhật Linh mới làm Sở Công Minh bị thương. Ban cảnh giới, Hồng Nhật Linh và Đường Tuấn đã không kém bao nhiêu, cộng thêm cửu nha tương trợ, có thể nói, ngoại trừ cảnh giới bản bộ hóa thần ra, Hồng Nhật Linh gần như là vô địch trong cảnh giới Nguyên Anh. Đây là lòng tin của bọn họ đối với Hồng Nhật Linh, cũng là sự tự tin của Hồng Nhật Linh. Hùng mạnh, mới có thể tự tin. Ha ha! Một tràng tiếng cười khẩy nhàn nhạt vang lên. Đường Tuấn chậm chậm xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười hơi lạnh lẽo. Anh duỗi một ngón tay ra, chỉ vào đầu mình, hỏi, mày có phải chỗ này có vấn đề không? Mọi người lập tức ngơ ngác, tên này điên rồi sao, lại dám nói đầu óc Hồng Nhật Linh có vấn đề. Trong mắt Hồng Nhật Linh lập tức ứ máu, là thật sự ở máu. Vô số tơ máu nhỏ li ti chi chít. Giống như mạng nhện hiện đầy đồng tử của cậu ta, làm cho cậu ta trông rất yêu dị rất khủng bố. Chỉ là lúc này phần lớn người đều cho rằng nguyên nhân đó là Hồng Nhật Linh lửa giận bùng lên, không cách nào tự kiềm chế, cũng không suy nghĩ nhiều. Mày tự tìm cái chết, giọng nói tựa như dã thú phát ra từ miệng Hồng Nhật Linh. Khí tức khủng khiếp theo đó mà nở rộ, không gian xung quanh cậu ta xuất hiện dấu hiệu bóp méo,
cả tòa nhà cũng hơi lung lay. Trong tay Hồng Nhật Linh xuất hiện một thần binh kỳ quái, giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, mỗi người đều có thể nhìn thấy nhiều mẫu binh khí từ thần binh. Đây chính là cửu nha sao, nghe đồn nó có 9 hình dạng, là một trong những linh khí mạnh nhất thế giới này. Cho dù là các trưởng lão thần đình, hay là những người đệ tử tham gia thí luyện kia, ánh mắt đều không khỏi bị thanh thần binh kia hấp dẫn, nhịn không được thấp giọng bàn tán. Tôi thấy rất bình thường, còn không bằng thanh kiếm của tôi đây. Chẳng lẽ là trải qua nhiều năm như vậy, cửu nha bị hư hại? Có một người tu sĩ trẻ tuổi nhíu mày, cúi đầu nhìn thanh kiếm buộc ở thắt lưng, có chút khó hiểu nói. Kiếm ở bên thắt lưng anh ta, là môn phái ban cho, là một thanh bảo khí phẩm cấp không tệ. Không chỉ anh ta, những người khác trong sân cũng không khỏi nghĩ đến những điều này. Cửu nha dường như không mạnh mẽ như lời đồn đại, còn không bằng thanh kiếm bên thắt lưng, đao côn trong tay bọn họ. Nhưng mà khoảnh khắc ý nghĩ này sinh ra, bọn họ cảm thấy kiếm bên thắt lưng, đao côn trong tay bỗng nhiên run lên, phát ra âm thanh vù vù. Âm thanh vù vù dần phát lên, giống như hàng trăm hàng ngàn con ong mật đang rung động đôi cánh. Chương 1908. Trong lòng đám người ngơ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một lúc, việc làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Cho dù là kiếm, đao hay là côn, đồng thời thoát khỏi sự khống chế vốn có của chủ nhân, tiếp đó bắn về phía Đường Tuấn, sức mạnh chấn động làm cho lòng người kinh hãi tản ra từ trên đủ loại binh khí, có ác liệt, có nặng nề, có ngang ngược. Ước chừng gần trăm loại binh khí bắn về phía Đường Tuấn, nếu như thật sự nổ ra, Đường Tuấn chắc chắn sẽ bị đập thành thịt nát. Lúc này, mọi người nào còn có thể không hiểu rõ, ánh mắt sợ hãi nhìn cửu nha trong tay Hồng Nhật Linh. Vũ khí không động, lại có thể ra lệnh trăm vũ khí điều động vì nó, không hổ là linh khí trong truyền thuyết, quả nhiên là mạnh mẽ. Không hổ là Hồng Nhật Linh, quả nhiên là hùng mạnh. Các trưởng lão thần đình đều lộ vẻ xúc động, trong bọn họ có vài người tuy cảnh giới cao hơn một chút so với Hồng Nhật Linh, nhưng tự nhận đối mặt trăm vũ khí công kích này chỉ có thể thoái lui. Sóng sau vỗ sóng trước, chúng ta những lão già này tu vi cũng không nắm vững nữa, ngay cả những tên nhóc này đều sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Có người cười nói, Bạch Thụy Du ở phía sau cùng của đám người vẻ mặt thờ ơ, nhưng một ngón tay trỏ đã hơi co lại, chỉ cần Đường Tuấn vừa có nguy hiểm tính mạng, anh ta sẽ ra tay. Không ai xem trọng Đường Tuấn, hoặc có lẽ là mọi người chỉ quan tâm Hồng Nhật Linh giành thắng lợi như thế nào. Quá sức tưởng tượng rồi. Sức mạnh của trăm vũ khí bao phủ xuống, Đường Tuấn khẽ ngẩng đầu, nhìn những thanh đao kiếm côn kia, nhếch miệng lên thành một nụ cười khinh miệt. Bàn tay anh giơ lên, sau đó hạ xuống. Theo một động tác đơn giản này của anh, trăm vũ khí vốn mạnh mẽ như quái vật lao đến, tốc độ bỗng nhiên giảm bớt xuống trên diện rộng, cuối cùng ngừng lại, giống như trên đường bọn chúng đi tới có thêm một vũng bùn, nửa bước không thể vào. Chấn thiên địa. Đạt đền thần thông tự sáng tạo của cấp bậc đại thừa viên mãn, dưới sự gia trì của hơn 90 loại thần thông, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với thần thông bình thường. Hồng Nhật Linh ngơ ngác. Người trong sân ngơ ngác. Nhìn cảnh tượng gần như bất động kia, nhịn không được lòng sinh rung động. Không gian pháp tắc bỗng nhiên, không biết người nào đã nói một câu. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, vẻ mặt nhìn về phía Đường Tuấn thay đổi đột ngột. Đúng vậy. Cảnh tượng này không phải rất giống với sức mạnh của không gian pháp tắc sao? Thế nhưng là không gian pháp tắc không phải được gọi là một trong mấy loại pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất, sao tên ở kể cuối bảng Sơn Hà cũng có thể lĩnh ngộ được. Trong mắt các trưởng lão thần đình cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, kiến thức của bọn họ so với người tu sĩ trẻ tuổi càng cao vời, hiểu biết đối với pháp tắc càng nhiều, nhưng cũng bởi vì như thế, thần sắc chấn động của bọn họ càng thêm dày đặc sức mạnh này cho dù không phải không gian pháp tắc. Nhưng cũng đã là hình thức ban đầu của không gian pháp tắc. Trên gương mặt không biểu cảm kia của Bạch Thụy Du lại lộ ra một nụ cười. Không thể nào. Hồng Nhật Linh bỗng nhiên kêu lên, trầm giọng nói, tao cũng chưa lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, làm sao mày có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc? Lời nói này nghe giống như đứa trẻ cãi nhau, có cảm giác ganh đua. Mọi người nghe thấy câu nói này, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nhật Linh lập tức có chút thay đổi. Tên thiên tài này hình như không hùng mạnh như trong tưởng tượng của bọn họ. Câu hỏi của Hồng Nhật Linh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, mọi người thấy ánh mắt của cậu ta bắt đầu thay đổi, không còn giống nóng hầm hập điên cuồng như trước. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vốn dĩ thiên tài trên đời này không chỉ có một mình Hồng Nhật Linh. Mặc dù Đường Tuấn không bằng Hồng Nhật Linh,
nhưng bây giờ tuổi tác như vậy đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của không gian pháp tắc, chí ít bán bộ hóa thần đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như có thêm một chút cơ duyên nữa, may mắn bước vào cảnh giới hóa thần, vậy thì sẽ trở thành một trong những cường giả đáng sợ nhất trên thế giới này. Có vài người nhìn Đường Tuấn, không khỏi ngơ ngác im lặng, nghĩ thầm tên này ẩn nấp đến bây giờ, chính là để bộc phát một chiêu này, trở thành hắc mã trong mắt mọi người sao, quả nhiên là kế hoạch thật thầm lặng. Hồng Nhật Linh chậm rãi giơ cửu nha lên, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, một tia sát ý vô cùng ác liệt phát ra từ trên người cậu ta, tập trung vào Đường Tuấn. Vừa rồi thủ đoạn khu bách khi chẳng qua là mánh khóe sơ cấp nhất của cửu nha, là mánh khóe mạnh mẽ mà cậu ta tận lực triển khai về phía những người khác. Đáng tiếc biến khéo thành vụng, trái lại làm cho cậu ta lâm vào tình cảnh lúng túng. Mà bây giờ, cậu ta đã thật sự nghiêm túc. Cậu ta thật sự muốn giết Đường Tuấn, tiêu diệt đối thủ có khả năng sẽ trở thành kẻ địch của cậu ta trong tương lai này. Chương 1909. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, trong lòng giận dữ, thật sự cho rằng mình không dám giết người sao? Đủ rồi, đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong sự yên lặng. Bùm một tiếng, khí thế và sát ý của Hồng Nhật Linh đều bị giọng nói này đè nên quay về trong cơ thể. Vẻ mặt mọi người run sợ, cùng nhau nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó hơi khom lưng, mặt lộ ra vẻ cung kính. Đội ngũ bên ngoài tòa nhà tách ra thành một con đường, Bạch Thụy Du chắp tay sau lưng từ giữa đường chậm rãi đi qua. Ánh mắt của anh ta cách tòa nhà, rơi trên mặt Hồng Nhật Linh, mỗi một thiên tài đều là kho báu và tài nguyên của thần đình tôi, lẽ nào là người cậu có thể tùy ý giết hại. Thế nhưng thống lĩnh, anh ta cấu kết với bộ tộc âm nha, muốn ngư hại thần đình, chứng cứ vô cùng xác thực. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, oán hận nhìn Đường Tuấn, không cam lòng nói. Vừa rồi cậu ta đã chuẩn bị vận dụng sát chiêu cấm kỵ trong cửu nha, một phát chém giết Đường Tuấn. Với sự thúc giục cảnh giới hiện nay của cậu ta, sát chiêu cấm kỵ thậm chí có thể giết chết cảnh giới bán bộ hóa thần thông thường. Chỉ cần ra chiêu, cho dù Bạch Thụy Du muốn ngăn cản, cũng không kịp. Nhưng một tiếng quát khẽ của Bạch Thụy Du khiến cho khí thế của cậu ta tán loạn, dưới sự cắn trả cũng bị thương không nhẹ. Chứng cứ, Bạch Thụy Du nói. Thống lĩnh, lời nói của chúng tôi chính là chứng cứ Đường Tuấn cấu kết với bộ tộc âm nha, nhất định phải tru diệt. Đại ca Nhật Linh trừ hại vì nhân loại, có công lớn. Đám người Đỗ Ca Ngọc đứng ra, một bộ dạng liều chết can giản, can đảm không sợ chết. Sau khi nhìn thấy Đường Tuấn thi triển hình thức ban đầu của không gian pháp tắc, mấy người đã biết rõ chuyện này đã không có cách nào bỏ qua, nhất định phải bóp chết anh trước khi trưởng thành. Các người nói. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Giọng nói này cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tại của mỗi người. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi lên trên mặt người kia. Đỗ Ca Ngọc nhìn người kia, giọng nói lạnh lẽo đến vô cùng, A La Nạp, mày nói cái gì? Người nói chuyện không phải ai khác, chính là A La Nạp. Ngay cả Cổ Minh và Chu Kinh cũng không ngờ đến, A La Nạp vậy mà lại đứng ra vào lúc này, không khỏi có chút khiếp sợ nhìn cậu ta. Bị nhiều người nhìn như vậy, A La Nạp cũng có chút căng thẳng, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, trong tay ý thức nắm chặt đoản kiếm. Thế gian không thể dò được lòng người, chỉ có kiếm trong tay và lý lẽ trong tim có thể cho cậu ta một chút ấm áp. A La Nạp thở ra một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Ca Ngọc, giọng nói như sắt va chạm vào nhau. Rơi xuống đất phát ra tiếng, các người nói dối. Đường Tuấn chẳng những không có cấu kết với bộ tộc âm nha, anh ta còn cứu được các người ở trong cổ vực. Anh ta chẳng qua là đã từ chối yêu cầu vô lý của các người, thì các người đã nói xấu anh ta như thế, lương tâm của các người là bị chó ăn rồi sao? Yêu cầu vô lý cái gì? Có người hỏi, A La Nạp không để ý đến ý lạnh lẽo trong con mắt Đỗ Ca Ngọc, nói ra chuyện xảy ra bên trong cổ vực. Đã cứu bọn họ, còn phải làm hộ vệ miễn phí cho bọn họ. Những người này sao lại có thể trơ tráo như vậy? Sau khi A La Nạp nói xong, mọi người thấy ánh mắt của đám người Đỗ Ca Ngọc trở nên khó tả và khinh bỉ, thậm chí có vài người còn lên tiếng mắng. Mày mới nói láo, mày và Đường Tuấn là cùng một bọn, đương nhiên nói đỡ cho anh ta. Thống lĩnh đại nhân, lời nói chúng tôi mới là thật. Đỗ Ca Ngọc phẫn nộ kêu lên. Không sai, chúng tôi cũng có thể làm chứng, lời A La Nạp nói đều là thật. Chu Kinh và Cổ Minh cũng đứng ra. Hai người bọn mày, trong mắt Đỗ Ca Ngọc bỗng hiện lên sát ý, sớm biết thì đã giết ba tên này trong cổ vực. Lời chúng tôi nói mới là sự thật. Mấy người ở sau lưng Đỗ Ca Ngọc thấy tình hình không ổn, liều mạng kêu lên. Phù phù. Đỗ Ca Ngọc bỗng nhiên quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào,
ngập tràn cảm giác trách trời thương dân, thống lĩnh đại nhân, xin tin tưởng chúng tôi, tên này đáng chết. Mấy người phía sau cậu ta sững sờ, sau đó cũng quỳ xuống, thấp giọng nói. Chẳng lẽ thống lĩnh đại nhân chẳng lẽ muốn để cho chúng tôi thất vọng đau khổ sao? Vốn đi đám người Đỗ Ca Ngọc tố cáo Đường Tuấn, các trưởng lão thần đình rất tin tưởng, nhưng cùng với việc Đường Tuấn hiện ra thiên phú, cùng với ba người A-La Nạp đứng ra nói giúp cho Đường Tuấn, bọn họ lập tức không biết nên phân xét như thế nào. Thế là, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía Bạch Thụy Du, chờ đợi quyết định của anh ta. Vẻ mặt Bạch Thụy Du hờ hững, cho dù đám người Đỗ Ca Ngọc quỳ xuống, vẫn không làm cho tâm tình anh ta dao động chút nào. Anh ta nói, đứng lên. Đỗ Ca Ngọc lắc đầu, nghiêm nghị nói, đại nhân không xử Đường Tuấn có tội, thì chúng tôi không đứng dậy. Anh ta còn sống, thì chúng tôi cùng nhau chịu chết. Chúng tôi cùng nhau chịu chết. Lấy cái chết cưỡng ép. Bọn họ đang ép Bạch Thụy Du giết Đường Tuấn. Chương 1910. Mọi người hoàn toàn yên lặng. Trong lòng các trưởng lão thần đinh đã đoán được chân tướng sự việc, nhưng trái lại chân tướng đã không còn quan trọng trong thời khắc này. Đám người Đỗ Ca Ngọc này không chỉ là đại diện cho cá nhân, còn có thể lực phía sau bọn họ. Cưỡng ép như thế, Bạch Thụy Du dường như chỉ có cúi đầu đi một con đường. Hồng Nhật Linh cúi đầu, trong mắt tràn đầy sảng khoái, thầm nghĩ, thiên phú có lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì? Không có bối cảnh trèo trống, cuối cùng chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt, tính mạng ở trong tay mình không cách nào nằm giữ. Rất tốt, vừa rồi các cậu muốn lấy cái chết bày tỏ chí nguyện à, can đảm lắm. Bạch Thụy Du nói. Nghe thấy lời này, trên mặt đám người Đỗ Ca Ngọc lộ ra nét vui mừng, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, đại nhân. Thống lĩnh đại nhân cũng khen ngợi bọn họ, không phải đã để lộ ra một tín hiệu nào đó sao? Nghĩ đến những điều này, trong lòng bọn họ không khỏi đắc ý. Quả nhiên nhiều người sức mạnh lớn, ngay cả thống lĩnh phương Tây thần bí hùng mạnh cũng phải cúi đầu. Chỉ có những tướng lĩnh và đội phòng thủ thành man thú kia, không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, ngược lại thu hồi bảo khí, đứng qua một bên. Trong sự đắc ý của đám người Đỗ Ca Ngọc, trong sự lo lắng bất an của các trưởng lão thần đình, giọng nói Bạch Thụy Du vang lên lần nữa, nếu cậu sẵn lòng chịu chết, vậy thì cậu đi chết đi. Giọng nói bình tĩnh, giống như đang hỏi bạn ăn cơm chưa. Đỗ Ca Ngọc chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Môi cậu ta hơi hả ra, lại không phát ra âm thanh nào, bởi vì đầu của cậu ta đã rời khỏi thân thể của cậu ta. Giọng nói Bạch Thụy Du như đao, anh ta nói xong một câu, đầu Đỗ Ca Ngọc đã bị chém đứt. Trên cổ Đỗ Ca Ngọc vốn còn đang mang theo ngọc bội phòng thân do trưởng bối trong tộc ban cho, đó là một bảo vật có thể đỡ một cú đánh của cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Nhưng không biết lúc nào, ngọc bội phòng thân đã vỡ thành hai nửa, lúc này mới phát ra âm thanh soạt soạt, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp khó chịu. Thi thể không đầu của Đỗ Ca Ngọc vẫn đứng thẳng, máu tươi như nước suối từ nơi cổ bị đứt phun ra ngoài, nhìn vô cùng kinh khủng. Bạch Thụy Du đích thân ra tay, Đỗ Ca Ngọc đương nhiên không có khả năng sống sót. Âm thanh ngọc bội rơi xuống đất, âm thanh máu tươi phun trào, khiến cho mấy người ở sau lưng Đỗ Ca Ngọc đột nhiên kinh sợ, bàn tay ý thức sờ lên cổ, sau khi nhận ra còn toàn vẹn, chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, trái lại là một luồng hơi lạnh từ bàn chân vọt lên đỉnh đầu. Bọn họ nhìn về phía vị thống lĩnh đại nhân vẫn không có biểu cảm kia, tâm tình phức tạp, ánh mắt sợ hãi. Các trưởng lão thần đình khiếp sợ không thôi, thống lĩnh Bạch Thụy Du sao dám làm như thế? Không sợ đắc tội với những thế gia và môn phái kia sao? Hồng Nhật Linh cùng đông đảo các đệ tử tham gia thí luyện, càng đông cứng tại chỗ, một loại cảm xúc tên là kinh khủng tràn ngập trong bọn họ. Chỉ có các binh sĩ của thành man thú, vẫn là trầm mặc không nói, nét mặt bình tĩnh, không có chút bất ngờ nào. Thống lĩnh đại nhân thực lực sâu hiểm khó dò, sát phạt quyết đoán, giết cái đám không muốn sống mà ngay cả biển tinh thần cũng biết kia. Bọn quỷ sứ này lấy cái chết cưỡng ép, không khỏi có chút quá buồn cười. Cái chết và sợ hãi, chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời thống lĩnh đại nhân. Còn người nào muốn chịu chết không? Giọng nói Bạch Thụy Du bình thản như thường, quỳ rất tốt, chặt đầu tương đối dễ dàng. Soạt soạt soạt, không có chút gì do dự, sau lưng Đỗ Ca Ngọc, những con nhà thế gia vốn lấy cái chết cưỡng ép kia đồng loạt đứng dậy. Lời nói của Bạch Thụy Du rất là điềm tĩnh, nhưng dường như có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, không ai dám chống lại. Đỗ Ca Ngọc chống cự lại nên đã chết rồi. Những người ban đầu chống lại đều muốn được sống nên họ đã đứng lên, rồi sau đó kính cẩn bước sang một bên. Nói đi, Bạch Thụy Du nhìn bọn họ và khẽ nói.
Những người kia đâu dám có ý nghĩ nào khác nên bọn họ đã kể lại chuyện đã xảy ra ở cổ vực một lần nữa. Những gì họ nói cũng gần giống như những gì A-La-Nạp đã nói. Nói xong, bọn họ im lặng đứng dậy, cơ thể có chút run rẩy giống như một đứa trẻ phạm lỗi sai đợi bị xử phạt. Nào ngờ, Bạch Thụy Du hoàn toàn không có ý xử phạt bọn họ, thậm chí không thèm liếc nhìn. Anh ta sải bước, từ bên ngoài tòa nhà đi đến trước mặt Đường Tuấn, nói với ánh mắt khen ngợi, anh khá lắm. Đường Tuấn không lạ gì với vị thống lĩnh phía Tây bí ẩn này, nhưng anh có chút mơ hồ, không hiểu tại sao đối phương lại bảo vệ anh. Có cơ hội lại cùng nhau uống rượu. Giọng nói của thống lĩnh bỗng truyền vào trong tinh thần của anh. Giọng nói đã biến đổi, nhưng Đường Tuấn không thấy giọng nói này lạ lắm, chính là người đã cùng anh uống rượu ở bên bảng Sơn Hà cách đây không lâu. Chương 1911. Ánh mắt của Đường Tuấn bỗng sáng rực, anh cũng trả lời lại bằng cách truyền âm, thì ra là anh. Nhìn thấy trong ánh mắt của Bạch Thụy Du chất chứa niềm vui, tâm trạng của Đường Tuấn không tránh khỏi có chút phức tạp. Không ngờ, người đầu tiên anh quen ở thành Man Thủ chính là thống lĩnh phía Tây bí ẩn. Lần làm quen này được cả hai lặng lẽ thực hiện, trong mắt người ngoài thì hai người chỉ nhìn nhau, Bạch Thụy Du bày tỏ lời khen với Đường Tuấn, ngoài ra không còn gì khác. Nếu đầu đuôi sự việc đã được làm rõ rồi thì trận đấu này thật vô nghĩa. Bạch Thụy Du liếc nhìn hai người rồi nói một câu xem như đặt một dấu chấm hết cho trận chiến này. Nếu đã là Bạch Thụy Du thì Đường Tuấn đương nhiên sẽ nể mặt. Còn Hồng Nhật Linh cũng không dám nói gì. Trưởng Lão Giang, ông còn có điều gì muốn nói không? Bạch Thụy Du nhìn Trưởng Lão Giang đang đứng sau lưng Đường Tuấn. Lúc này, chính ông ta vui mừng nhất, cũng là người vặn hỏi Đường Tuấn sớm nhất vì sợ chuyện của Đường Tuấn sẽ làm liên lụy đến ông ta. Sắc mặt của Trưởng Lão Giang xám xịt. Cơ thể run rẩy liên tục. Ngay từ đầu, Đường Tuấn thể hiện thực lực lớn mạnh và quy luật không gian đã đủ khiến ông ta kinh ngạc, huống hồ là một loạt biến đổi sau đó. Ông ta có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được thống lĩnh đại nhân có thiện cảm với Đường Tuấn. Giang Mỗ không có ý kiến khác, dường như Trưởng Lão Giang có chút run rẩy khi nói ra câu này, có thể tưởng tượng ra lúc này ông ta hoảng sợ đến mức nào. Vậy thì tốt, Bạch Thụy Du gật đầu. Anh ta lại bước tiếp đến không trung. Nhìn xuống đệ tử và quân sĩ thần đình bên ngoài tòa nhà, nói to, hôm nay, lần thí luyện này chính thức kết thúc, tổng cộng có 93 đệ tử thông qua thí luyện. Trên khuôn mặt của các đệ tử thông qua thí luyện bên dưới lộ vẻ hớn hở, A-La-Nạp ba người không giấu nổi vui mừng. Vốn dĩ thực lực của bọn họ không thể nào thông qua lần thí luyện này, thậm chí có thể chết dưới âm nha. Có thể nói tất cả mọi chuyện đều là nhờ có Đường Tuấn. Bạch Thụy Du ngừng giây lát rồi nói, theo những quy tắc đã đặt ra trước đó. Ai có được linh khí cửu nha sẽ đứng nhất trong lần thi luyện này nên Hồng Nhật Linh sẽ được xếp hạng nhất, có thể được tham gia vào lễ rửa tội lôi trì lần này. Bên dưới bỗng nhốn nháo cả lên, tất cả đều nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt ngưỡng mộ. Lễ rửa tội lôi trì là cơ duyên có 102 của thần đình. Các tu luyện giả trước sau lễ rửa tội lôi trì, thực lực có thể nói là một trời một vực. Đồng thời, có một số người không tránh được trong lòng thấy thổn thức. Cho dù Đường Tuấn có xuất chúng thế nào. Là người có thực lực mạnh nhất trong đợt thí luyện lần này, như vậy thì đã sao? Cuối cùng Hồng Nhật Linh vẫn đứng nhất, tham gia lễ rửa tội lôi trì cũng là Hồng Nhật Linh. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đồng cảm với Đường Tuấn. Sống dưới ánh hào quang của thiên tài như Hồng Nhật Linh, chắc hẳn là rất khó chịu. Nghe thấy những lời chúc mừng xung quanh, Hồng Nhật Linh lại trở nên đắc ý, cậu ta nhìn Bạch Thụy Du với ánh mắt mong đợi. Những người xung quanh thấy vậy, chợt nhớ lại điều gì đó. Hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt càng thêm nóng rực. Trước khi thí luyện, có người tiết lộ thông tin, Bạch Thụy Du rất có thể sẽ lựa chọn một người rồi đích thân truyền trong số các đệ tử thần đình ở đây. Nhưng hiện giờ, Hồng Nhật Linh đứng nhất thi luyện là người có khả năng được lựa chọn nhất. Bạch Thụy Du nói tôi canh giữ thành man thủ nhiều năm, đúng là cần một đệ tử để kế thừa từ đời này sang đời khác. Anh ta dồn ánh mắt vào vị trí giữa đám đông. Đúng là Hồng Nhật Linh. Mọi người nhìn về hướng Hồng Nhật Linh đang đứng giữa đám đông. Mặc dù đã đoán ra được, nhưng vẫn không kìm được nghẹn ngào nói. Vẻ mặt Hồng Nhật Linh trở nên kiêu ngạo, cậu ta cong khóe môi cười. Đường Tuấn, anh có muốn làm đệ tử của tôi không? Lúc này, giọng nói của Bạch Thụy Du lại vang lên. Tôi đồng ý. Hồng Nhật Linh vô thức mở miệng rồi giọng nói bỗng im bật, cuối cùng một từ cũng không nói ra. Đám đông im bặt như chết lặng. Giờ mọi người mới nhận ra, đứng ở vị trí giữa đám đông không chỉ có mình Hồng Nhật Linh, mà còn có cả Đường Tuấn. Nếu như là trước kia, có lẽ tất cả mọi người sẽ thấy vô cùng kinh ngạc,
nhưng giờ, mặc dù vẫn kinh ngạc nhưng đối với họ không phải là không thể chấp nhận được. Không ngờ là anh ta. Có một vị thống lĩnh thần đình làm chỗ dựa vững chắc, còn có ai dám khinh thường anh ta. Ánh mắt của mọi người chuyển từ khuôn mặt của Hồng Nhật Linh sang Đường Tuấn, tâm trạng trở nên phức tạp. Tôi không đồng ý, Đường Tuấn lắc đầu trước cái nhìn chăm chăm của mọi người. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Chương 1912. Cái tên này làm gì vậy? Không ngờ lại từ chối việc thống lĩnh thần đình thu nhận đệ tử. Vốn dĩ tưởng rằng Bạch Thụy Du sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ trong giọng nói của Bạch Thụy Du vẫn không có chút dao động trong cảm xúc, xem ra anh vẫn không thay đổi suy nghĩ. Trước kia, anh ta từng hỏi Đường Tuấn trước bảng Sơn Hà nên không bất ngờ mấy với câu trả lời này. Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Đường Tuấn nói. Xét về thực lực, hiện giờ có lẽ anh không yếu hơn bao nhiêu so với Bạch Thụy Du nên đương nhiên không thể bái sư rồi. Bạch Thụy Du nói, không sao. Anh đã hiểu được thời kỳ đầu của quy luật không gian, là một thiên tài hiếm đó, tôi sẽ xin giúp anh được có tên trong lễ rửa tội lôi trì, anh hãy trân trọng điều đó. Dứt lời, mọi người không biết nên nói gì. Đường Tuấn từ chối Bạch Thụy Du chẳng những không giận dữ mà còn chủ động giúp Đường Tuấn xin tham gia vào lễ rửa tội lôi trì. Chẳng phải nói thống lĩnh phía Tây sát phạt quyết đoán, gần như là tàn bạo hay sao? Sao lại dễ nói chuyện như vậy? Đường Tuấn nghe xong cũng ngẩn người. Mặc dù anh không biết lễ rửa tội lôi trì là gì, nhưng nhìn nét mặt của mọi người, anh cũng đoán ra được đó là cơ duyên tuyệt vời. Cảm ơn, Đường Tuấn lại nói cảm ơn một lần nữa. Bạch Thụy Du nói, tôi rất coi trọng anh. Bạch Thụy Du chỉ nói mấy câu ngắn gọn rồi rời khỏi. Mọi người nhìn Hồng Nhật Linh đang đứng giữa đám đông với vẻ mặt khó tả. Lúc đầu cứ tưởng đứng nhất thí luyện có thể trở thành đệ tử của Bạch Thụy Du, kết quả không được như mong đợi. Lúc đầu cứ tưởng chỉ có cậu ta mới có thể tiến vào lôi trì, kết quả là Đường Tuấn cũng có tên. Người đáng thương, mọi người nói thầm trong lòng. Hồng Nhật Linh siết chặt nắm đấm, nét mặt dần trở nên dữ tợn. Bạch Thụy Du không phải đang nói đùa. Ngày hôm sau, cái tên Đường Tuấn tham gia vào lễ rửa tội lôi trì chính thức được duyệt và công bố với mọi người. Không biết là cố ý hay vô tình, Đường Tuấn tham gia lễ rửa tội lôi trì cùng ngày với Hồng Nhật Linh. Trong phút chốc, cuộc thảo luận về cả hai lại trở nên sôi nổi. Tại phủ thành chủ thành Man Thú, Bạch Thụy Du đứng bên lan can của gác lửng cao nhất, anh ta nhìn ra xa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Thẳng theo tầm mắt của anh ta chính là khu vực biển tinh thần. Đợi rất lâu, Bạch Thụy Du mới chậm rãi nói, ngày mai, mọi người sẽ đi đến căn cứ thần đình, tôi phải canh giữ ở đây, không thể nào bảo vệ anh nên anh phải cẩn thận, cố gắng đừng xuất đầu lộ diện, đừng để bị người khác tấn công. Lễ rửa tội lôi trì là cơ duyên, nhưng trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Lễ rửa tội lôi trì là gì? Đường Tuấn hỏi. Bạch Thụy Du nói, lôi trì, nghe nói là những người sáng tạo thần đình dựa vào sức mạnh tạo hóa trời đất, liên kết tạo ra bảo vật. Vai trò của lôi trì rất đơn giản, chính là thức tỉnh sức mạnh ẩn giấu bên trong huyết mạch. Cái gọi là lễ rửa tội chính là lễ rửa huyết mạch. Giống như các tu ma sử dụng hồ máu trước đây, nhưng hung bạo và lớn mạnh hơn. Cũng nguy hiểm hơn nhiều. Lôi trì tổng cộng có 9 tầng, anh cần phải đánh bại lôi quang nguyên linh ở mỗi tầng, và nuốt chửng nó rồi hòa vào máu của mình. Đó chính là quá trình của lễ rửa tội lôi trì. Đường Tuấn khẽ chau mày, hỏi, lôi quang nguyên linh là cái gì? Bạch Thụy Du giải thích, lôi quang nguyên linh là một cách kính tượng, nó có cảnh giới tu luyện như người vượt ải, nhưng có lôi linh thể thuần chất nhất. Lôi quang nguyên linh tầng 1 sẽ mở khóa 10% lôi linh thể, sức mạnh có lẽ gấp đôi anh. Tầng 2 mở khóa 20%, sức mạnh gấp 4 lần anh, đại loại là như vậy. Đường Tuấn hỏi vậy thì tính ra tầng 9 cũng chỉ mới mở khóa 90% lôi linh thể. Chẳng lẽ còn có tầng 10 ư? Bạch Thụy Du lắc đầu, dường như có chút bất lực, nói, lôi trì trong truyền thuyết đúng là có 10 tầng, nhưng kể từ khi lôi trì xuất hiện thì không còn nghe thấy ai có thể vượt đến tầng 10 nữa. Đã gần 10 vạn năm kể từ khi lôi trì sáng lập, thành tích tốt nhất cũng chỉ là tầng 8. Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm nghị, ánh mắt tỏ vẻ nặng nề, nói, nghe nói tầng 10 có một cây bảo thụ tắm trong lôi đỉnh tiên thiên. Chỉ cần ăn được trái của bảo thụ là có thể một động tác phá vỡ cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, những điều này anh nghe thôi là được rồi. Với thực lực và thiên bẩm của anh thì có thể đạt được đến cấp 4 cũng coi như là không tệ. Chắc là Hồng Nhật Linh có thể đạt đến cấp 5, nói không chừng có thể có cơ hội vượt lên cấp 6. Chương 1913 tôi hiểu được. Là bởi vì Hồng Hữu Châu.
Đường Tuấn không nhịn được cười, nói, thì ra anh cũng coi trọng Hồng Nhật Linh. Bạch Thụy Du nói, đây không phải là coi trọng, mà là sự thật. Ở cổ vực, lúc đầu Cửu Nha chọn anh rồi lại từ chối anh, cuối cùng chọn Hồng Nhật Linh chính là minh chứng. Anh phải thừa nhận rằng bản thân không bằng anh ta về mặt thiên bẩm. Cường giả thật sự sẽ biết nhìn vào trái tim bản thân, hiểu rõ vị trí của bản thân và sẽ không đấu tranh cho những lợi ích và mất mát tạm thời. Anh phải hiểu những điều này. Thì ra là vậy, nghe xong, Đường Tuấn không nhịn được cười. Anh suy nghĩ giây lát và quyết định không nói ra chuyện anh từ chối Cửu Nha ở cổ vực. Dù sao kể chuyện này ra thì cũng không có ai tin. Bạch Thụy Du nói, bởi vì lần này, Hồng Nhật Linh đã thể hiện sức mạnh và thiên bẩm, rất nhiều người trong thần đình coi trọng anh ta, nhưng tôi lại xem trọng anh. Ngày hôm sau, các trưởng lão thần đình dẫn theo hơn 90 thí sinh đã thông qua thi luyện đi đến căn cứ thần đình. Lần này không phải ngồi bảo khí trên không, mà là dùng trận pháp di chuyển. Mười mấy trưởng lão thần đình vận dụng trận pháp, cùng lúc đó, đốt cháy hàng vạn nguyên thạch thượng phẩm, một tia sáng xé toạc khoảng không, một cánh cổng thấp thoáng dưới một chùm ánh sáng. Đường Tuấn cùng đám đông đứng trong chùm ánh sáng, biến thành một luồng ánh sáng rồi biến mất bên ngoài cánh cổng. Ánh sáng vô cùng chói mắt khiến anh mù trong chốc lát, đợi anh nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiếu vào tầm mắt là các đình nghỉ mát bị ánh sáng bao phủ, những tòa nhà này không có bất cứ sự nương tựa nào, giống như được xây dựng trong hư không, mỗi một tòa đều rất nguy nga. Ngước nhìn lên trên, kiến trúc càng hoành tráng, hơi thở mạnh mẽ lan tỏa. Một dòng thác nước không biết rộng bao nhiêu chút xuống, không biết từ nơi nào đổ xuống và đổ về đâu. Đường Tuấn với tinh thần dũng mãnh, nhưng cũng sững sờ trước cảnh tượng vô cùng ngoạn mục này trong giây lát, huống chi là những người khác. Hồng Nhật Linh thất thần trong giây lát, nhưng ngay sau đó cậu ta đã bình tĩnh lại. Cậu ta nhìn mọi người bằng ánh mắt có chút ngạo mạn và coi thường. Chỉ khi cậu ta nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Đường Tuấn thì sâu trong ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đợi đến khi tiến vào lôi trì thì anh sẽ biết điểm khác biệt Hồng Nhật Linh thấy khó chịu trong lòng. Khụ khụ khụ. Một tiếng ho nhẹ làm mọi người hoàn hồn lại. Một người mặc áo khoác dài màu đen, người đàn ông trung niên có vẻ mặt lạnh lùng như xương xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ta không che giấu sức mạnh của mình, hơi thở lan tỏa. Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Người trung niên này là cao thủ của cảnh giới bán bộ hóa thần. Tôi tên là Hồng Hữu Châu, là thầy giáo của mọi người. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi sẽ dạy mọi người con đường tu hành, người đàn ông trung niên nói. Chào Hồng trưởng lão, mọi người khom lưng hành lễ với vẻ mặt cung kính. Đường Tuấn chỉ chắp tay hành lễ như thường thấy trong giới tu hành. Anh không khom lưng nên thành ra rất đặc biệt trong đám đông đang khom mình. Nhưng Đường Tuấn thấy rất bình thường, chưa nói đến việc hành lễ của anh không có chỗ nào thất lễ, sức mạnh hiện giờ của anh có tư cách kết giao với bán bộ hóa thần ngang hàng rồi. Cũng như anh, Hồng Nhật Linh không khom lưng. Nhưng Hồng Nhật Linh khác với Đường Tuấn, cậu ta bước đến trước mặt Hồng Hữu Châu và gọi chú ba. Hồng Hữu Châu nhìn cậu ta khen ngợi, cháu cũng khá lắm, không phụ thiên bẩm vào huyết mạch này. Hồng Nhật Linh mỉm cười đứng sang một bên. Mọi người đều ngơ ngác, không ngờ Hồng Hữu Châu lại là chú ba của Hồng Nhật Linh. Đợi đến khi mọi người cùng đứng dậy thì Hồng Hữu Châu mới nói, mọi người có thể là thiên tài ở bên ngoài, nhưng ở đây, mọi người chỉ là một người bình thường nên tốt nhất là hãy buông bỏ lòng kiêu ngạo. Có một số người có thiên bẩm rồi thấy mình tài giỏi, không coi ai ra gì, không biết kính sợ, loại người này sao có thể đi xa được. Mặc dù ông ta không nói có vài người là ai, nhưng lúc nói ánh mắt nhìn về hướng Đường Tuấn, rồi nghĩ đến những chuyện trước đây, ai mà không biết là ông ta đang hạ thấp Đường Tuấn. Sau đó, Hồng Hữu Châu dẫn mọi người đi qua đám mây mù đến trước một ngọn núi và nói, đây là nơi ở tạm thời của mọi người. Ông ta vừa phất tay, từng tia sáng từ trên tay ông ta rơi xuống lòng bàn tay của mọi người, con số trên mặt lệnh bài là số phòng của mọi người. Đợi ông ta nói xong, mọi người nhốn nháo tự tìm chỗ ở cho mình. Đến lúc mọi người rời khỏi, một luồng sáng từ xa rơi xuống cạnh Hồng Hữu Châu, người này khom mình nói, sư tôn, đã sắp xếp xong rồi, nhưng dù sao người đó cũng được thống lĩnh Bạch Thụy Du coi trọng, sắp xếp anh ta ở đó e có chút không ổn. Hồng Hữu Châu nghe vậy, khẽ cười khẩy, nói, người khác Bạch Thụy Du anh ta, tôi cũng không sợ. Tất cả mọi người nói anh ta là người đầu tiên dưới hóa thần, tôi đã sớm muốn thỉnh giáo thử xem. Vẻ mặt người đi tới hơi sợ hãi, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng mặc niệm thay cho cái tên gọi là Đường Tuấn kia.
Đường Tuấn cầm lệnh bài trong tay, trên lệnh bài viết hai con số 93. Lần theo sự chỉ dẫn của khí tức trên lệnh bài, Đường Tuấn bay đi về phía chân núi Thanh Phong này. Cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, lông mày anh hơi nhăn lại. Bởi vì đi lên Thanh Long, nguyên khí trong trời đất càng nồng đậm, đi xuống thì càng loãng. Chênh lệch trong đó, khoảng chừng 1-2 lần. Việc này không công bằng, thành tích của chúng tôi cho dù không phải quá tốt, nhưng không đến mức phân đến nơi có cấp bậc thấp nhất. Cấp bậc nồng độ nguyên khí này, ngay cả môn phái của chúng tôi cũng không bằng. Vừa nãy tôi nhìn thấy tên Phạm Mãnh kia cũng đi vào động phủ cấp thứ 6, tên kia giết em mờ nha trong cổ vực còn chưa bằng một nửa của chúng tôi. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía trước cách đó không xa truyền vào trong tai Đường Tuấn. Đường Tuấn lại đi về phía trước, vừa hay nhìn thấy người nói chuyện, không phải ai khác, chính là Chu Kính. Ở bên cạnh anh ta, còn có hai người A La Nạp và Cổ Minh. Phía sau bọn họ, chính là ba căn động phủ, phân biệt ghi rõ 90, 91 và 92. Động phủ số 93 của Đường Tuấn, lại còn xa hơn một chút, có vẻ hoang vu hơn. Thấy Đường Tuấn, sắc mặt Chu Kính khẽ thay đổi, nói, sao anh có thể tới đây? Với thành tích và thiên phú của anh, thống lĩnh Bạch Thụy Du chắc chắn đã sắp xếp cho anh động phủ tốt nhất, anh đến đây, là nhìn trò cười của chúng tôi sao? Lông mày Đường Tuấn nhíu lại, quay lệnh bài trong tay hướng về phía ba người, không nhịn được hỏi, cậu nói lệnh bài này đại diện cho cấp bậc động phủ. Ba người A La Nạp nhìn số 93 trên lệnh bài của Đường Tuấn, không nén được vẻ không dám tin trên gương mặt, nói, nhóm người chúng ta tổng cộng có 93 người đi vào, động phủ thì căn cứ vào xếp hạng mà quyết định, động phủ số 93 là động phủ cuối cùng, tại sao có thể ở trong tay của anh? Chương 1914 Hồng Hữu Châu, Hồng Nhật Linh. Trên mặt Đường Tuấn hiện ra lửa giận, Bạch Thụy Du nói không sai, tranh đấu bên trong thần đình kịch liệt và trắng trợn hơn so với tưởng tượng của anh. Chúng tôi cũng không ngờ bối cảnh của Hồng Nhật Linh lại hùng hậu như vậy, bản thân anh cẩn thận một chút đi. Nghĩ thông suốt những thứ này, ba người Chu Kính trái lại trở nên bình tĩnh, dù sao so với Đường Tuấn mà nói, cảnh ngộ của bọn họ cũng không có bết bát như vậy. Đường Tuấn cầm lệnh bài trong tay, rất nhanh chóng đã đến động phủ của mình. Cái gọi là động phủ, chính là một hang núi xây dựa lưng vào núi. Trong động phủ, có một không gian cỡ nhỏ, không đủ 100 mét vuông, có 7 trận pháp tụ linh cỡ nhỏ, trận pháp và địa mạch tương liên, nguyên khí ngược lại có chút nồng đậm, ít phải nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đương nhiên, so với những động phủ phẩm cấp cao hơn kia, thì động phủ này không tính là cái gì. Cả chút nguyên khí này, vốn dĩ không đủ số lượng cho tôi hô hấp thổ nạp. Đường Tuấn vận hành thần tàng quyết. Trong động phủ vốn cũng coi như dày đặc nguyên khí lập tức bị cắn nuốt hết sạch, chỉ có thể vận hành dựa vào tụ linh trận, chậm rãi bổ sung nguyên khí. Hồng Hữu Châu, Hồng Nhật Linh, ánh mắt Đường Tuấn trở nên lạnh lẽo, không ngờ rằng hai người này lại bắt nạt trên đầu anh. Anh nhìn tụ linh trận cỡ nhỏ kia, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, khoanh chân ngồi xuống, nói, nếu bọn mày đã muốn chơi, vậy thì chơi cùng bọn mày một chút. Trạng thái tinh thần anh chìm vào trong nguyên anh của tử phủ. Nguyên anh nhìn chính là Đường Tuấn bản mini, thậm chí còn linh động hơn, có cảm giác thuần khiết không dơ bẩn, dường như là do trời đất thai nghén. Tuy nguyên anh không đội mũ, nhưng trên người lại mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ, trên quần áo vầng sáng quay vòng, mỗi một khắc đều có khí tức không giống nhau phát ra. Vốn dĩ loại sức mạnh kia là hình thức ban đầu của pháp tắc không gian. Đường Tuấn nhìn ánh sáng chói lọi màu bạc nhạt trên quần áo, trong lòng khẽ lay động. Bộ quần áo trên người nguyên anh này là tự động sinh ra khi anh tu luyện mấy ngày nay. Hôm đó đám người Bạch Thụy Du nhận ra anh tu xuất ra hình thức ban đầu của pháp tắc không gian, Đường Tuấn đã có thêm nhiều ý nghĩ. Bởi vì sức mạnh tương tự, trên người anh còn có 98 cái. Mỗi một cái, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hình thức ban đầu của pháp tắc không gian. Ngũ hành, âm dương, thời không, đây chính là 9 pháp tắc lớn, người tu hành bình thường có thể nắm giữ một loại, thì có tư cách của bán bộ hóa thần. Không ngờ tôi vậy mà nắm giữ 99 loại. Ngoài 9 loại pháp tắc, vẫn còn có nhiều loại pháp tắc như vậy, pháp tắc hắc ám, pháp tắc quang minh, pháp tắc tinh thần, pháp tắc tịch diệt, mỗi một loại đều đại diện cho hệ thống sức mạnh khác nhau. Có lẽ đây mới là hệ thống pháp tắc hoàn chỉnh. 99 loại hình thức ban đầu của pháp tắc, tạo thành áo của Nguyên Anh. Đường Tuấn chỉ hơi kinh hãi khi vừa bắt đầu, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Theo chuyển động của trạng thái tinh thần anh, tốc độ quay vòng của vầng sáng trên áo Nguyên Anh nhanh thêm mấy phần.
Một luồng sức mạnh từ ấn đường Đường Tuấn hóa thành sợi tơ, bắn vào bên trong tụ linh trận cỡ nhỏ kia, tiếp đó theo sức mạnh của địa mạch mà đi lên. Đây là hình thức ban đầu của pháp tắc hệ thổ, khiến cho anh không gặp trở ngại trong địa mạch. Chương 1915 không có nguyên khí mọc lên như pháo hoa. Hai người so sánh, động phủ bên dưới chắc chắn chính là ổ ăn mày. Bên trong đại điện của cung điện, Hồng Nhật Linh ngồi trên chủ vị thật cao, phía dưới là hơn 10 đệ tử mới thành công tiến vào thần đình lần này, gần như cũng là thiên tài tu hành xếp 30 thứ hạng đầu tiên. Khóe miệng Hồng Nhật Linh mỉm cười, tay phải bưng chén rượu, tay trái nhẹ vỗ về cửu nha, nhìn có chút đắc ý. Đại ca Hồng quả nhiên lợi hại, cái gì cũng không cần làm đã sắp xếp tên nhóc Đường Tuấn kia đến động phủ số 93. Đây chính là động phủ cấp bậc thấp nhất, làm sao có thể so với vùng đất tu hành chủ phú, hùng vĩ xa hoa này của đại ca Hồng này. Tiền tài, bạn bè, phương pháp, không có một nơi tu hành tốt, còn tu hành cái rắm, tốc độ tu luyện giảm mạnh, tương lai chỉ có thể bị đại ca Hồng càng kéo càng xa. Tôi mời đại ca một ly, sau này chúng tôi sẽ theo anh lăn lộn. Trong bữa tiệc, có vị tu sĩ trẻ tuổi đứng lên, nịnh nọt nở nụ cười với Hồng Nhật Linh, tiếp đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hồng Nhật Linh khẽ nhấp một cái, hiển thị rõ khí phách cao nhân. Vốn dĩ căn cứ vào sự sắp xếp của thần đình, tên nhóc Đường Tuấn kia sẽ ở cùng một chỗ với đại ca Hồng trong tòa cung điện này, được hưởng nguồn tài nguyên giống với đại ca Hồng, nhưng bây giờ cứ như vậy, tài nguyên tu luyện của anh ta cũng rút lại trên phạm vi lớn, toàn bộ lọt vào túi đại ca Hồng. Sau này làm sao có cơ hội đuổi kịp đại ca? Nghe người ta nói khi anh ta nhìn thấy động phủ của mình thì tức giận đến nói không ra lời, giam mình lại, không gặp bất kỳ người nào. Tôi thật sự rất muốn nhìn bộ dạng kia của anh ta. Ha ha ha. Một đám đệ tử mặc ý cười to, trong lúc nói chuyện tràn đầy khinh thường đối với Đường Tuấn. Lần này không thấy được có chút đáng tiếc, nhưng về sau có rất nhiều cơ hội, làm kẻ địch với tôi, chính là kết cục này. Hồng Nhật Linh đắc ý nói. Hồng Nhật Linh vừa nói vừa cười, dáng vẻ ngông cuồng, thoạt nhìn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý. Tòa cung điện này gọi Khôi Điện, là thánh địa tu luyện tốt nhất trên Thanh Phong này, vốn là dựa theo sự sắp xếp của thần đình, là do cậu ta và Đường Tuấn ở chung. Nhưng bởi vì cậu ta không muốn sống chung một mái nhà cùng với cái tên đáng ghét kia, bởi vì Hồng Hữu Châu nhẹ nhàng gạch một cái trên danh sách bố trí, toàn bộ những thứ này đã biến thành vật sở hữu riêng của cậu ta. Mà cái tên khiến cho người ta ghét kia lại vào động phủ kém nhất trong Thanh Phong. Sư huynh Hồng, nghe nói trong tòa Khôi Điện này có một tòa tụ linh trận to lớn, khi khởi động có thể dẫn động nguyên khí trời đất trong phạm vi 10 dặm. Nguyên khí phun trào như nước thủy triều, sau đó lại dâng trào trên vùng trời Khôi Điện, giống như pháo hoa lóa mắt. Cảnh tượng thần kỳ tráng lệ này, chúng tôi vẫn chưa thấy qua bao giờ, không biết sư huynh có thể biểu diễn cho chúng tôi một phen không? Trong bữa tiệc, một cô gái dung mạo tương đối xinh đẹp, hỏi Hồng Nhật Linh. Tiếng nói vừa dứt, lại có vài người lên tiếng phụ họa, sư huynh, cảnh đẹp như kia vừa hay góp vui cho chúng ta. Mời sư huynh ra tay, để chúng tôi mở mang kiến thức một chút. Hồng Nhật Linh nhìn đám người vô cùng mong đợi, nụ cười đắc ý trên mặt càng đậm, nói, đây chỉ là việc nhỏ, tôi đã khống chế tụ linh đại trận trong Khôi Điện, muốn khởi động, chỉ là việc nghĩ ngợi một chút. Các cậu xem đây. Nói xong. Hồng Nhật Linh nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong miệng quát nhẹ, mở. Mở thanh trong trẻo, giống như sấm mùa xuân. Theo tiếng quát, nguyên khí trong điện bỗng nhiên đập liên tục, như nước sôi sùng sục. Sau đó chỉ thế thôi, cái gì cũng không xảy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1916 chúng tôi đi theo cùng sư huynh. Trong sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đám người vốn chuẩn bị khen ngợi há hốc mồm. Lời gì cũng nói không được. Vẻ mặt Hồng Nhật Linh hơi lúng túng, nụ cười trên mặt cứng đờ, đặt chén rượu xuống, nghiêm túc quát lên, mở. Vẫn chỉ có giọng nói lanh lảnh như tiếng sấm của cậu ta vang lên, tiếp đó vẫn là không xảy ra chuyện gì. Lần này sắc mặt Hồng Nhật Linh đột nhiên u ám, gần như có thể chảy ra nước. Sư huynh Hồng, có phải anh uống nhiều quá rồi không? Vận hành pháp lực có chút không trôi chảy, nếu không thì đợi ngày khác rồi thử lại. Có người thấp giọng khuyên nhủ. Lời nói vừa dứt, người kia đã cảm thấy sát ý từ chỗ sâu trong mắt Hồng Nhật Linh rơi vào trên người anh, làm cho lông tơ trên bề mặt da của anh ta dựng đứng. Những người khác dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn người nói chuyện. Hồng Nhật Linh là ai? Đây chính là thiên tài tu hành tu vi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ,
đừng nói chỉ là vài chén rượu, cho dù uống mấy trăm cân rượu xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ta. Nhưng Hồng Nhật Linh liên tục hai lần khởi động tụ linh trận thất bại, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Sư huynh Hồng, có phải tụ linh trận lâu năm không tu sửa hay không, có vài chỗ hỏng rồi? Có người hỏi. Sắc mặt Hồng Nhật Linh hơi trầm xuống, nói tôi đi xem một chút. Đám người vội vàng nói, chúng tôi đi theo cùng sư huynh. Tụ linh trận giấu ở bên dưới nền móng khôi điện, thiết lập ở bên trong thanh phong, ở giữa còn có không biết bao nhiêu cấm chế bảo vệ, người bình thường hoàn toàn không vào được. Nhưng mà những người này đều là thiên tài tu hành chân chính, thực lực hùng mạnh. Bọn họ dậm chân một cái, thì hóa thành từng vệt sáng biến mất. Nơi sâu trong lòng đất cách khôi điện gần ngàn mét, một vùng u ám, tựa như biển sâu, mười mấy vầng hào quang xuất hiện ở bên trong nơi u ám này, chiếu rọi bừng sáng. Trong ánh sáng, chính là Hồng Nhật Linh và hơn 10 người nam nữ kia. Nhìn bóng tối và hư vô tựa như biển sâu ở trước mặt, sắc mặt của mọi người hiện đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Đây là không gian trong lòng đất của tụ linh trận khôi điện, vốn nên có một tòa tụ linh trận và khí địa mạch hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, tòa tụ linh trận không thấy rồi, khí địa mạch kia cũng không thấy. Khó trách vừa rồi Hồng Nhật Linh không cách nào khởi động được tụ linh trận. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến, đồng thời sinh ra vẻ sợ hãi. Tụ linh trận đã được Hồng Nhật Linh luyện hóa, tương liên với tinh thần cậu ta, sao có thể có người trộm đi thần không biết quỷ không hay. Chớ nói chi là khí địa mạch chi khí nặng nề cỡ nào, ít nhất phải có sức mạnh của bán bộ hóa thần mới có thể bắt giữ khí địa mạch. Nói cách khác, rất có thể là một cao thủ cảnh giới bán bộ hóa thần lấy đi tụ linh trận và sợi địa mạch này. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, trong mắt phảng phất ngọn lửa thiêu đốt, xem ra đã phẫn nộ tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát. Chương 1917 đây là lưỡng giới bi. Đám người nhao nhao gật đầu, rõ ràng cùng nhận thức với quan điểm này. Hừ, có lẽ anh ta cũng không có bản lĩnh này. Nhìn một vùng không gian hư vô trước mắt, Hồng Nhật Linh tức giận đến phổi cũng muốn phát nổ. Tụ linh trận và khí địa mạch mới là trung tâm của khôi điện, không còn hai thứ này. Khôi điện chỉ là một tòa cung điện lộng lẫy giàu sang mà thôi, nói về sự trợ giúp đối với tu hành, còn không bằng động phủ thông thường. Cậu ta còn chưa nóng, thì đã xảy ra chuyện này, quả thật chính là hung hăng đánh bà tay lên trên mặt cậu ta, mất hết mặt mũi. Hết lần này tới lần khác cậu ta cũng không dám làm ầm lên, bởi vì Hồng Nhật Linh độc chiếm khôi điện vốn dĩ là không tuân theo quy định, hơn nữa người ra tay kia tu vi chỉ e là sẽ không yếu hơn so với Hồng Hữu Châu bao nhiêu. Nhưng chuyện này nhất định phải điều tra, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, nhất định là người tu hành đã ngộ ra được pháp tắc hệ thổ, loại người này ở bên trong thần đình cũng không nhiều. Ánh mắt Hồng Nhật Linh lộ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, nói, về phần tên kia, đã không cần tôi ra tay rồi. Ở chân núi Thanh Phong này, trong động phủ số 93 kia, Đường Tuấn ngồi xếp bằng, luồng không khí màu vàng trong lòng bàn tay đang cuộn trào, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra luồng không khí này lại tạo thành một con rồng nhỏ. Hoàng Long gầm thét trong lòng bàn tay Đường Tuấn, gào thét không tiếng động, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi bàn tay khống chế của Đường Tuấn. Không ngờ rằng khí địa mạch của Thanh Phong này lại nồng đậm đến mức độ này, tạo thành địa mạch Hoàng Long. Mặc dù chỉ là ấu tùng, nhưng đã vô cùng phi phàm. Đường Tuấn nhìn Hoàng Long trong lòng bàn tay, trên mặt mang ý cười. Vừa rồi anh chui vào không gian lòng đất, đương nhiên nghe được lời Hồng Nhật Linh bọn họ nói, dưới cơn nóng giận đã thu vào tụ linh đại trận và con địa mạch Hoàng Long này, khiến cho vùng đất chủ phú để tu hành của Hồng Nhật Linh biến thành nơi vô dụng. Khí tức truyền ra từ bên trong khí địa mạch, Đường Tuấn cũng thầm kinh hãi. Nếu như chiếm đoạt con địa mạch Hoàng Long này, tu vi của anh chắc chắn có thể tăng lên một đoạn lớn. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của Đường Tuấn, địa mạch Hoàng Long lại không dãy dụa nữa, cuộn thành một vòng. Trong đôi mắt rồng nho nhỏ lộ ra vẻ đáng thương, lại hướng về phía Đường Tuấn xin khoan dung. Thế mà đã sản sinh ra một tia linh thức. Đường Tuấn nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng của anh khẽ lay động, một tấm bia đá cao khoảng người trưởng thành xuất hiện ở trước mặt anh. Đây là lưỡng giới bi. Đây là lưỡng giới bi, danh xưng có thể trấn áp hai con đường thế giới, chống lại lưỡng giới bi của không gian phong bạo. Có lẽ trong mắt người khác, lưỡng giới bi là bảo khí mạnh nhất, thậm chí là bảo vật hiếm có khi so với linh khí ở một vài năng lực nào đó cùng với sự tu luyện ngày càng uyên thâm của Đường Tuấn, cơ hội dùng lưỡng giới bi ngày càng ít đi.
Nếu không nhờ vào sự thay đổi lần này thì có lẽ Lưỡng Giới Bi đã bị lãng quên rồi. Cảm nhận được khát vọng từ trong Lưỡng Giới Bi truyền ra, Đường Tuấn chau mày ngạc nhiên. Chương 1918 không ngờ đó là quy luật hệ thổ hoàn chỉnh. Người khác tu luyện đều là vô thức giải phóng ra hơi thở và nguyên khí trong khi hút địa mạch Hoàng Long tu luyện. Có ai như Đường Tuấn, nhổ tận gốc địa mạch Hoàng Long và tụ linh trận, anh muốn nuốt chửng nó. Chần chừ giây lát, cuối cùng Đường Tuấn vẫn không nuốt chửng Hoàng Long, anh vừa ấn lòng bàn tay đã truyền nguyên khí địa mạch vào trong Lưỡng Giới Bi. Lưỡng Giới Bi phóng ra ánh sáng ngay lập tức, quầng sáng màu vàng nhạt tràn ngập từng góc xó trong động phủ. Vô số tia sáng chuyển động trên mặt bia, những phù văn bị tàn phá lại từng bước được phục hồi hoàn chỉnh. Đường Tuấn mặt biến sắc. Lưỡng Giới Bi hoàn chỉnh sẽ không thua gì bảo vật linh khí, thậm chí còn quý giá hơn những linh khí bình thường. Bởi vì trên Lưỡng Giới Bi sẽ có quy luật không gian và quy luật hệ thổ. Lưỡng Giới Bi ở trong tay Đường Tuấn, nhưng vì nó bị phá hỏng nên hai quy luật chân ý sớm đã biến mất hoàn toàn. Hiện giờ, cùng với nguyên khí địa mạch hòa vào Lưỡng Giới Bi, hai kiểu quy luật chân ý bỗng nhiên được phục hồi. Những phù văn được hình thành từ các tia sáng chính là quy luật chân ý. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, ánh sáng trên Lưỡng Giới Bi cuối cùng đã hoàn toàn đi vào thân bia. Lúc này, nhìn lại Lưỡng Giới Bi có thể nhận ra bề mặt Lưỡng Giới Bi đầy các phù văn huyền diệu. Mặc dù không hoàn toàn hoàn chỉnh, nhưng quy luật hệ thổ trong đó gần như viên mãn, điểm khác biệt chỉ là quy luật không gian. Không ngờ đó là quy luật hệ thổ hoàn chỉnh, Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Lưỡng Giới Bi và nói, quy luật hệ thổ trên mặt bia mang đến cho mọi người cảm giác viên dung như ý, chứa đựng ý nghĩa bí ẩn của đạo. Anh đột phá nguyên anh, bước đầu đã hiểu được hệ mẫu của 99 quy luật, nhưng chỉ là hệ mẫu mà thôi. Thần thông lĩnh hội của anh vẫn chỉ dừng lại ở đại thừa viên mãn. Muốn thật sự hiểu được quy luật chân ý, đối với lĩnh hội thần thông trước hết phải đạt đến cấp bậc hoàn hảo. Vốn dĩ cho dù Đường Tuấn có xuất sắc thế nào thì quá trình này cần phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian Lưỡng Giới Bi phục hồi, hệ mẫu quy luật hệ thổ đạt đến cấp bậc viên mãn, chỉ còn thiếu một bước nữa là đã kiểm soát được quy luật hệ thổ. Không ngờ Lưỡng Giới Bi có hai tác dụng, cảm nhận được sự bành trướng của pháp lực hệ thổ trên áo Nguyên Anh, trong lòng anh có chút cảm khái. Mặc dù cảnh giới hiện tại của anh không phải là cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hiểu đạo đã đạt đến cấp bậc bán bộ hóa thần. So với bán bộ hóa thần thì anh chỉ thiếu pháp lực và tích lũy. Nay pháp lực của anh đã đạt đến mức độ 7.000 nguyên, sớm đã vượt qua ngưỡng cửa bán bộ hóa thần, nhưng đây không phải là giới hạn của anh. Đường Tuấn rất rõ. Tinh thần nhìn ánh sáng xoay chuyển trên áo Nguyên Anh, trong lòng Đường Tuấn có chút mong đợi tha thiết. Bỗng nhiên nét mặt anh thay đổi, anh thu hồi lại Lưỡng Giới Bi. Anh vừa mới làm xong thì những điều cấm của động phủ bị một cơn gió xé toạc. Mỗi một động phủ đều có hộ pháp ngăn cấm, không có lệnh bài hoàn toàn không vào được. Bắt buộc phá vỡ điều cấm tiêu biểu cho sức mạnh to lớn và khinh thường với chủ nhân động phủ. Chương 1919 những nhát kiếm mưa lửa cũng tan biến theo. Bà là ai? Đường Tuấn hỏi. Người phụ nữ lạnh lùng cười nói, tôi là Lương Thiên Lam. Cậu chính là thằng nhãi mà Tạ Cẩm Tú đã nói đến sao? Nhìn có vẻ không lợi hại như lời bọn họ đã nói. Nghe xong, Đường Tuấn cũng hiểu ra, hóa ra người phụ nữ này là người của tổ chức diệt thần. Cái thứ đó không dễ lấy, nếu thực lực của cậu quá yếu thì đổi người khác. Nói xong câu này, Lương Thiên Lam nhướng mày, hai ngón tay đan vào nhau, ngọn lửa tạo thành kiếm một tiếng xoẹt phá vỡ không gian bay đến chém Đường Tuấn. Trên ngọn lửa chứa đựng sức mạnh to lớn của quy luật ngọn lửa, không gian như bị đốt cháy, phát ra tiếng sột soạt đáng sợ. Lương Thiên Lam đã dùng sức mạnh của cảnh giới bán bộ hóa thần với nhát kiếm này. Không còn là sự thăm dò đơn giản nữa, mà là muốn cho Đường Tuấn một bài học. Đường Tuấn cảm thấy nhát kiếm này là cố tình. Nếu là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao bình thường thì ít nhất nhát kiếm này cũng làm bị thương nặng. Đôi mắt Lương Thiên Lam khẽ lim dim, sâu trong đôi mắt ẩn giấu nụ cười chế nhạo. Trong lòng Đường Tuấn có chút tức giận, thân hình anh hóa hư không để tránh nhát kiếm này. Lương Thiên Lam cười khẩy, nói cậu đã hiểu được hệ mẫu của quy luật không gian thì làm sao tôi không biết được, nhưng cũng chỉ là hệ mẫu mà thôi. Tôi có hàng ngàn cách để đối phó với cậu, làm thế nào cậu cản được một nhát kiếm của quy luật ẩn chứa lửa chứ? Dường như để ứng nghiệm lời nói của bà ta, hỏa kiếm phát ra một tiếng nổ bùng, khắp bầu trời hóa thành một trận mưa lửa, mỗi giọt mưa chính là một nhát kiếm, phong tỏa cứng toàn bộ không gian trong động phủ.
giờ cậu còn muốn chạy đi đâu? Lương Thiên Lam cười mỉa mai. Mặc dù Đường Tuấn là người trong tổ chức cử đến hợp tác với bà ta nên chắc chắn là sẽ không giết, nhưng ai bảo anh có liên quan đến người phụ nữ tên Tạ Cẩm Tú kia, dạy cho một bài học nhỏ cũng không sao. Không dám đối mặt với nhát kiếm này, thật không có dũng khí, Tạ Cẩm Tú mù rồi sao? Sao lại thích cái tên như cậu? Lương Thiên Lam chế giễu. Ai nói tôi muốn bỏ chạy? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Lương Thiên Lam. Cùng lúc đó là tiếng nắm đấm phá vỡ không gian. Nắm đấm của Đường Tuấn uốn lượn như bệnh trùng tơ, đập xuống bờ vai của Lương Thiên Lam không chút khách sáo. Biến hóa quá nhanh, đợi đến khi nắm đấm vung xuống thì Lương Thiên Lam mới phản ứng, trên nắm đấm truyền đến sức mạnh khủng khiếp, một cú đấm làm toàn thân bà ta run rẩy và liên tục lùi mấy bước về sau. Những nhát kiếm mưa lửa cũng tan biến theo. Chương 1920 ở tầng 5 ư. Lớp sau của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao lại làm bà ta bị thương. Cậu dám, Lương Thiên Lam hoảng hồn, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt giận dữ. Trong ánh mắt không giấu được ý định giết người. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Đường Tuấn cũng nhìn Lương Thiên Lam với bộ dạng không chút sợ hãi. Lương Thiên Lam ngực đập nhanh liên hồi, phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại, nét mặt trở lại điềm tĩnh và thản nhiên. Đương nhiên là bà ta có lòng tin giết chết Đường Tuấn. Bà ta là bán bộ hóa thần, lĩnh hội được sự tồn tại to lớn của quy luật hoàn chỉnh. Còn Đường Tuấn có mạnh cỡ nào thì cuối cùng vẫn không phá vỡ được ngưỡng cửa đó, trong mắt bà ta thì anh chỉ là loài run rế to xác. Nhưng lần này, để lấy được thứ kia thì tổ chức đã bố trí rất lâu và Đường Tuấn là một phần không thể thiếu. Bà ta không muốn bị trách phạt chỉ vì giết một con run rế. Tâm trạng bình tĩnh lại, Lương Thiên Lam chậm rãi nói, cậu khá lắm. Đợi chuyện này giải quyết xong. Tôi sẽ xin tổ chức về công lao của cậu. Bà ta đã quyết định, sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ giết Đường Tuấn để trút giận. Đường Tuấn cười, sao anh không biết suy nghĩ của Lương Thiên Lam được? Anh nói, các người muốn tôi làm gì? Lương Thiên Lam nói, ở tầng 5 lôi chỉ có giấu một bảo vật mà chúng tôi cần. Cậu hãy đi lấy ra giúp. Nói xong, Lương Thiên Lam lấy ra một bức tranh, trên bức tranh vẽ một mảnh vụn rất lớn, mảnh vụn ấy có hình dạng không bình thường. Bên trên có sấm sét lập lòe. Dù chỉ là một bức tranh nhưng có thể cảm thấy hơi thở dao động rất mạnh mẽ. Ở tầng 5 ư? Đường Tuấn khẽ chau mày, trong lòng có chút nghi ngờ, tầng 5 lôi chỉ không phải là nơi khó vượt qua, bảo vật ở đây trông có vẻ rất mạnh, sao có thể chỉ ở tầng 5? Lương Thiên Lam nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn, cười khẩy nói, đương nhiên là tôi biết chỉ dựa vào thiên bẩm của cậu không lên đến được tầng 5. Bà ta lấy ra một cây trăm. Trên cây trâm có khắc hoa văn huyền diệu như ngọn lửa đang đốt cháy. Ngoài ra, trên cây trâm còn có hơi thở sấm sét. Vốn dĩ vượt qua lôi chỉ không thể dùng bất cứ vật dụng nào, nhưng lôi hỏa trâm là vật tôi dùng lôi hỏa trong lôi chỉ chế tạo, lôi chỉ sẽ không gây khó dễ. Cậu cầm lấy lôi hỏa trâm, khi gặp phải lôi linh không đấu lại được thì hãy dùng đến nó. Nhưng năng lượng dự trữ trong lôi hỏa trâm chỉ có thể dùng 2 lần, 3 tầng đầu tiên phải tự dựa vào bản thân. Lương Thiên Lam lạnh lùng nói, nếu 3 tầng đầu tiên cậu cũng không vượt qua được thì chết trong lôi chỉ cũng đáng đời. Dứt lời, bà ta để lôi hỏa châm xuống rồi quay người đi. Đường Tuấn cầm lấy lôi hỏa châm, thần thức thâm nhập vào như sợi tơ. Đây là cách người xưa dùng linh tơ, ban đầu nó được sử dụng để chẩn đoán bệnh ở người, lúc này dùng để tìm kiếm lôi hỏa châm. Đi sâu vào trong thần thức, một hơi thở to lớn xuất hiện trong cảm nhận của Đường Tuấn. Hơi thở này có sự điên cuồng của sấm sét và ngọn lửa nóng hừng hực. Đây là thủ đoạn của bán bộ hóa thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1921 cậu sắp xếp xong chưa? Nay anh đã tu luyện thành Nguyên Anh, nhả ra anh khí có thể ôn dưỡng binh khí. Lôi hỏa châm là bảo khi bán bộ hóa thần đã chế tạo, được coi là vô cùng lớn mạnh rồi. Nhưng trong mắt Đường Tuấn cũng chỉ có vậy. Với anh, lôi hỏa châm không cần thiết. Anh khí có thể ôn dưỡng binh khí, nhưng cấp bậc anh khí của anh quá cao, những binh khí bình thường hoàn toàn không chịu đựng được. Ý nghĩ anh dao động, lưỡng giới bi lại xuất hiện trước mặt anh. Nay lưỡng giới bi đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều, bởi vì địa mạch Hoàng Long nên đã sinh ra trí tuệ tâm linh, nó vừa xuất hiện đã bày tỏ thiện ý và thân thiết với Đường Tuấn. Có lẽ tôi có thể dùng bia này làm căn cứ để tạo ra thần binh cho chính mình. Đường Tuấn nhìn lưỡng giới bi, trong lòng dần dần có ý nghĩ.
vật liệu của lưỡng giới bị rõ ràng không bình thường, trận này được anh thu vào trong tử phủ, khi bị anh khí tấn công cũng không bị tổn hại. Thời gian hoàn chỉnh lưỡng giới bi chỉ mới có 2 quy luật hoàn chỉnh, dù có như vậy vẫn có thể trấn áp lưỡng giới. Nếu tôi in toàn bộ 99 quy luật lên bia thì bia này sẽ đạt đến mức độ nào? Đôi mắt Đường Tuấn càng thêm sáng rực. Đến lúc đó, có lẽ không thể gọi là lưỡng giới bi nữa. Nếu đã như vậy, bia này nên có cái tên thuộc về mình. Đường Tuấn suy nghĩ, nói, vậy thì gọi là bia vạn giới. Bia vạn giới. Lưỡng giới bi có được tên mới bỗng trở nên run run như thể cảm thấy vô cùng vui sướng vì điều này. Trong thần đình trời quang mây tạnh, các loài thú lạ đang phi nước đại, khắp nơi đều khác biệt rõ ràng. Lương Thiên Lam bay qua từng ngọn núi, cuối cùng bà ta bay vào trong ngọn núi đang có ngọn lửa cháy quanh. Các đệ tử xung quanh thấy vậy, vội cung kính nói, Lương trưởng lão. Lương Thiên Lam không trả lời, bà ta trở về cung điện trên đỉnh hỏa diễm với vẻ mặt u ám. Phụt một tiếng, có một ngọn lửa đang đốt cháy hư không trong lòng bàn tay của bà ta. Mình phải giết cái tên đó, một cảnh giới nguyên anh bé xíu lại dám kiêu ngạo trước mặt mình. Lương Thiên Lam nhỏ giọng gáo thét. Soạt. Một bóng người mặc áo dài đen toàn thân xuất hiện trong cung điện, lặng lẽ nhìn Lương Thiên Lam. Lương Thiên Lam chút giận trong chốc lát, rồi mới nhìn người mặc áo dài đen nói, cậu sắp xếp xong chưa? Khuôn mặt của người mặc áo dài đen bị bóng tối bao trùm, nhìn không rõ ràng, dùng một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ, đã sắp xếp xong. Chỉ cần mảnh vụn lôi chùy được khơi ra thì đến lúc đó lôi chỉ sẽ hỗn loạn, nói không chừng ngay cả Lam Thiên Sứ cũng phải phân tinh thần ra trấn áp. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này hành động. Lương Thiên Lam cười nói, như vậy là tốt nhất, cái thằng nhãi chỉ đó là mồi nhử. Sao diệt thần lại giao chuyện lớn cho thằng danh đó được? Người mặc áo dài đen nói, cho dù anh ta có thể sống lại trong hơi thở của lôi chùy, cũng sẽ bị thống lĩnh, trưởng lão thần đình đuổi đến bất cứ lúc nào, thậm chí là Lam Thiên Sứ sẽ giết cho hồn bay phách lạc. Lương Thiên Lam đằng đằng sát khí nói, đương nhiên là tôi biết, chỉ tiếc không thể tự tay giết chết cái tên đó. Chỉ cần lấy được thứ kia rồi trở về diệt thần, còn ai dám nói tôi không bằng Tạ Cẩm Tú. Chương 1922. Ngay sau đó, Đường Tuấn biết rõ lòng thù địch của Vương Hoán là đến từ đâu. Giờ Yên Nhi Điện Hạ đã là đệ tử của Lam Thiên Sứ Đại Nhân, thân phận cao quý biết bao. Cho dù trước đây hai người là bạn bè hay mối quan hệ nào khác thì tốt nhất anh cũng đừng có nghĩ đến nữa. Năng lực và thiên bẩm của anh không xứng với Yên Nhi Điện Hạ. Giọng nói lạnh lùng của Vương Hoán vang lên trong thức hải của Đường Tuấn. Nói xong, Vương Hoán không đếm xỉa đến Đường Tuấn nữa. Hôm nay, anh ta là người thay thế Hồng Hữu Châu làm hướng dẫn giới thiệu cho các đệ tử vừa mới vào thần đinh, không có thời gian gây hấn với Đường Tuấn. Hóa ra là do Yên Nhi. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, Yên Nhi trở thành đệ tử của Lam Thiên Sứ, điều này làm anh thấy có hơi bất ngờ. Lam Thiên Sứ là người đầu tiên của thần đình, là cao nhân cảnh giới hóa thần thật sự. Thần đình chỉ là một đại tông môn siêu cấp mà thôi. Phòng công pháp, điện diễn võ, phòng vũ khí quý và các phòng ban khác đều có thể thấy mỗi người đều có công việc của mình trong thần đình. Lúc này, Vương Hoán chỉ tay về phía ngọn núi đang bị ngọn lửa bao quanh với khuôn mặt sợ hãi và tôn kính. Anh ta giới thiệu, ngọn núi này là phòng hình phạt trong thần đình, phụ trách phòng hình phạt là trưởng lão Lương Thiên Lam. Nếu đệ tử thần đình phạm lỗi sai thì sẽ bị giam vào trong đỉnh núi Hỏa Diễm, hầu như không ai có thể sống sót thoát khỏi nơi đó. Anh ta vừa dứt lời thì mọi người chợt im lặng, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lẽ ra nên cảm thấy đỉnh núi Hỏa Diễm nóng hừng hực, nhưng lúc này lại khiến cho bọn họ thấy vô cùng lạnh lẽo. Đúng lúc này, đỉnh núi Hỏa Diễm bỗng tách ra một con đường. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra từ trong ngọn lửa đang cháy rực. Nhìn thấy có người đến, Vương Hoán vội khom lưng, cúi người nói, Lương trưởng lão. Người đó chính là Lương Thiên Lam. Những người khác, bao gồm Hồng Nhật Linh đều sững sờ, bọn họ chào hỏi tới tấp tham kiến trưởng lão. Đường Tuấn không hành lễ, anh đứng sau đám đông, cùng với Lương Thiên Lam bốn mắt nhìn nhau. Lương Thiên Lam nhìn Đường Tuấn với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn cảnh cáo như thể đang nói với anh rằng anh không được nói chuyện. Cũng may mọi người đứng dậy nhanh chóng và không nhìn thấy cảnh tượng này. Chẳng ngờ diệt thần lại sắp xếp trưởng lão phòng phụ trách hình phạt làm nội ứng thần đình. Trong lòng Đường Tuấn có chút sợ hãi, anh lại càng thêm đề cao thủ đoạn của diệt thần. Đệ tử khóa này không tệ, đặc biệt là cậu. Lương Thiên Lam nhìn mọi người,
ánh mắt chỉ tập trung lên người Hồng Nhật Linh, trong giọng nói chất chứa đầy sự khen ngợi. Hồng Nhật Linh kiêu ngạo vươn mình, nói cảm ơn Lương trưởng lão. Lương Thiên Lam gật đầu, nói với Vương Hoán, chắc là cậu muốn dẫn bọn họ lên thang trời phải không? Vương Hoán gật đầu, nói, đúng thế. Vừa đúng lúc nhìn xem bọn họ có thể đi được bao xa trên thang trời. Đây cũng là ý của thầy. Lương Thiên Lam một tiếng và xua tay. Giờ Vương Hoán mới dẫn người đi tiếp, khi Đường Tuấn đứng trong đám đồng cuối cùng lướt ngang qua Lương Thiên Lam, giọng nói của Lương Thiên Lam vang lên bên tai của anh, cậu đã biết thân phận của tôi rồi. Nếu cậu dám nói lung tung nửa chữ thì tôi sẽ giam cậu vào trong đỉnh núi Hỏa Diễm. Chắc cậu cũng biết rõ, tôi là trưởng lão phòng hình phạt, còn cậu chỉ là một đệ tử bình thường mới vào thần đình, lời nói của cậu sẽ không có ai tin đâu. Thì ra Lương Thiên Lam đặc biệt xuất hiện để cảnh cáo Đường Tuấn. Anh, thế nào là lên thang trời? Sau khi rời khỏi đỉnh núi Hỏa Diễm, mọi người bất ngờ hỏi Vương Hoán. Vương Hoán cười nói, thang trời là cách kiểm tra thực lực của thần đình. Tổng cộng có 1.000 bậc, 600 bậc đầu tiên là kiểm tra thực lực của tu hành giả dưới cấp độ cảnh giới hóa thần, 400 bậc cuối cùng là nhằm vào các tu hành giả từ cảnh giới hóa thần trở lên. Hiện giờ trong thần đình, có thể vượt qua 1.000 bậc thang trời chỉ có Lam Thiên Sứ Đại Nhân. Anh Vương vượt qua được bao nhiêu bậc? Có người hứng thú hỏi. Vương Hó Ẩn kiêu ngạo cười, nói, mấy hôm trước vừa vượt qua được 300 bậc. Thấy mọi người không có khái niệm gì với điều này, Vương Hoãn nói tiếp. Trong số các đệ tử dưới cấp độ bán bộ hóa thần, cao nhất cũng chỉ vượt qua được 350 bậc, thành tích của tôi xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng. Lần này nói xong, mọi người trở nên xôn xao và nhìn Vương Hoán với ánh mắt vô cùng khâm phục. Số lượng của cảnh giới Nguyên Anh trong thần đình nhiều vô kể. Vương Hoán có thể xếp hạng 8, thành tích này đúng là rất lợi hại. Chương 1923. Vương Hoán nhìn mọi người với vẻ mặt hài lòng. Nói tiếp, lần đầu tiên mọi người lên thang trời, kinh nghiệm và thực lực vẫn chưa đủ, có thể leo lên được 50 bậc cũng coi như không tệ rồi. Anh ta nhìn Hồng Nhật Linh nói, có lẽ anh có cơ hội leo lên 100 bậc. Hồng Nhật Linh thấy vui mừng trong lòng, nhưng vẫn nói, không bì kịp với anh rồi. Vương Hoán nói, đừng khiêm tốn, tiềm lực của anh rất tốt. Có lẽ 10 năm nữa có thể leo lên được 300 bậc và đạt đến trình độ hiện giờ của tôi. Mọi người lập tức nhìn Hồng Nhật Linh với ánh mắt ngưỡng mộ. Cùng với câu nói của Vương Hoán, trong lòng mọi người không khỏi có chút kích động, ai cũng muốn một lát leo thêm vài bậc thang trời nữa, cố gắng thể hiện hết mình. Một lúc sau, thứ gọi là thang trời xuất hiện trước mắt mọi người. Thang trời được xây dựng giữa hai ngọn núi cao vạn mét, trên đỉnh núi cao, mây trắng lượn lờ bao phủ nửa phần trên của thang trời nên không thấy được cảnh tượng bên trong. Nhưng ở nửa phần dưới của thang trời, có thể nhìn thấy các đệ tử của thần đình đang leo lên khó nhọc. Có một số đệ tử nghiến chặt răng, mồ hôi nhễ nhại toàn thân, cố hết sức leo lên. Cũng có một số đệ tử không chịu được áp lực trên thang trời, từ trên cao lăn xuống, và vào giữa những tầng mây ở bên dưới, bọn họ phát ra tiếng kêu không cam tâm. Vương Hoán đưa mọi người vào trong và đương nhiên là thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Biết là người mới vào thần đình lần đầu leo thang trời, có rất nhiều người dừng lại và chuẩn bị quan sát. Vương Hoán trầm giọng nói, trên thang trời, thực lực không phải là giả nên nếu cảm thấy không trụ được nữa thì hãy rút lui để tránh bị thương. Vâng, mọi người trả lời. Đi thôi. Theo mệnh lệnh của Vương Hoán, hơn 90 người mới chạy đến thang trời. Đường Tuấn đứng trước thang trời, ngẩng đầu nhìn thang trời đang ấn hiện đâu đó trong đám mây, trong lòng anh có hơi sửng sốt. Trên con đường núi cạnh thang trời, có một bảng xếp hạng làm bằng màn sáng. Trên bảng xếp hạng ghi lại tình hình leo lên thang trời của mỗi người. Ánh sáng nhấp nhảy mỗi phút mỗi giây vì có người đang lập thành tích mới. Bảng xếp hạng chia thành hai phần là bán bộ hóa thần và cảnh giới Nguyên Anh. Trong đó, trên bảng xếp hạng của cảnh giới bán bộ hóa thần, đứng đầu chính là thống lĩnh phía Tây Bạch Thụy Du. Hồng Hữu Châu và Lương Thiên Lam lần lượt xếp vị trí thứ 6 và thứ 7. Bảng xếp hạng bán bộ hóa thần có 23 người, hay nói cách khác. Ít nhất có 23 cảnh giới bán bộ hóa thần trong thần đình. Chả trách thần đình có thể khinh thường hết thảy những thực lực khác, ngay cả Thượng Tam Tông cũng không xem ra gì. Còn bảng xếp hạng của cảnh giới Nguyên Anh, Đường Tuấn chỉ liếc qua mà không xem nhiều. Khi anh đang kiểm tra bảng xếp hạng thì có một đám đệ tử mới nhốn nháo leo lên thang trời. Lúc đầu tốc độ đều khá tốt, nhưng dần dần có người bị chậm lại. Chỉ có vài người có thể duy trì tốc độ, trong số vài người đó đứng đầu là Hồng Nhật Linh. Hành trình thang trời, thực lực không thể nào giả được,
đây là lời Vương Hoán đã nói lúc nãy, đám người A La Nạp và Chu Kính ngước nhìn những bóng dáng ở phía trước với tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này, bọn họ đang đứng trên hơn 30 bậc thang trời, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như thể dầm mưa, tử phủ hỗn loạn, pháp lực chuyển động nguyên anh không biết khó hiểu gấp mấy lần. Bọn họ biết rõ đây là áp lực thang trời tạo cho bọn họ. Với thực lực hiện tại của bọn họ, nhiều nhất là lên thêm 10 bậc nữa là điểm cuối của hành trình này. Thật lợi hại, A La Nạp tự đáy lòng khen ngợi Hồng Nhật Linh. Chu Kính gật đầu, nói, đúng là anh ta rất lợi hại. Đường Tuấn đâu, anh ta đi đâu rồi? Cổ Minh bất chợt hỏi. Trong lòng Chu Kính hai người có chút dao động, đưa ánh mắt tìm kiếm trong đám đông phía trước nhưng lại không nhận ra bóng dáng quen thuộc kia. Anh ta đang xem bảng xếp hạng. Cổ Minh hơi nghiêng người, vừa đúng lúc nhìn thấy điểm xuất phát của thang trời, Đường Tuấn hứng thú nhìn bảng xếp hạng ở đó. Đám người Chu Kính ngơ ngác, không ngờ đến giờ Đường Tuấn vẫn chưa đi bước nào. Chương 1924. Chẳng lẽ anh ta không định leo lên thang trời ư? Cổ Minh khẽ nhíu mày. Chú ý đến Đường Tuấn không chỉ có đám người Cổ Minh. Kể từ sau khi Đường Tuấn thể hiện hệ mẫu của quy luật không gian, có rất nhiều người không còn coi thường sự tồn tại của anh. Đứng đầu trong đám đông là Hồng Nhật Linh đứng ở bậc 70 mấy trên thang trời, Đường Tuấn quay người nhìn bên dưới. Mỗi bậc thang trời đều rất rộng, cách nhau rất xa nên lúc này trong mắt cậu ta Đường Tuấn chỉ là một loài run rế. Cậu ta lau những giọt mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt nở nụ cười, nói, sợ thua tôi sao? Cũng coi như tự biết mình, nhưng chẳng lẽ anh cứ mãi không leo lên thang trời ư? Hiện giờ, cậu ta đang đứng ở bậc 70 mấy trên thang trời, cảm thấy rất áp lực. Nhưng đây là không phải là điểm đến của cậu ta cũng muốn leo lên trăm bậc như Vương Hoán đã nói trước đây. Lúc này, Vương Hoán cũng chau mày nhìn Đường Tuấn, đứng cạnh anh ta là những đệ tử của thần đình. Anh Vương, đó là người lĩnh hội hệ mẫu quy luật không gian sao? Có người hỏi. Vương Hoán gật đầu. Người kia lạnh lùng hừ một tiếng, nói anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta định cứ ở mãi nhìn bảng xếp hạng sao? Vương Hoán cười nói, có lẽ là anh ta muốn đợi. Hoặc là anh ta muốn có được chút kinh nghiệm từ người khác. Người đó chế giễu nói, tu hành là người dám đi đầu, không có dũng khí, tôi thấy cũng chỉ là có chút thiên bẩm mà thôi. Đoán chừng có thể lên trên 50 bậc thang trời cũng được lắm rồi. Vương Hoán lắc đầu nói, là tôi đã đề cao anh ta rồi. Chỉ mất ít thời gian, Đường Tuấn đã nhìn xong bảng xếp hạng khổng lồ, sau đó anh vươn vai. Trước ánh mắt của nhiều người, anh bắt đầu leo lên thang trời. Một tiếng lộc cộc, anh bước chân vững như núi lên tầng 1 trên thang trời. Một hơi thở tỏa ra từ trong không trung chia làm 3, một phần chấn áp thân xác của anh, một phần chấn động nguyên anh trong tử phủ, phần còn lại đập vào thức hải của anh. Đường Tuấn bất giác nhướng lông mày, không ngờ hơi thở này lại có thể kiềm chế thực lực của anh. Mặc dù không đến một phần một vạn, nhưng chung quy đó là một kiểu kiềm chế. Chả trách ngay cả thực lực của Vương Hoán cũng chỉ leo được 300 bậc. Chỉ là hơi thở này từ đâu đến? Đường Tuấn khẽ nhắm mắt, tinh thần lực lan tỏa khắp nơi, anh muốn tìm thấy nguồn gốc của hơi thở này. Nhìn bộ dạng của Đường Tuấn, người bạn bên cạnh Vương Hoán lại giễu cợt một lần nữa, anh ta khinh thường nói, đúng là một tên thỏ đế. Anh, cũng không thể trách anh ta được. Tầng 1 thang trời có thể chấn áp 1/100 thực lực cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Dù sao anh ta cũng lần đầu leo lên thang trời, không rõ sức mạnh này. Có thể lát nữa anh ta sẽ nhanh hơn. Có người giải thích. Hừ, nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ thực lực bị chèn ép không chỉ 1/100. Thần đình tìm người, đúng là khóa mới không bằng khóa cũ. Thôi xem Hồng Nhật Linh có thể leo lên 100 bậc hay không. Dứt lời. Ánh mắt của bọn họ chuyển từ Đường Tuấn sang Hồng Nhật Linh đang ở phía trước. Lúc này, Hồng Nhật Linh đã leo lên đến 90 bậc, chỉ còn 10 bậc nữa là đến 100 bậc. Tinh thần lực của Đường Tuấn đi về hướng hai ngọn núi, càng đi lên thì hơi thở đó càng kiềm chế nghiêm trọng tinh thần lực. Cuối cùng, ngay cả Đường Tuấn cũng không thể không dừng lại. Xét về độ cao, lúc này tinh thần lực của anh đã đến gần 500 bậc. Trong lòng anh có chút sợ hãi. Nhìn hai ngọn núi kia, trong đôi mắt anh xen lẫn sự kinh ngạc. Hơi thở trấn áp anh không phải đến từ nơi khác, mà chính là đến từ hai ngọn núi kia. Chẳng lẽ hai ngọn núi này là bảo vật gì đó ư? Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực vào trong thức hải, trong lòng anh thầm nghĩ. Hai ngọn núi cao đến vạn mét, uốn lượn như thiên trụ. Nếu thực sự có bảo vật gì thì chắc chắn không tầm thường, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với bia vạn giới. Đường Tuấn lấy lại bình tĩnh.
rồi anh ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa nãy, tinh thần lực của anh vượt một mạch lên độ cao 500 tầng, hao tổn rất lớn, thậm chí còn cảm thấy rất mệt mỏi. Lần ra vẻ này của anh khiến không ít người lộ vẻ mặt chế giễu, mới leo lên bậc một thang trời đã ngồi xuống điều tiết hơi thở, đây là lần đầu tiên trong lịch sử trước giờ. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về Đường Tuấn vang lên, trong tiếng xôn xao gần như đều chứa đầy sự khinh thường. Trải qua đúng hơn nửa giờ, Đường Tuấn mới điều chế lại tinh thần và một lần nữa đứng dậy. Hiện giờ Hồng Nhật Linh đã bước đến vị trí bậc 98, chỉ còn 2 bậc nữa là đến 100 bậc. Lúc này, Đường Tuấn lại bước lên thang trời, mới bắt đầu từ bậc 2. Tốc độ của anh không nhanh lắm, nhưng rất ổn định. Hơi thở lớn mạnh trên thang trời dường như không ảnh hưởng đến bước chân của anh. Chương 1925. Chẳng mấy chốc Đường Tuấn đã leo đến bậc 20. Lát sau, anh lại leo đến bậc 50. Đám người A La Nạp nhìn thấy Đường Tuấn đi qua một cách điềm tĩnh, nét mặt rất là bàng hoàng, miệng há hốc, nói không nên lời. Sau đó, Đường Tuấn vượt qua ba đệ tử Thượng Tam Tông ở bậc 80, phía sau để lại một khoảng lặng. Một sự im lặng, bởi vì bước chân của Đường Tuấn vẫn ổn định, tốc độ như lúc ban đầu. Lúc này, Hồng Nhật Linh đã bước lên bậc 99 thang trời. Toàn bộ tinh thần và sức lực của cậu ta đều dùng để chống lại hơi thở dồn lên người cậu ta hoàn toàn không chú ý đến những chuyện xảy ra sau lưng. Cậu ta nhìn chằm chằm bậc thang ở phía trước, trong đôi mắt nóng hừng hực và tràn đầy khát vọng. Chỉ cần cậu tiến thêm một bước là đến bậc 100. Lúc này, sau lưng cậu ta bỗng truyền đến một giọng nói, xin chào. Nhường đường một chút. Càng leo lên thang trời đường càng hẹp, vừa đúng lúc Hồng Nhật Linh đang đứng ở giữa thang trời. Là người anh nào của thần đình leo lên thang trời? Hồng Nhật Linh nghĩ thầm trong lòng và nhường sang một bên. Sau đó, cậu ta nhìn thấy bộ dạng của người đó và cậu ta ngẩn người, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Sao lại là anh ta? Tạm biệt. Đường Tuấn liếc nhìn Hồng Nhật Linh, nhỏ nhẹ nói một câu rồi bước tiếp, anh bước lên bậc 100 trên thang trời. Xin chào. Tạm biệt. Hai câu nói vẫn còn đang vang vọng bên tại Hồng Nhật Linh. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, vô cùng khó coi. Nhìn bóng dáng đang đứng ở trên bậc 100 kia, vẻ hung ác trong ánh mắt dần dần hiện lên, mang theo ý vị rét lạnh. Trước khi lên thang trời, tất cả mọi người đều cho là Hồng Nhật Linh sẽ là người thứ nhất bước lên bậc 100. Khi lên thang trời, tất cả mọi người vẫn cho là như vậy. Trên thực tế, bên trong thang trời bậc 99 trước mặt, Hồng Nhật Linh vẫn luôn là người thứ nhất, là đối tượng không biết được bao nhiêu người kinh sợ mà lại hâm mộ. Ngay cả Hồng Nhật Linh cũng cho rằng cậu ta thế nào cũng là người đầu tiên lên bậc 100. Nhưng mà sự xuất hiện của Đường Tuấn phá vỡ sự cho rằng của tất cả mọi người. Tốc độ lên thang trời của Đường Tuấn cũng không nhanh, rất ổn định đều đặn. Mà trong quá trình lên thang trời, loại ổn định này ở trong mắt người khác chính là nhanh. Cái tên này, Hồng Nhật Linh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gần như sắp hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt Đường Tuấn thành cho tàn. Mượn sự tức giận này, Hồng Nhật Linh bước ra cước bộ, một bước đạp mạnh. Cạch! Cuối cùng cậu ta đã đạp lên trên thang trời bậc 100. Mặc dù áp lực vô hình trên vai trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, khiến cho tử phủ của cậu ta không ngừng lắc lư, nhưng Hồng Nhật Linh vẫn là cắn răng kiên trì, ánh mắt mang theo ý khiêu khích nhìn về phía Đường Tuấn, nói tôi cũng lên đây rồi. Có bản lĩnh, thì anh tiếp tục đi lên phía trước đi. Được. Đối mặt với câu hỏi của Hồng Nhật Linh, Đường Tuấn rất bình tĩnh trả lời. Sau đó giống như trước đó, tùy ý lại đạp một bước về phía trước. Bậc thứ 101. Cậu được không? Đường Tuấn quay đầu nhìn Hồng Nhật Linh, rất nghiêm túc hỏi. Hồng Nhật Linh giật mình, cậu ta cho là Đường Tuấn đạp lên bậc 100 chắc chắn cũng đã dùng hết phần lớn sức mạnh, cho nên cố ý khích anh. Không ngờ rằng, Đường Tuấn lại thật sự đạp một bước về phía trước, mà còn tùy ý như vậy. Hơ, sắc mặt Hồng Nhật Linh đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó chậm rãi giơ chân lên. Đạp lên bậc 100 đối với Hồng Nhật Linh tới nói đã là giới hạn của cơ thể, một thân pháp lực không ngừng chuyển động, như sông lớn cuồn cuộn, thậm chí kinh mạch có chiều hướng sắp nở căng. Nhấc chân lên vào lúc này, với cậu ta mà nói đã là vượt quá sức chịu đựng. Phù phù. Hồng Nhật Linh cuối cùng cũng không hạ một bước này xuống, cơ thể của cậu ta vụt qua, tiếp đó lăn xuống từ trên thang trời bậc 100. Bên trong ánh mắt mơ hồ, dường như Hồng Nhật Linh nhìn thấy Đường Tuấn cười khẩy với cậu ta một tiếng, sau đó tiếp tục đi lên phía trên thang trời.
làm sao anh ta có thể còn dư sức lực? Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Hồng Nhật Linh, sau đó cậu ta đã ngất đi. Người có ý nghĩ này không chỉ một mình Hồng Nhật Linh, còn có rất nhiều người. Người mới lần đầu tiên lên thang trời, có thể lên đến bậc 100 đã là thành tích rất tốt, ai có thể ngờ rằng Đường Tuấn còn có thể tiếp tục. Trong ánh mắt của rất nhiều người, Đường Tuấn tiếp tục bước lên, bậc 130, bậc 150. Chương 1926. Bước chân của anh vẫn ổn định như cũ, cho người ta một loại ảo giác gần như có thể một mạch đi tiếp nữa. Không biết tại sao, lúc này người lên thang trời cũng ngừng lại, nhìn về vị trí của Đường Tuấn, ánh mắt chuyển rời theo sự di chuyển của anh. Cơ thể đám người Vương Hoán chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đặc biệt là mấy vị tu sĩ châm biếm Đường Tuấn trước đó, càng xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong. Bởi vì lúc này Đường Tuấn một bước đạp lên trên thang trời bậc 300, trong bọn họ ngoại trừ Vương Hoán ra, thì cũng không có người nào đạt vị trí này. Lúc này ở một nơi khác của thần đình, Hồng Hữu Châu, Lương Thiên Lam mấy vị thần đình trưởng lão đang ngồi ở cùng một chỗ thảo luận một vài chuyện. Trưởng lão thần đình có phân chia trong ngoài, giống như bọn người trưởng lão Giang đón tiếp đệ tử mới chính là trưởng lão bên ngoài, đều là một số người tu hành không có nhiều thiên phú. Mà những trưởng lão bản bộ hóa thần giống Hồng Hữu Châu này, chính là trưởng lão bên trong, là nội tình thật sự của thần đình. Đêm qua sợi nguyên khí địa mạch của Khôi Điện bị người ta trộm đi rồi, đối phương nghi là một vị tu sĩ tu luyện pháp tắc hệ thổ. Hồng Hữu Châu trầm giọng nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của rất nhiều người trong sảnh cũng rơi vào trên người một vị trưởng lão trong đó. Người trưởng lão bị nhìn chằm chằm kia, nét mặt cứng lại, đập bàn đứng lên, nói các ông có ý gì? Chẳng lẽ các ông cho rằng tôi sẽ không biết xấu hổ mà đi trộm nguyên khí địa mạch của Khôi Điện sao? Trưởng lão Hoàng, trong trưởng lão của thần đình trưởng lão chỉ có một mình ông tu luyện pháp tắc hệ thố. Có người nói, vậy thì thế nào, họ Hoàng tôi không có làm chính là không có làm. Hoàng trưởng lão quát lên. Được rồi, tôi tin tưởng trưởng lão Hoàng. Tối hôm qua trưởng lão Hoàng vẫn luôn luận đạo cùng tôi, không thể nào là ông ta. Đúng lúc này, Hồng Hữu Châu nói. Đám người lúc này mới thu tầm mắt về, Hồng Hữu Châu ở trong nhóm trưởng này có quyền phát biểu rất cao. Có thể là trong đệ tử cùng thế hệ có người đã tu luyện ra pháp tắc hệ thổ. Hồng Hữu Châu trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng, nếu đối phương tu luyện pháp tắc hệ thổ, vậy thì do trưởng lão Hoàng phụ trách chuyện này đi. Trưởng lão Hoàng gật đầu đồng ý. Hôm nay vừa hay đệ tử mới lên thang trời, một lát nữa chắc là thì có tin tức truyền đến, các vị cũng thuận tiện bình luận một chút về đệ tử mới khóa này, nếu như có mục đích, đại khái có thể thu nhận làm đệ tử. Hồng Hữu Châu cười nói. Đệ tử ưu tú nhất khóa này đương nhiên là Hồng Nhật Linh, nắm cửu nha trong tay, tương lai nhất định có thể vào hóa thần. Nghe nói Hồng Nhật Linh là cháu trai của trưởng lão Hồng, nhà họ Hồng quả nhiên Hồng Phúc Tề Thiên. Có lẽ qua trăm năm nữa, Hồng Nhật Linh và trưởng lão Hồng cùng nhau bước vào hóa thần, một nhà hai hóa thần, đó lại là một câu chuyện mọi người ca tụng. Mấy người trưởng lão có chút xúc động nói, mặc dù là vì nguyên do thân phận của Hồng Hữu Châu, nhưng thiên phú tu hành của Hồng Nhật Linh quả thật là hết sức ưu tú, khiến cho bọn họ ca ngợi từ trong thâm tâm. Nghe nói khóa này còn có một đệ tử tu luyện ra hình thức ban đầu của không gian pháp tắc, thiên phú có lẽ cũng không tệ. Bỗng nhiên, có vị trưởng lão nói. Mọi người nhìn về phía Hồng Hữu Châu. Sắc mặt Hồng Hữu Châu khẽ thay đổi, khoát tay nói, trẻ con mà thôi, làm sao có thể trèo lên nơi thanh nhã. Nhìn thấy bộ dạng của Hồng Hữu Châu, trong lòng mọi người yên lặng liệt Đường Tuấn vào trong danh sách không được chào đón. Bọn họ cũng không muốn vì một người đệ tử mà kết thù kết oán với Hồng Hữu Châu. Đúng lúc này, bên ngoài sảnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lo sợ. Thầy ơi, bên kia thang trời đã xảy ra chuyện rồi. Một người đệ tử la lên, từ bên ngoài sảnh chạy chậm đi vào. Tu vi người này đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, đạo tâm hòa hợp, vậy mà lại thất lễ như vậy. Có thể suy ra sự việc xảy ra nhất định đã khiến anh ta vô cùng khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Hồng Hữu Châu nhíu mày hỏi. Có người đã lên 100 bậc thang trời rồi. Người đệ tử kia nói. Là Nhật Linh sao? Hồng Hữu Châu hỏi. Sư đệ Hồng đúng là đã leo lên 100 bậc thang trời. Người đệ tử kia tiếp tục nói. Vừa dứt lời, thì một hồi âm thanh chúc mừng, trên mặt Hồng Hữu Châu lộ ra nụ cười. Thầy! Có thể sư đệ Hồng cũng không phải là người đầu tiên leo lên 100 bậc thang trời. Sư đệ Hồng dự định leo lên 101 bậc thang trời, từ bên trên thang trời lăn xuống, bây giờ đang tại trị thương.
Hai câu nói liên tục của người đệ tử kia hoàn toàn khiến cho sắc mặt Hồng Hữu Châu trở nên u ám. Vậy thì ai là người đầu tiên leo lên 100 bậc thang trời? Người đó bây giờ đang ở đâu? Trưởng lão Hoàng quát hói. Chương 1927. Có lẽ đây mới là mục đích tồn tại thật sự của thang trời. Là Đường Tuấn, anh ta bây giờ còn đang leo thang trời, đã leo lên 400 bậc rồi. Vừa dứt lời, mọi người hoàn toàn yên lặng. Ngày hôm đó, Đường Tuấn leo lên 400 bậc thang trời, làm chấn động thần đình. Thang trời ngàn bậc, dựa vào sức mạnh chia thành 3 đoạn. 450 bậc đầu tiên, dưới bán bộ hóa thần. Bậc 450 đến 600, bán bộ hóa thần. 400 bậc cuối cùng, chỉ có người tu hành cảnh giới hóa thần mới có thể leo lên được. Bậc 400, bây giờ đã có thể xếp thứ nhất trong đệ tử thần đình từ bán bộ hóa thần trở xuống. Trước lúc này, trong các đệ tử thần đình cảnh giới bán bộ hóa thần trở xuống, tối đa cũng mới lên được bậc 350. Hồng Nhật Linh leo lên bậc 100 tuy đã rất xuất sắc, nhưng dưới thành tích 400 bậc của Đường Tuấn có vẻ nhỏ bé nực cười như vậy. Chênh lệch này, như cái hào rộng. Sắc mặt Hồng Hữu Châu u ám, khí tức có xu hướng lúc nào cũng có thể bộc phát, ai cũng không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Hồng Hữu Châu mới bình tĩnh lên tiếng, hỏi cậu ta vẫn còn tiếp tục leo thang trời sao? Giọng nói kiềm nén, khiến trong lòng người ta không khỏi run lên. Đệ tử quỳ gối phía dưới kia nơm nớp lo sợ nói, ngừng, ngừng lại rồi. Hồng Hữu Châu nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, liếc mắt quét qua mấy vị trưởng lão một cái, nói các vị theo tôi đi xem một chút đi. Xem ra thần đình chúng ta xuất hiện một thiên tài rất giỏi. Lúc nói chuyện, trong mắt ông ta xẹt qua một tia sáng, cho người ta một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc này, tại phía trước hai ngọn núi vô cùng cao lớn, không biết bao nhiêu người ngước đầu nhìn về phía người đang ngồi xếp bằng trên thang trời kia. Bảng danh sách bán bộ hóa thần trở xuống, vị trí đứng đầu bảng đã đổi thành Đường Tuấn. Người này rốt cuộc là ai? Một hơi leo lên 400 bậc, thực lực của anh ta sao có thể kinh khủng như thế? Hồng Nhật Linh lại còn muốn phân cao thấp với anh ta, quả thật là nực cười. Trong lòng của mỗi người đều xuất hiện đủ loại ý nghĩ, có sợ sệt, có kính nể, còn có ngơ ngẩn. Hồng Nhật Linh không biết đã tỉnh lại khi nào, ngơ ngác nhìn Đường Tuấn, sắc mặt tái nhợt, ý thù hằn trong mắt dần dần sản sinh. Hôm nay, Đường Tuấn đã đoạt tất cả danh tiếng của cậu ta. Bên trên thang trời 400 bậc, vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, thì có thể nhìn thấy da thịt toàn thân anh căng cứng, không ngừng rung động. Cho dù là anh, trong thang trời 400 bậc cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Mà ở dưới áp lực này, tốc độ vận hành pháp lực trong cơ thể Đường Tuấn tăng nhanh không ít, khiến cho anh có chút thèm muốn lại là tốc độ luyện hóa pháp lực vậy mà cũng nhanh lên không ít. Ở trên thang trời, vậy mà có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Đây là Đường Tuấn sau khi leo lên 400 bậc thang trời mới phát hiện ra. Có lẽ đây mới là mục đích tồn tại thật sự của thang trời. Đường Tuấn trong lòng khẽ ca ngợi. Chương 1928 Đường Tuấn, cậu không nghe thấy lời của tôi sao? Tu luyện ở trên thang trời 400 bậc, có thể tăng tốc khoảng 1 phần 10 tốc độ tu luyện. Đây là kết luận anh rút ra khi đã tu luyện một lúc. Ánh mắt của anh nhìn về phía thang trời cao hơn, ánh mắt nóng bỏng thêm vài phần. Càng quan trọng hơn chính là, thang trời 400 bậc vẫn chưa phải giới hạn của thực lực anh có thể đi được xa hơn. Có lẽ có thể một hơi bước qua đường kia của cảnh giới bán bộ hóa thần cũng nói không chừng. Nếu như lại đi về phía trước, biên độ tăng nhanh của tu luyện nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Giữa lúc anh chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở bên dưới thang trời, ngồi ở chỗ đó ảnh hưởng đến những đệ tử khác lên thang trời sao, một chút phép tắc cũng không hiểu, còn không xuống đây. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, nhìn về chỗ giọng nói. Người nói chuyện là Hồng Hữu Châu. Ông ta mang theo một đám trưởng lão đến. Ánh mắt của ông ta hờ hững nhìn Đường Tuấn, giọng nói bình thản mang theo không thể giọng điệu ra lệnh không được phép nghi ngờ. Chú ba, Hồng Nhật Linh đứng ở bên cạnh Hồng Hữu Châu, giọng nói lộ ra không cam lòng cùng thù hận. Hồng Hữu Châu nhìn cậu ta một cái, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chút ngăn trở này thì ý chí sa sút. Cháu muốn để cho chú thất vọng sao? Hồng Nhật Linh nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động. Nếu như bình thường, Hồng Nhật Linh nhất định sẽ lập tức tỉnh ngộ, phấn chấn lại tinh thần.
Nhưng bây giờ Đường Tuấn như một ngọn núi cao trấn trong lòng của cậu ta, chênh lệch như một cái hào rộng, khiến cho cậu ta gần như tuyệt vọng. Sắc mặt Hồng Hữu Châu cứng lại, truyền âm nói, cháu yên tâm, chú sẽ giúp cháu diệt trừ Đường Tuấn. Trong đệ tử thần đình mới mỗi một khóa, người nổi tiếng nhất đương nhiên là người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất. Mà người này cũng có thể được thần đình ban thưởng rất nhiều tài nguyên và thuận tiện, ví dụ như khôi điện trước đây. Hồng Hữu Châu âm thầm nuôi dưỡng Hồng Nhật Linh nhiều năm như vậy, chính là vì mai kia thành danh, lợi dụng tài nguyên của thần đình hỗ trợ cậu ta nhanh chóng trưởng thành. Nhưng sự xuất hiện của Đường Tuấn, làm cho cậu ta cảm thấy sự việc không thể dựa theo suy nghĩ của cậu ta mà tiến hành. Đặc biệt là lần này mất đi nguyên khí địa mạch khôi điện, khiến cho cậu ta đã chịu đựng không ít lời đồn đại vô căn cứ. Hơi thu lại sát ý trong lòng, Hồng Hữu Châu một lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn, quát lên, Đường Tuấn, cậu không nghe thấy lời của tôi sao? Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, hỏi ngược lại, trưởng lão Hồng, vì sao tôi phải xuống? Tôi ngồi ở chỗ này, ngăn cản ai tu luyện? Giọng nói hai người như tiếng sấm vang lên ở trong sân, mỗi người đều nghe thấy hết sức rõ ràng. Câu trả lời của Đường Tuấn khiến cho rất nhiều người đều nhìn về phía Hồng Hữu Châu. Quả thật, cho tới bây giờ không có một quy tắc yêu cầu đệ tử thần đình chỉ có thể ở bên trên thang trời đợi bao lâu. Loại làm khó dễ này của Hồng Hữu Châu có phần quá rõ ràng. Sắc mặt Hồng Hữu Châu có chút lúng túng, không ngờ rằng Đường Tuấn vậy mà không sợ uy nghiêm của ông ta chút nào. Trong lòng của ông ta khẽ động, đè nén tức giận trong lòng xuống, sau đó nói với trưởng lão Hoàng ở một bên, trưởng lão Hoàng, không phải ông đang điều tra chuyện nguyên khí địa mạch khôi điện mất tích sao? Tôi cảm thấy người này rất là khả nghi. Chương 1929 thực lực người này che giấu sâu như thế. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn về phía Hồng Hữu Châu. Hồng Hữu Châu hừ lạnh một tiếng, nói thực lực người này che giấu sâu như thế, đương nhiên là có mưu đồ, cho dù không phải cậu ta trộm đi nguyên khí địa mạch, chắc chắn cũng có ý muốn khác. Trước tiên bắt cậu ta lại, ép hỏi một chút. Nếu như cậu ta là trong sạch, đương nhiên sẽ không làm khó cậu ta. Lý do lần này có chút gượng ép, nhưng giọng điệu Hồng Hữu Châu cứng rắn, Lương Thiên Lam cũng biết lúc này không thích hợp để nói thêm gì nữa, trở nên trầm mặc. Hồng Hữu Châu nói lần nữa, trưởng lão Hoàng, còn không bắt cái tên không biết lễ phép kia lại. Đồng thời ông ta truyền âm cho trưởng lão Hoàng, người này làm việc kỳ quặc, cần cho cậu ta một chút trừng phạt. Đợi lát nữa ông ra tay. Phá vài cái huyệt then chốt của cậu ta, xem như là một chút dạy dỗ. Trong lòng trưởng lão Hoàng hơi hồi hộp một chút, người tu đạo chú trọng nhất là viên mãn hai thứ thể xác và tinh thần, hơn nữa mỗi một cái huyệt then chốt đều có liên quan với vận hành pháp lực, nếu như thật sự hủy vài cái huyệt then chốt của Đường Tuấn, tuy sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của anh, nhưng con đường tu luyện ngày sau của Đường Tuấn có thể nói là hoàn toàn phế rồi. Vì để cho cháu trai của mình chiếm giữ tài nguyên nhiều nhất, Hồng Hữu Châu vậy mà không chút lưu tình muốn phế đi Đường Tuấn. Trưởng lão Hoàng do dự một chút, cuối cùng đồng ý. Không thể làm gì được, ông ta có nhược điểm ở trên người Hồng Hữu Châu. Trưởng lão Hoàng chắp hai tay sau lưng, bắt đầu leo lên thang trời. Hồng Hữu Châu ở bên dưới khẽ cười khẩy. E rằng ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng, chính mình đánh bậy đánh bạ vậy mà thật sự tìm được tên trộm nguyên khí địa mạch. Trên tầng thượng của tập đoàn Thịnh Thiên tại thành phố Vinh. Lý Quang Huy đang đứng trước cửa sổ sát trần lớn, ông ta chắp hai tay sau lưng và nhìn xuống khung cảnh tuyệt vời khắp thành phố Vinh. Ông ta rất thích cái cảm giác đứng ở nơi cao nhất ngắm nhìn thế giới như thể ông ta nắm trong tay tất cả mọi thứ. Cách đó không xa, Lão Bạch mặc một bộ trang phục luyện công màu trắng bạc ngồi trên chiếc ghế sofa thưởng thức trà. Phòng thủ bên trong căn nhà có vẻ rất lỏng lẻo, nhưng bên ngoài lại có gần 20 bảo vệ tinh anh. Ai cũng đều là đặc chủng binh đã giải ngũ, thậm chí có nhiều giọng nói lính đánh thuê. Kể từ sau chuyện của Khổng Tuyên lần trước, dưới mệnh lệnh của Lý Quang Huy, sự an toàn cá nhân của một số nhân vật quan trọng trong gia đình họ Lý đã được nâng cao lên mấy cấp bậc. Đây cũng là lý do khiến anh em Thiệu Nhất Nguyên chuyển từ tối sang sáng. Mặc dù phong cảnh của thành phố Vinh rất đẹp nhưng nó nhỏ quá. Lý Quang Huy chợt cảm thán. Ông ta đưa lòng bàn tay ra. Nhẹ nhàng bắt tay với phần lớn thành phố và những người đi đường dãi nắng dầm sương, nói, Diệp Nam Nhật đúng là chó ngáp phải ruồi, không biết tìm ở đâu ra được hai phương thuốc. He he, nếu cứ để ông ta tiếp tục thì sau này thành phố Vinh còn có nhà họ Lý chúng ta không? Có cần đi cảnh cáo ông ta không? Lão Bạch đặt cái cốc sứ tinh xảo trong tay xuống, bỗng nhiên nói, bên cạnh Diệp Nam Nhật không có cao thủ nào lợi hại,
muốn giết chết ông ta thì cũng đơn giản như giết chết một con kiến. Lý Quang Huy mỉm cười và nói, tạm thời không cần, ông ta có át chủ bài. Chẳng lẽ Lý Quang Huy này sẽ khoanh tay chờ chết hay sao? Một thành phố Vinh yên tĩnh bấy lâu này cuối cùng phải diễn một vở kịch hay rồi, thật đáng mong đợi. Lão Bạch khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa. Lúc này, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, Lý Ngọc Mai dẫn anh em Thiệu Nhất Nguyên bước đến. Chương 1930 cao thủ nội công ư. Lão Bạch, chủ tịch, anh em Thiệu Nhất Nguyên kính chào Lão Bạch và Lý Quang Huy. Lão Bạch nheo mắt nhìn anh em Thiệu Nhất Nguyên và gật đầu với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Sao về sớm thế, chẳng phải con và Tề Hưng đến bệnh viện thăm Diệp Thanh Phương hay sao? Lý Quang Huy quay người nhìn Lý Ngọc Mai với ánh mắt nuông chiều. Có thể đi vào văn phòng của Lý Quang Huy mà bảo vệ không có phản ứng nào cũng chỉ có cô chủ nhà họ Lý Ngọc Mai, vậy nên có thể thấy Lý Quang Huy yêu mến cô con gái này đến mức nào. Cái thằng nhãi họ Đường xuất hiện chưa? Với tính cách của Tề Hưng, có lẽ sẽ không để cậu ta có kết cục tốt đẹp. Lý Quang Huy ngồi đối diện với Lão Bạch, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn bằng kính, khẽ cười nói. Lý Ngọc Mai lộ vẻ mặt cay đắng, nói chưa ạ? Có chút chuyện ngoài ý muốn. Hở, Lý Quang Huy khẽ nhướng mày, bố nghe nói lần này Tề Hưng còn đặc biệt dẫn người qua đó, chẳng lẽ không đánh bại được Đường Tuân ư? Lý Ngọc Mai nói, người mà Tề Hưng dẫn đi đều là Phong Lôi Bát Cực Quách Thịnh Minh. Phong Lôi Bát Cực Quách Thịnh Minh, sắc mặt Lý Quang Huy thay đổi, dễ nhận thấy là ông ta có nghe qua tên tuổi của Quách Thịnh Minh. Phong Lôi Bát Cực ư, hừ, Lão Bạch lạnh lùng hừ một tiếng với vẻ mặt xem thường. Nói, hữu danh vô thực cũng dám xưng hai chữ Phong Lôi, ông đây có thể đánh bại cậu ta như trở bàn tay. Lý Quang Huy cười xu nịnh, Lão Bạch chỉ cách cảnh giới chân khí trong hư không có một gang tấc. Sao một Phong Lôi Bát Cực bé xíu lại là đối thủ của anh được? Lão Bạch tỏ vẻ đắc ý, dạo này ông ta dần hiểu ra và tự tin mình có thể bước vào cảnh giới chân khí trong thời gian một năm, đến lúc đó lời hứa hẹn của ông ta và Lý Quang Huy có thể hủy bỏ rồi. Lúc đầu, Lý Quang Huy đã cứu ông ta một mạng nên Lão Bạch đồng ý bảo vệ nhà họ Lý đến khi ông ta đột phá cảnh giới chân khí mới rời đi. Với thực lực hiện giờ của ông ta, đừng nói là Quách Thịnh Minh bị thương, ngay cả Quách Thịnh Minh trạng thái toàn thịnh cũng sẽ không xem ông ta ra gì. Mặc dù những năm gần đây danh tiếng của Quách Thịnh Minh không còn như trước, nhưng có anh ta ra tay, Đường Tuấn còn có thể gây ra sóng gió gì? Lý Quang Huy nhìn Lý Ngọc Mai, có chút nghi ngờ hỏi. Lý Ngọc Mai thở dài và ngồi xuống, nói chúng ta đều nhìn lầm rồi. Đường Tuấn không phải là người bình thường mà cũng là cao thủ võ công tu tập nội công. Cao thủ nội công ư, giọng nói điềm tĩnh của Lý Quang Huy cuối cùng đã có phần sóng gió. Sau đó, Lý Ngọc Mai kể ngắn gọn cuộc giao đấu giữa Đường Tuấn và Quách Thịnh Minh, đặc biệt là nói rõ trọng điểm tình hình anh hạ gục Quách Thịnh Minh với một nắm đấm. Một đấm hạ gục Quách Thịnh Minh ư, sao có thể được? Cậu ta mới có mấy tuổi? Nghe xong, Lý Quang Huy bật dậy khỏi ghế với vẻ mặt không tin nổi. Cô chủ không phải là người tập võ nên có thể nhìn không hiểu. Hai người đã vận nội công rồi, nói nghe xem, cái tên họ Đường cuối cùng đã ra tay thế nào? Làm thế nào mà một đấm hạ gục Quách Thịnh Minh? Lão Bạch liếc nhìn Thiệu Nhất Nguyên và hỏi. Chương 1931 đến lúc đó phiền Lão Bạch rồi. Dù sao Lý Quang Huy là nhân vật đã trải qua sóng to gió lớn. Sau một lúc bàng hoàng, cuối cùng ông ta đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt vẫn không dám tin. Ông ta hỏi Lão Bạch, theo như Lão Bạch thấy, thực lực của cậu ta thế nào? Lão Bạch ngẫm nghĩ giây lát và nhận xét, mấy năm trước, Quách Thịnh Minh đã từng bị trọng thương một lần, thực lực hiện giờ được 1/3 toàn thịnh đã là khá tốt rồi. Nhưng nếu muốn một đấm hạ gục cậu ta thì có lẽ cái tên họ Đường ít nhất phải có thực lực nội công trung kỳ, thậm chí rất có thể đột phá nội công hậu kỳ. Ít nhất là nội công trung kỳ, Lý Quang Huy hít một hơi lạnh, trong lòng chợt có chút hối hận, lúc đầu nếu ông ta nghe lời bố mình Lý Quang Minh đối xử tốt với Đường Tuấn thì nói không chừng nhà họ Lý nhiều hơn một cao thủ nội công bảo vệ. Nhưng giờ, ông ta đã đắc tội rất nặng với Đường Tuấn, có lẽ hai bên không có khả năng sửa chữa được nữa. Nghĩ đến đây, ông ta lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn Lý Ngọc Mai. Lúc đầu, là ông muốn làm mối cho hai người. Với sắc đẹp của Lý Ngọc Mai thì thật sự có thể làm cho Đường Tuấn trở thành bề tôi. Điều này còn đáng tin cậy hơn lời hứa hẹn với Lão Bạch. Sắc mặt của Lý Ngọc Mai hơi ửng đỏ, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định và lạnh lùng, bố. Lỡ mất thì đã lỡ mất rồi.
Con không hối hận, huống hồ ai bảo anh ta lúc nào cũng ra vẻ thanh cao. Hơn nữa, con là cô chủ nhà họ Lý, anh ta là ai chứ? Dựa vào cái gì mà con phải hạ mình để nịnh bợ anh ta? Lý Quang Huy mỉm cười, khẽ ho một tiếng, nói, he he. Con quyết định rồi thì tốt, nhưng cái tên họ Đường cuối cùng là người thế nào? Y thuật không thua kém Vương Tấn Lợi, lại là cao thủ nội công. Loại người này không thể không ai biết đến. Chủ tịch, mặc kệ cậu ta là người thế nào, cho dù cậu ta là cao thủ nội công hậu kỳ thì làm sao? Chẳng phải một đấm giết luôn hay sao? Lão Bạch cong khóe miệng nở một nụ cười hiểm ác, ông ta đã hao tổn nửa đời để đi đến bước này, nhưng không ngờ người thanh niên mà lúc đầu ông ta xem thường lại là cao thủ nội công. Điều này khiến ông ta vừa tức giận vừa ganh ghét, hận chỉ muốn phế Đường Tuấn ngay bây giờ. Lý Quang Huy im lặng giây lát, nói tạm thời đừng dùng cách cực đoan. Nếu không thuận lợi thì đến lúc đó sẽ đắc tội với cao thủ nội công có tiềm lực và sẽ mang lại phiền phức lớn cho nhà họ Lý. Vừa nói xong, ông ta nhìn Lý Ngọc Mai và nói tiếp, chẳng phải qua 2 ngày nữa là vườn Thiên Thanh mở cửa hay sao? Nhân tiện con mời cái thằng nhãi đó, bày tỏ thiện ý của nhà họ Lý, không lôi kéo nhưng tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ thù. Lý Ngọc Mai khẽ gật đầu. Lão Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đến lúc đó, tôi sẽ ra tay làm cho cái tên đó khiếp sợ, để cậu ta không dám làm càn. Nếu như cậu ta có ý nghĩ nào khác thì tôi sẽ phế bỏ cậu ta ngay. Lý Quang Huy chắp tay nói, đến lúc đó phiền Lão Bạch rồi. Nghe xong, Lý Ngọc Mai thở dài trong lòng, tâm trạng có hơi phức tạp, không rõ là đang thương xót hay là hối hận. Khi Đường Tuấn mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chói mắt khiến anh không tài nào mở mắt được. Trong đầu anh xuất hiện trạng thái hỗn loạn khoảng nửa phút thì anh mới nhớ ra những chuyện trước lúc mê man. Anh chỉ nhớ sau khi phát huy xong 13 kim châm quỷ môn thì mê man rồi sau đó bất tỉnh nhân sự. Gắng gượng dậy, anh mới nhận ra bản thân đang nằm trong một phòng bệnh rất cao cấp và sang trọng. Mặc dù là phòng bệnh nhưng lại lớn hơn so với những chung cư bình thường. Gió mát thổi tung rèm cửa đung đưa và hắt ánh sáng vào phòng. Anh cảm thấy hơi tê ở đùi. Anh nhìn thấy một gái trẻ đang nằm giường bên cạnh, cô gái có khuôn mặt trái xoan, mặc dù không đẹp quyến rũ như Lý Ngọc Mai hay đáng yêu như Thẩm Ngọc Nhu, nhưng lại có một phong cách riêng chẳng khác gì chị cả nhà hàng xóm, trông chững chạc hơn nhiều. Hình như cô ấy đang ngủ say, cái mũi xinh đẹp khẽ hếch lên. Một tấm lụa xanh ở trên giường như thác nước trút xuống, che gần hết khuôn mặt của cô ấy. Trái tim Đường Tuấn lung lay, không đành lòng phá hỏng cảnh đẹp này. Chỉ là không biết đã ngủ say bao lâu rồi, chợt thấy muốn đi vệ sinh, đôi chân bất giác cũng cử động. Chương 1932 còn nữa, anh không được đi lung tung đâu. Hử, bị đánh thức bởi một tiếng động nhẹ, cô gái mở mắt ra. Đôi mắt to tròn pha lẫn hờn dỗi và thẫn thờ lúc vừa mới tỉnh dậy. Nhưng khi thấy Đường Tuấn đang nhìn chằm chằm mình thì cô ấy tỉnh dậy ngay. Anh tỉnh rồi à, cô gái hỏi. Cô gái vừa nói một câu thì Đường Tuấn đã nhận ra giọng nói này là ai. Đó là nữ bác sĩ đã cùng Thẩm Dũng kêu anh phát huy 13 kim châm quỷ môn ở trong phòng phẫu thuật. Chỉ là Đường Tuấn không ngờ bác sĩ còn trẻ như vậy, nhìn tuổi tác thì chắc là lớn hơn anh khoảng 1-2 tuổi. Tôi vừa tỉnh dậy, cô ngủ thêm một lát đi, Đường Tuấn cười nói. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và hơi đỏ, cô ấy có chút ngại ngùng nên lắc đầu và nói, anh đã ngủ nguyên một ngày rồi, cơ thể có thấy khó chịu hay không? Có cần ăn chút gì không? Có khát nước không? Đường Tuấn nhếch mép cười, vô cùng kiên nhẫn trả lời, cơ thể không thấy khó chịu, chỉ là có chút đau mỏi, chắc là do kiệt sức. Bụng hơi đói, miệng thì hơi khát. Cô gái vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt ra phía sau tai, để lộ chiếc cổ thon gọn và nói, vậy để tôi chuẩn bị thức ăn cho anh ngay, lúc này tốt nhất là nên ăn ít cháo. Anh đợi một lát. Nói xong, cô ấy đi về hướng cửa phòng. Vừa bước đến cửa, cô bỗng quay đầu nói, còn nữa, anh không được đi lung tung đâu. Nói xong câu này thì cô gái mới đi ra ngoài. Đường Tuấn cười, đã từ rất lâu rồi chưa có ai chăm sóc anh như vậy. Kể từ sau khi rời khỏi nhà họ Đường, dường như mỗi phút giây anh đều sống trong nguy hiểm, nào dám thèm muốn hưởng thụ. Lúc này, anh lại cảm thấy bàng quang căng phồng nên vội vàng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, bồn rửa mặt chỉ có đồ dùng vệ sinh cá nhân và dao cạo râu. Nhân tiện anh dọn dẹp sạch sẽ, cả người trông có sức sống hơn hẳn. Đi ra khỏi phòng rửa tay, cửa phòng vừa được mở ra thì cô gái cầm một hộp nhỏ bước vào.
Cô gái sững sờ khi nhìn thấy Đường Tuấn, sau đó khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ. Lúc này, Đường Tuấn có khuôn mặt trắng và không có râu, mặt mũi gầy guộc như người đọc sách thời xưa, hiện ra một phong độ của người tri thức. Tôi làm ít đồ ăn, anh mau đến đây ăn đi. Cô gái nâng chiếc hộp nhỏ trên tay. Cháo trắng loãng nhạt, thức ăn là rau xào và đậu que. Đường Tuấn lại ăn rất ngon miệng, anh ăn sạch một bát lớn cơm trắng. Trong lúc Đường Tuấn đang ăn, cô gái cứ nhìn Đường Tuấn và mỉm cười. Đợi đến khi ăn xong, Đường Tuấn mới thấy có chút bối rối, hỏi tôi còn chưa biết cô tên là gì. Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt sáng rực và nói, tôi tên là Mộ Dung Lan, là phó chủ nhiệm y học cổ truyền của bệnh viện này. Tôi biết anh là Đường Tuấn, giáo sư Thẩm có nói với tôi rồi. Đường Tuấn vốn rất dẻo miệng, nhưng lúc này lại không biết nói từ đâu, chỉ đành hỏi, người bệnh thế nào rồi? Mộ Dung Lan nói, đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng nửa năm là có thể bình phục. Cũng may lần này có 13 kim châm quỷ môn của anh, nếu không thì tính mạng của Trần Nhật Minh không giữ được rồi. Chương 1933 xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Trần Nhật Minh, Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Mộ Dung Lan giải thích, đó là con trai của Trần Bá Phước, lần này anh ta đi đua xe với người khác, kết quả là chưa đua xong đã tông vào hàng rào khi quẹo khúc cua, rồi ngã từ trên sườn núi xuống. Thì ra là như vậy, anh ta đúng là chưa đến lúc chết, Đường Tuấn nói, ngã từ trên sườn núi cao như vậy mà không chết, lại gặp phải anh biết 13 kim châm quỷ môn, vận may của Trần Nhật Minh đúng là không biết nên nói cực tốt hay cực xấu đây. Nếu anh đã không sao thì tôi đi đây. Lát nữa tôi còn phải đi làm. Mộ Dung Lan đứng dậy và thu dọn bát đũa trên bàn. Hai hôm nay cô ấy đã đặc biệt xin nghỉ phép để chăm sóc cho Đường Tuấn. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết tại sao lại làm như vậy, có lẽ là để tìm hiểu người biết 13 kim châm quỷ môn là người như thế nào. Trong lúc Mộ Dung Lan đang dọn dẹp thì cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa. Thẩm Dũng đi vào trong với nét mặt giận dữ, khi nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trong phòng thì ông ngây người. Rồi sau đó chế giễu, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan chợt ửng đỏ, cô ấy vội thu dọn rồi nói, giáo sư Thẩm, hai người cứ trò chuyện đi, tôi ra ngoài đây. Dứt lời, cô ấy chạy ra ngoài. Thẩm Dũng ngồi trên ghế sofa phía trước Đường Tuấn, trên khuôn mặt nở nụ cười xấu xa và nói, tôi chưa bao giờ thấy con bé Mộ Dung Lan xấu hổ, nhưng tính ra Mộ Dung Lan là người đẹp số một của bệnh viện Việt nhất, có nhiều người theo đuổi lắm. Anh phải tranh thủ đấy. Đường Tuấn nói, ông Thẩm, ông đừng chế nhạo tôi nữa. Tôi thấy bộ dạng tức giận vừa rồi của ông, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Thẩm Dũng trở nên nghiêm túc, lòng bàn tay đập mạnh xuống ghế sofa, giận dữ nói, anh tự xem đi. Anh ngủ mê man một ngày một đêm, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Sau đó, Thẩm Dũng mở tivi trong phòng khách, vừa đúng kênh tin tức thành phố Vinh. Những bác sĩ mặc áo khoác trắng đang được một đám phóng viên phỏng vấn. Chủ đề chính là chuyện Trần Nhật Minh được đưa đến bệnh viện Việt nhất chữa trị. Trần Nhật Minh là con trai của Trần Bá Phước, anh ta bị thương nặng như vậy đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều phóng viên. Bác sĩ Lưu, nghe nói lần này là bác sĩ Đường đã ra tay cứu chữa cho cậu chủ nhà họ Trần, không biết có phải là thật không? Một phóng viên nữ đưa ra câu hỏi. Đứng trước trong số các bác sĩ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, chắc là bác sĩ Lưu. Anh ta nhìn vào ống kính mỉm cười và nói, lần này đúng là có bác sĩ Đường ra tay giúp đỡ, nhưng có thể cứu chữa cậu chủ nhà họ Trần là nhờ vào sự cố gắng của rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện Việt nhất. Bác sĩ Đường chỉ là giúp một chút mà thôi. Nghe thấy giọng nói này, cuối cùng Đường Tuấn đã nhớ ra bác sĩ Lưu này là ai. Chính là người hôm đó đã chế giễu anh nhiều lần trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó. Sau đó, bác sĩ Lưu kể ngắn gọn chuyện làm thế nào cứu chữa Trần Nhật Minh, nhưng lại không nhắc đến tên của Đường Tuấn, như thể anh ta và rất nhiều bác sĩ hợp lại chữa trị cho Trần Nhật Minh. Với chuyện này, anh nhìn vào ống kính thản nhiên như thường, không hề bối rối hay rụt rè vì đã nói dối. Chương 1934. Giọng nói đáng sợ vang vọng khắp quân doanh khiến cho nét mặt vô số người thay đổi. Đây mới đích thực là uy lực hỏa thần, không thể địch nổi. Vẻ mặt cậu Trình âm trầm, đứng ở ngoài tiểu đoàn 50, nói, Đường Tuấn, mau ra đây tạ lỗi, tôi sẽ tha tội chết cho anh. Đám người cẩu đản chưa từng nhìn thấy uy phong như vậy, sợ đến nỗi hai chân run lên, nhưng ít nhất cũng tự biết bảo vệ chủ chứ không bỏ chạy. Một đám gà vườn chó nhà.
Cậu Trình lạnh lùng hừ một tiếng rồi hất tay, cả đám người cậu Đản lập tức bị bay ngược ra ngoài, nôn ra vài ngụm máu tươi, đã bị thương. Thực lực hai bên cách biệt rất lớn nhưng cậu Trình không hề nương tay chút nào, chỉ muốn mượn việc chút giận lên người bọn họ để sỉ nhục Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh là con rùa đen rụt đầu sao? Nếu vẫn không ra, tôi sẽ giết bọn họ. Cậu Trình vô cùng đắc ý, được Huyền Tôn chống lưng nên cậu ta tự thấy mình có thể nghênh ngang. Dám ra tay một lần, tôi lập tức bẻ gãy hai tay anh. Đúng lúc này, Đường Tuấn từ trong quân trướng bước ra, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc như kiếm nhìn chằm chằm cậu Trình. Mặt cậu Trình tái xanh, nhưng anh ta biết bản thân không phải là đối thủ của Đường Tuấn nên vẫn hơi kiêng dè. Thái thượng trưởng lão bỗng nhiên lạnh lùng nói, cậu cứ việc xuống tay, tôi coi thử anh ta bẻ gãy hai tay cậu bằng cách nào. Được. Cậu Trình đáp lời, ánh sáng trong mắt đột ngột tăng lên, ánh sáng màu vàng trong mắt lóe lên như được mạ vàng. Anh ta không tin Đường Tuấn có đủ bản lĩnh và dũng khí đối nghịch với Huyền Tôn. Mấy luồng khí tức sắc bén từ trong tay cậu Trình bắn ra tựa như một lưỡi kiếm sắc nhọn muốn lấy mạng của đám người cậu Đản. Tự tìm đường chết. Đường Tuấn hừ lạnh, chuẩn bị ra tay. Tôi cho phép cậu động đậy sao? Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Ý niệm của ông ta tuôn trào mãnh liệt hóa thành một vùng trời đầy sao rồi đột ngột rơi xuống giống như những ngôi sao rơi xuống, trông cực kỳ cường đại và đáng sợ. Đây chính là uy lực của hóa thần sao? Quả nhiên rất đáng sợ. Tuy hóa thần và nửa bước hóa thần chỉ chênh lệch nhau có nửa bước, nhưng nó như con kênh rộng không thể bù bằng số lượng được. E rằng lần này Đường Tuấn phải trả giá đắt rồi. Bên ngoài quân doanh, rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ cũng chẳng coi Đường Tuấn là cái thá gì cả, hóa thần được coi là bá chủ một phương cũng không phải là không có nguyên nhân. Đường Tuấn liếc nhìn Thái Thượng trưởng lão rồi nói, chỉ là một hình ảnh phân thân, chẳng biết cách nơi này bao xa mà cũng dám ra tay với tôi. Hiểu biết của anh rất sâu rộng, từ khí tức chập chờn lúc ông ta ra tay anh đã nhận ra thực hư về Thái Thượng trưởng lão. Đường Tuấn lấy ra một thanh kiếm, chính là thanh linh khí lấy từ trong nhẫn không gian của cậu Trình. Mặc dù đã rút khí linh nhưng độ sắc bén vẫn còn đó. Anh bổ ra hai kiếm về phía hai người kia. Đường Tuấn thật ngạo mạn, anh ta lại muốn lấy một chọi hai. Nhiều người vô cùng hoảng sợ, không biết nên kính nể hành động của Đường Tuấn hay nói anh ngu dốt. Xoẹt. Sức mạnh thuần túy từ kiếm mang vô cùng đáng sợ xé rách bầu trời sao thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, sau đó thể kiếm thế dày đặc đánh vào mi tâm của Thái Thượng trưởng lão. Đường kiếm này ngay cả hình ảnh phân thân của cảnh giới hóa thần nhất tôn cũng không đỡ nổi. Cậu Trình còn thê thảm hơn, sau khi kiếm mang xẹt qua, hai cánh tay của anh ta cùng đứt lìa. Đường Tuấn nói anh ra tay thì sẽ chặt đứt hai tay của anh ta, không hề nuốt lời. Á, cậu Trình đau đến kêu lên. Linh khí từ kiếm mang mang theo kiếm ý bén nhọn, anh ta muốn miệng vết thương khép lại nhưng trong chốc lát lại không cách nào làm được. Cảm giác đau đớn kịch liệt tựa như chạm đến tận linh hồn khiến anh ta cũng không kìm nổi tiếng la ó. Cậu đã lĩnh ngộ thần tâm sao? Thái thượng trưởng lão nói nhỏ. Nếu như có người đứng ở trước mặt ông ta chắc đã có thể thấy được một vết nứt khoảng bằng ngón trỏ xuất hiện ở mi tâm của ông ta. Vẫn chưa, Đường Tuấn nói. Người bình thường ăn lôi quả, tạo dựng tiên thiên lôi thể. Có thể tự nhiên ngưng tụ thần tâm, đột phá vách ngăn tầng trên. Nhưng anh rất đặc thù, dù đã có 99 chiêu thức đạo pháp cơ bản thì nguyên anh vẫn chưa hoàn thiện, không có cách nào để ngưng tụ thần tâm. Tuy nhiên thực lực không hề kém cạnh tu sĩ ngưng tụ thần tâm. Chương 1935. Thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt toát lên sát ý nồng nặc. Vẫn chưa ngưng tụ thần tâm mà đã cường đại như vậy, tương lai nếu như đột phá thì mình còn có thể là đối thủ của anh sao? Loại người này, phải giết chết. Trì trưởng lão. Đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ đột nhiên vang lên. Một luồng sáng từ xa bay tới, nhanh chóng hạ xuống tiểu đoàn 50. Thánh Anh, trì trưởng lão nhận ra người tới, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điện hạ, cậu Trình cùng rất nhiều đệ tử thân đình cũng cùng ngạc nhiên hô lên. Khoác lên mình bộ trang phục đỏ tươi tựa như một đám mây tuyệt mỹ, vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Khiến cho bất kỳ ai cũng không thể rời mắt. Người này chính là Đồ Yên Nhi. Diện mạo của cô ta không thay đổi nhưng khí chất lại có sự chuyển biến rất nhiều. Trước kia cô ta giống như cô em gái nhà bên hay nũng nịu, nhưng bây giờ lại toát nên vẻ cao quý khiến cho lòng người kính sợ. Khí tức của cô ta cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, thậm chí còn có thể ngang với Bạch Thụy Du. Sắc mặt Đồ Yên Nhi lạnh lùng nhìn Thái Thượng trưởng lão, nói, Chi trưởng lão, ông không nghe theo mệnh lệnh của Lam Thiên Sứ hay sao?
Ông đã cướp mất bia vạn giới của Đường đại ca, bây giờ còn muốn làm gì nữa? Thái thượng trưởng lão bán tín bán nghi nhìn Đồ Yên Nhi, nói cô đã ngưng tụ thần tâm rồi sao? Đồ Yên Nhi im lặng, cơ thể mềm mại của cô hơi run lên, Nguyên Anh nhất tôn như mặt trời từ sau lưng cô mọc lên, vị Nguyên Anh đầu đội thánh quan, lồng ngực khẽ phập phồng phát ra âm thanh thùng thùng như tiếng trống trận, kiên cường mà mạnh mẽ. Thần tâm, Thái thượng trưởng lão khẳng định phỏng đoán của mình, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra Lam Thiên Sứ đại nhân đã tốn không ít sức lực để cho cô có thể ngưng tụ thần tâm. Đồ Yên Nhi nói, có tôi ở đây, không ai có thể thể tổn thương Đường đại ca. Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nói, nếu Thánh Anh Điện Hạ đã lên tiếng, đương nhiên tôi phải nể mặt rồi, tuy nhiên chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trừ phi Điện Hạ tiếp quản thần đình, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết hắn. Ông ta đã nhận ra không thể giữ Đường Tuấn lại được, nếu không sẽ trở thành tai họa về sau. Nói xong, rào một tiếng, hình ảnh ông ta vỡ vụn mang theo cậu Trình rời khỏi. Nếu Đồ Yên Nhi không xuất hiện thì cơ thể của ông ta cũng không thể chịu nổi, một kiếm của Đường Tuấn đã phá hủy ảnh của ông ta. Đường đại ca, lúc này Đồ Yên Nhi mới xoay người lại đối mặt với Đường Tuấn, khuôn mặt lãnh lẽo như sương tuyết lộ ra ý cười tựa tia nắng ấm áp đầu xuân, nghiêng nước nghiêng thành. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi bùi ngùi. Xem ra lúc đó anh vẫn đánh giá thấp tiềm lực của Đồ Yên Nhi, trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành nửa bước hóa thần, lại ngưng tụ thần tâm. Dù có Lam Thiên Sứ và tài nguyên dồi dào từ thần đình giúp thì cũng không thể bỏ qua thiên phú cùng sự nỗ lực của Đồ Yên Nhi. Đám người dần dần tản đi, ai cũng mang dáng vẻ chưa thỏa mãn. Ban đầu, ai cũng nghĩ có thể Đường Tuấn vung một kiếm chém hóa thần, cuối cùng lại là Thánh Anh Điện Hạ tự mình ra mặt, dẹp yên hỗn loạn. Có vài người đang đi tới, là mấy người A La Nạp. Đồ Yên Nhi nhận ra bọn họ, biết họ từng có xích mích với Đường Tuấn, biểu cảm lạnh lẽo. Lập tức muốn ra tay đuổi người. Chúng tôi muốn gia nhập tiểu đoàn 50, Chu Kính vội vàng nói. Cũng được, chỉ cần thông qua khảo nghiệm. Đường Tuấn xua xua tay, không hề làm khó đối thủ cũ. Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi đi vào quân trướng. Đường đại ca, anh thật sự muốn mang theo quân doanh 50 đi dẹp yên đám nổi loạn ở biển Tinh Tú sao? Đồ Yên Nhi quan tâm hỏi. Đường Tuấn gật đầu. Đúng lúc anh cũng muốn đi biển Tinh Tú tra xét một lượt, bồi dưỡng thể lực của mình, đến lúc đó đưa về trái đất, thậm chí chinh chiến với Trung ương Ngân Hà Thế Giới. Anh bắt đầu tính toán cho tương lai. Đồ Yên Nhi biết Đường Tuấn đã quyết định, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, Đường đại ca phải cẩn thận, thầy nói cho tôi biết, chi trưởng lão có lai lịch rất sâu, có khả năng đã liên minh cùng khách đến từ thiên ngoại. Khách đến từ thiên ngoại là những cường giả từ thế giới khác, cũng ở cảnh giới hóa thần hay thậm chí còn mạnh hơn, có thể ngang hàng với Kim Thiên. Thiên ngoại sao, Đường Tuấn khẽ nói, nhưng anh cũng không sợ. Chương 1936. Tôi muốn bế quan lần nữa để củng cố tu vi, thời gian sắp tới sẽ gia nhập chiến trường thiên ngoại nên không thể đi cùng Đường đại ca. Đồ Yên Nhi bỗng nhiên nói. Chiến trường thiên ngoại, đó là nơi nào? Đường Tuấn nhướng mày, dường như anh đã nghe Tiêu Xuân Minh nói qua mấy từ này rồi. Nét mặt Đồ Yên Nhi nghiêm trọng, nói, đó là không gian ngoại vực. Rất nhiều nhóm cường giả trẻ tuổi đến từ nhiều thế giới tụ lại ở đó tranh đoạt, quyết định vận mệnh thế giới tương ứng với mỗi người. Người thắng có thể có được nguyên khí thế giới, đó là bảo vật của trời đất, có lợi ích rất lớn đối với việc tu luyện cảnh giới hóa thần. Cô phải hết sức cẩn thận, cường giả từ các giới tranh đoạt, mức độ nguy hiểm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Đường Tuấn nghiêm túc dặn dò. Đồ Yên Nhi cong môi cười, nói, Đường đại ca yên tâm, tôi hiện tại khác xưa nhiều. Nói không chừng bây giờ anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Cô đã bước đầu ngưng tụ thần tâm, thực lực tu vi xấp xỉ với Bạch Thụy Du nên rất có lòng tin. Đường Tuấn cười cười, cũng không giải thích gì nhiều. Ngưng tụ thần tâm, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể làm được, nhưng vì để tu luyện lâu dài, anh lựa chọn ngủ đông, bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ trưởng lão đã động sát khí, Đường đại ca nên rời đi, tuy biển Tinh Tú không ổn định nhưng lại là nơi ẩn nấp không tệ. Đường đại ca cẩn thận một chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng, Đồ Yên Nhi nói thêm vài câu rồi rời đi. Dáng vẻ cô vội vàng, dường như việc tu luyện đã đạt tới thời khắc then chốt, lần này bởi vì sự tình của Đường Tuấn nên mới hấp tấp xuất quan. Tiểu đoàn trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đám người cẩu đản đi vào, biểu cảm hoảng loạn. Đường Tuấn dùng kiếm giết hình ảnh hóa thần, chẳng mấy chốc sẽ vang dội khắp thần đình. Chuẩn bị xuất phát đến biển Tinh Tú. Đường Tuấn phát ra mệnh lệnh.
Thông qua trận pháp thần đình, Đường Tuấn mang theo tiểu đoàn 50 đi đến biển Tinh Tú. Lúc này tiểu đoàn 50 đã có gần 100 người, A-La Nạp cùng rất nhiều đệ tử mộ danh gia nhập, đều là những đệ tử không có năng lực ở thần đình có ý muốn tìm nơi nương tựa. Một đám người vô cùng uy phong lẫm liệt điều khiển mấy chiếc thuyền hư không, hai ngày sau đã đến biên giới bờ biển Tinh Tú. Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng đứng ở trước mũi con thuyền hư không, quan sát biển Tinh Tú. Đám người cẩu đản, A-La Nạp đứng ở phía sau anh, nét mặt cung kính. Trước mặt là một vùng đất có diện tích rộng lớn quanh năm bị sương mù bao phủ. Ở sâu trong màn sương, rất nhiều đốm sáng ánh lên, tựa như những vì sao xa xôi nơi hành tinh. Cảnh tượng này chính là nguồn gốc cho cái tên biển Tinh Tú. Tiếng kêu trầm thấp như bị đè nén phát ra từ trong đám sương, tưởng thú nhưng lại không giống thú, tầm nhìn bị chặn lại nên không thể thấy được cảnh tượng cụ thể. Đường Tuấn nắm chặt bàn tay muốn đánh tan đám sương, nhưng ngay khi đám sương bị đánh tan thì ngay lập tức có đám sương khác lấp đầy vào. Tiểu đoàn trưởng, biển Tinh Tú đã bị sương mù bao phủ mấy vạn năm, từng có đại năng ra tay nhưng vẫn không thể loại bỏ. A-La Nạp lên tiếng. Lúc trẻ cậu ta từng đi khắp thế giới, đi nhiều nên hiểu rộng, cậu ta biết rất nhiều bí mật. Nghe nói chỗ sâu nhất trong đám sương mù có cơ duyên to lớn, nhưng đến nay chưa ai tìm được. Từng có vài vị đại năng liên thủ tiến vào biển Tinh Tú, muốn tìm hiểu đến cùng nhưng cuối cùng những người đó đều mất tích một cách thần bí, không xuất hiện lại. Đám sương này phạm vi rất lớn, tựa như không có điểm cuối. Vẻ mặt A-La Nạp nặng nề. Đúng lúc này, đám sương trước mặt Đường Tuấn bỗng nhiên quay cuồng. Oành một tiếng, vài bóng người lao ra khỏi đám sương. Mấy người này mặc trang phục của binh lính từ thần đình, trên người có không ít vết thương còn hở miệng, hơi thở uể oải. Không cần Đường Tuấn phân phó, ngay lập tức có binh lính thần đình ra tay, đón mấy người này lên trên hư không. Rất nhanh tin tức đã truyền tới chỗ Đường Tuấn. Chương 1937. Ở biển Tinh Tú có một đám trộm cướp đã đánh lên một quân doanh của thần đình. Thủ lĩnh của đám thổ phỉ đó là một tu hành giả thuộc cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, bọn chúng càn quét qua quân doanh, chỉ còn mấy người này chạy trốn khỏi đó. Ở biển Tinh Tú thì tổ chức hỗn loạn nhất là Diệt Thần, không lẽ đám thổ phỉ này bắt tay với Diệt Thần? Mấy người A-La Nạp thấp giọng tự hỏi. Đưa tôi đi xem thử, Đường Tuấn phất tay. Mấy người A-La Nạp ở lại, Đường Tuấn mang theo đám người cẩu đản đi về phía quân doanh của thần đình ở biển Tinh Tú. Diện tích biển Tinh Tú rộng lớn mênh mông. Thần đình cũng không thể canh giữ toàn bộ, chỉ có thể bố trí quân doanh ở vài nơi, khoảng chừng trăm cái, thường ngày giám sát tình hình của biển Tinh Tú từ các phương hướng. Ở đây cấu đản đối chiếu với bản đồ trong tay nói với Đường Tuấn, ngón tay chỉ về một tòa quân doanh lụi tàn ở phía trước. Trên mặt đất là các thi thể mặc quần áo binh lính thần đình, cũng có một ít xác của đám trộm cướp. Thi thể của bọn họ khô héo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, giống như cả tinh khí và tu vi toàn thân đều bị sức mạnh thần bí nào đó cần nuốt. Biển Tinh Tú có rất nhiều tu hành giả tu luyện tà thuật, có người dựa vào việc chiếm đoạt tinh khí người khác để tăng tu vi, cũng có chuyện đoạt lấy ba hồn bảy vía của người ta để luyện khí. Nghe nói ma tu biến mất mấy ngàn năm đã xuất hiện lại. Nơi này đích thực là địa điểm nguy hiểm, không tồn tại bất kỳ chút đạo đức công bằng nào. Biểu cảm của cẩu đản hơi rùng mình, giọng nói khẽ run. Là binh sĩ ở quân doanh 50, anh ta từng tới biển Tinh Tú. Chỉ là tu vi thấp kém nên đến tư cách làm con tốt thí mạng cũng không có, chỉ phụ trách việc dọn dẹp chiến trường và nhặt xác sau mỗi trận đánh lớn, vì vậy anh ta hiểu rõ sự tàn khốc vô biên tại nơi này. Đưa bọn họ về an táng đi, Đường Tuấn thở dài. Anh không có cách gì để thay đổi, chỉ có thể nỗ lực hết mình. Đúng lúc này, một luồng sáng đen từ trong quân doanh bắn ra, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo quyệt. Người ra tay ngay từ đầu đã tính toán việc đánh lén. Một âm thanh bén nhọn và khó nghe vang lên, khặc khặc, không ngờ vẫn có thể câu được một con cá lớn. Cờ quỷ vân, lấy máu tươi của bọn chúng. Tia sáng đen chớp mắt lại đến, đó là một mặt cờ cao gần bằng một người. Cột căng cờ lại là từng cái xương đầu lâu người, mặt cờ đen nhánh, khắc họa ba đám mây máu. Mây máu di chuyển khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị. Theo sau âm thanh này vang lên. Đám người cẩu đản ngay lập tức cảm thấy mạch máu toàn thân sôi sục tựa như muốn xé toạc cơ thể tuôn ra để nhập vào giữa mặt cờ kia. Tu vi của kẻ sử dụng cờ quỷ vân cao hơn bọn họ rất nhiều. Tà tu. Trong mắt Đường Tuấn lóe lên tia sắc lạnh mang theo sát khí. Mặt cờ quỷ vân này rất đáng sợ, lại mang theo oán khí rất nặng, có lẽ đã nuốt chửng vô số người. Kha kha, có thể chết dưới cờ quỷ của lão là vinh hạnh cho đám tân binh các người. Nếu có kiếp sau thì nỗ lực tu luyện đi ha ha ha.
Một lần sương mù ngưng tụ, biến thành một lão già gầy quắt queo. Lão già bấn cợt vuốt hai sợi râu dê lưa thưa, vô cùng đắc ý. Tự tìm đường chết, Đường Tuấn đưa tay qua, lập tức chụp lấy mặt cờ quỷ vân kia. Cờ quỷ vân rung chuyển dữ dội, phát ra từng đợt âm thanh giận người, nghe như tiếng vạn quỷ than khóc. Một mặt cờ nát mà cũng dám ở trước mặt ta la hét. Đường Tuấn nắm chặt bàn tay, cờ quỷ vân lập tức không động đậy, giống như bị lực lượng cực mạnh mẽ của Đường Tuấn làm cho kinh sợ vậy. Máu tươi sôi sục trong đám người cẩu đàn lập tức bình ổn, mà sắc mặt của lão già râu dê kia lại đột ngột thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, nói, a, nửa bước hóa thần, đã phải ván sắt rồi. Giọng nói vừa dứt, ông ta hóa thành luồng ánh sáng rồi hòa vào giữa đám xương bao quanh để chạy trốn. Lúc này, ngay cả cờ quỷ vân ông ta cũng không cần. Còn muốn trốn, Đường Tuấn ném cờ quỷ vân trong tay ra. Uy lực hung mãnh áp đảo, cờ quỷ vẫn như mũi tên rời dây cung, oành một tiếng đánh trúng lưng của lão già râu dê. Một kích này đủ để xuyên thủng một ngọn núi nhỏ, toàn bộ bả vai phải đến các lồng ngực của lão già râu dê bị nổ thành một đám xương máu. Lão già râu dê từ trên không trung rơi xuống trước mặt đám người Đường Tuấn. Chương 1938. Lão già có chòm râu dê quỳ trên mặt đất, nửa người chảy máu, ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Tuấn, không còn dáng vẻ kiêu ngạo phách lối như trước. Đại nhân tha mạng, lão già cầu xin tha thứ. Ông ta đã nhìn ra nam tử trước mặt là cảnh giới nửa bước hóa thần, trong lúc giơ tay lên đã khiến ông ta trọng thương, là một nhân vật tàn bạo. Đám người cẩu đản sắc mặt coi thường mà nhìn lão già, nếu như không phải Đường Tuấn ở đây, bây giờ bọn họ cũng đã bị đánh cả người toàn máu tươi. Đại nhân, người này là tà tu, đáng phải chết. Cẩu đản căm hận nói. Trong mắt Đường Tuấn lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát ý hiện lên. Đại nhân tha mạng, tôi có thể dẫn cậu đến xào huyệt tiêu diệt toàn bộ. Lão già thấy thế, vội vàng nói. Vì mạng sống, ngay cả bạn của mình ông ta cũng bán đứng. Dẫn đường Đường Tuấn thu lại ý định giết người, lạnh lùng nói. Anh vừa mới đến, cũng muốn dò xét qua tình hình của biển tinh tú một chút, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Lúc nói chuyện, một đường thanh quang phun ra từ giữa ngón tay Đường Tuấn, rơi vào vết thương không ngừng chảy máu của lão già. Vết thương lập tức cầm máu, thậm chí còn kết thành một lớp vảy, có xu hướng khép lại. Theo tu vi đang sâu dần, y thuật của Đường Tuấn càng ngày càng thần kỳ, đã vượt ra khỏi phạm vi mà con người có thể tưởng tượng được. Lúc này, ở một nơi bí mật bên trong biển tinh tú, ở đây xây dựng một tòa lâu đài hùng vĩ, chiếm phạm vi mấy dặm. Rất nhiều người tu hành tuần tra ở bên ngoài lâu đài, những người này khuôn mặt hung ác, khí tức mạnh mẽ, vừa nhìn đã không phải là bọn tốt lành gì. Ở chỗ cao nhất của lâu đài, một người trung niên nét mặt hung ác nham hiểm đang cùng một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen nói chuyện. Người này mặc bộ giáp màu bạc, trên người mang theo sát khí như núi thây biển máu. Sở Hải, anh muốn để chúng tôi ra tay, giúp anh giết chết vị thống lĩnh mới tới kia. Bàn về cấp bậc, anh ta chính là cấp trên của anh, chẳng lẽ anh không sợ sau khi sự việc xảy ra thần đình truy cứu sao? Người trung niên có khuôn mặt nham hiểm thản nhiên nói. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen này lại là người trong quân đội thần đình, tên là Sở Hải. Sở Hải nhướng mày, giọng nói mang theo một ý tứ sát phạt lạnh lùng, nói, biển tinh tú vốn là nơi loạn lạc, thống lĩnh mới tham công liều lĩnh, đi nhầm vào chỗ nguy hiểm, bị người ta giết chết, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai. Cho dù thần đình truy cứu, lại có thể tra được cái gì? Anh ta nhìn người đàn ông trung niên hung ác, hỏi, Ngân Lang Vương, cuộc làm ăn này ông có làm hay không? Nếu không làm, tôi tìm những người khác nữa. Ngân Lang Vương cười, vỗ tay một cái, nói, làm ăn kiếm bổn không lỗ thì tại sao không làm? Anh nói thông tin của vị thống lĩnh kia cho tôi biết, tôi chuẩn bị chặn giết giữa đường. Sở Hải ném cho Ngân Lang Vương một trục cuốn. Mở trục cuốn ra, bên trên có một bức ảnh cùng một ít chữ viết. Bức ảnh rất rõ nét, rõ ràng là dáng vẻ của Đường Tuấn. Thống lĩnh mới tên Đường Tuấn. Trước khi gia nhập vào thần đình đã có thực lực của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Còn thực lực bây giờ, tôi cũng không rõ, nhưng thời gian anh ta gia nhập vào thần đình rất ngắn, không đến một năm, hắn là chưa đến nửa bước hóa thần. Sở Hải nói. Anh ta ở xa biển tinh tú, ở bên trong thần đình cũng không có thân tín nằm vùng gì, rất nhiều tin tức truyền đạt trễ. Ngân Lang Vương nhìn lướt qua thông tin bên trên, cười nói chuyện nhỏ. Cho dù anh ta đã là nửa bước hóa thần, tôi cũng chắc chắn giết được anh ta. Sở Hải gật đầu một cái, cũng rất có lòng tin đối với Ngân Lang Vương.
Bởi vì Ngân Lang Vương đã từng giết chết một vị cảnh giới nửa bước hoa thần, thực lực hùng mạnh, có thể vượt cảnh mà chiến đấu. Hai ngày này anh ta sẽ đến, ông kêu người chú ý một chút. Sở Hải nói xong những lời này thì rời đi. Ngân Lang Vương xem lại trục cuốn lần nữa, sắc mặt rất thoải mái. Ông ta thu trục cuốn vào, gọi một tên phụ tá đến, hỏi Quỷ Lâm trở về rồi sao? Phụ tá lắc đầu, nói, vẫn chưa. Quỷ gia nói muốn ở nơi đó mai phục, xem có thể có thu hoạch không. Ngân Lang Vương nhíu mày, nói, bảo ông ta nhanh chóng trở về, đừng tế luyện cờ quỷ vân kia nữa, có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Phụ tá gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài lâu đài đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu. Là quỷ gia, ôn ta còn đưa vài người trở về. Đúng lúc phụ tá đứng ở cửa sổ, nhìn thấy tình hình bên dưới. Quỷ gia hình như bị thương rồi. Phụ tá lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Chương 1939 Ngân Lang Vương vô địch. Ngân Lang Vương nhíu mày, hai đầu lông mày có sát ý. Quỷ gia là cao thủ thứ hai ngoại trừ mình ra, thế mà lại bị thương, ai có thể làm ông ta bị thương? Chẳng lẽ là những cao thủ hàng đầu trong biển tinh tú kia? Suy nghĩ trong lòng chợt hiện lên một chút, Ngân Lang Vương đi đến cửa sổ, sau đó thì trông thấy lão già có chòm râu dê và mấy người kia phía sau ông ta đến gần lâu đài. Ngân Lang Vương nhìn tình hình của Quỷ Lâm một cái, chân mày nhíu lại phải sâu hơn. Ánh mắt của ông ta tùy ý quét về phía mấy người sau lưng Quỷ Lâm, không để ở trong lòng chút nào. Đường Tuấn lúc này đã biến đổi một khuôn mặt, giấu kín khí tức, đương nhiên Ngân Lang Vương không phát hiện được. Nhưng khi ông ta muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một động tác của Quỷ Lâm, sắc mặt lập tức thay đổi, nói khẽ với phụ tá, khởi động pháp trận trong lâu đài, đóng chặt tất cả cửa ra. Đại ca, ông đây là... Phụ tá không hiểu. Ngân Lang Vương nói, Quỷ Lâm bị những người kia bắt giữ, vừa rồi ông ta đã dùng mật hiệu nói cho tôi biết. Phụ tá kinh hãi, lập tức truyền đạt mệnh lệnh có liên quan xuống. Bên ngoài lâu đài, Quỷ Lâm cười ha hả nói, đại nhân, nơi này chính là lâu đài Ngân Lang. Chủ lâu đài Ngân Lang Vương là một đối tượng thần đình truy nã đuổi giết, chỉ cần đại nhân bắt sống ông ta, thì có thể lập công lao lớn. Nụ cười ông ta hiền hòa, trông như người vật vô hại. Đường Tuấn đột nhiên nói, động tác tay vừa nãy của ông là mật hiệu nhỉ. Nụ cười của Quỷ Lâm chợt thu lại, nét mặt có chút cứng đờ nói, lời này của đại nhân có ý gì? Ông ta không ngờ rằng động tác của mình vậy mà không giấu được đối phương. Lúc này, bốn phía lâu đài sáng lên một vòng ánh sáng rơi lất phất, mấy trăm người tu hành áp sát vào đây, hiện ra thân hình. Đám người Đường Tuấn bị bao vây, lối vào bị sương mù bao phủ, đã tìm không thấy. Ha ha ha. Cậu rất cẩn thận, nhưng cũng đã muộn rồi. Thân hình Quỷ Lâm bỗng chuyển động, bay về phía lâu đài, tiếng cười đắc ý vang lên, lại dám theo tôi trở về lâu đài Ngân Lang, cậu chết chắc rồi. Ngân Lang Vương cũng xuất hiện ở trước mặt Đường Tuấn, nói, vậy mà có thể làm tổn thương Quỷ Lâm, thực lực không tệ, cho cậu một cơ hội, vào dưới trướng của lâu đài Ngân Lang tôi, tha cho cậu khỏi chết. Đường Tuấn nhìn hai người, còn có mấy trăm người tu hành xung quanh, nói, chỉ ít người như vậy. Quỷ Lâm nói, đến bây giờ còn muốn phách lối sao? Giết, Ngân Lang Vương ra lệnh một tiếng. Mấy trăm người tu hành đồng thời vận chuyển pháp lực, thúc giục trận pháp. Giữa không trung, một con sói khổng lồ màu bạc xuất hiện, gào thét, bổ nhào về phía Đường Tuấn. Ngân Lang Vương cười khẩy một tiếng, đây là uy lực của trận pháp, đủ để ngang hàng với cảnh giới nửa bước hoa thần. Phá Đường Tuấn chỉ ra một ngón tay, con sói khổng lồ màu bạc kia lập tức tan vỡ. Anh không phải là nửa bước hóa thần bình thường, ngay cả cậu trình cảnh giới nửa bước hóa thần này cũng bị vài chiêu của anh đánh bại, huống chi là trận pháp. Sói khổng lồ màu bạc bị phá, vẻ mặt của mấy trăm người tu hành thúc giục trận pháp lập tức nản lòng, bị thương không nhẹ. Sắc mặt Ngân Lang Vương chợt biến đổi, nói, rốt cuộc cậu là ai? Đường Tuấn biến trở về hình dáng ban đầu. Là cậu, Ngân Lang Vương nhận ra Đường Tuấn, chính là người trong trục cuốn. Không phải Sở Hải nói anh mới cảnh giới nguyên anh đỉnh cao sao? Sao lại mạnh như vậy? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, con Ngân Lang Vương này vậy mà lại biết mình. Anh vừa mới đến, tin chắc rằng mình chưa từng gặp Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ rằng cậu tự đưa tới cửa. Vừa dứt lời, Ngân Lang Vương lắc mình biến hóa thành một con sói khổng lồ lông tóc màu trắng bạc, dài 7-8 mét. Đây là bản thể của ông ta. Có thể phát huy ra thực lực vượt qua cảnh giới hiện tại, có thể tàn sát nửa bước hóa thần. Trong mắt sói khổng lồ lộ ra vẻ hung tàn,
giọng nói lạnh lùng tới vô cùng, có người bảo tôi giết cậu, cậu chết cũng có ý nghĩa. Nói xong thì Ngân Lang Vương động thủ. Ông ta vừa bộc phát, tốc độ trong nháy mắt đạt đến gấp mười mấy lần vận tốc âm thanh, không yếu ớt giống như cảnh giới nửa bước hóa thần. Ông ta là vương giả của bộ tộc Ngân Lang, thân xác mạnh mẽ đến đáng sợ, cái này cũng là vốn liếng để ông ta đứng sừng sững ở biển tinh tú. Oanh! Ngân Lang Vương và Đường Tuấn chém giết với nhau, toàn thân ông ta đều là vũ khí, có thể so với bảo khí cao cấp nhất, đặc biệt là một cặp móng vuốt và răng, mang theo ánh sáng lạnh lẽo âm u, khiến cho người ta sợ hãi. Đường Tuấn dường như lâm vào tình huống khó khăn, không ngừng tránh né sự công kích của Ngân Lang Vương, không dám tiếp xúc mũi nhọn của ông ta. Quỷ Lâm cùng mấy vị cao cấp của lâu đài Ngân Lang thấy thế, đều cười rất vui vẻ. Không hổ là Ngân Lang Vương, ra tay hết sức, ai có thể ngang hàng. Tên nhóc này tuy hung hãn, nhưng cũng không phải là đối thủ của Ngân Lang Vương. Phòng thủ lâu chắc chắn thua, rất nhanh sẽ bị Lang Vương xé thành mảnh nhỏ, trở thành vong hồn dưới móng vuốt. Ngân Lang Vương vô địch. Ánh mắt của đám người nhìn Đường Tuấn giống như đang nhìn người chết, mang theo vẻ đắc ý và hài hước. Ha ha ha, cái thằng một mực trốn tránh có bản lĩnh gì, có bản lĩnh cứng trọi với cứng cùng tôi. Giữa không trung, Ngân Lang Vương vồ hụt một phát lần nữa, giễu cợt nói với Đường Tuấn. Ông ta có chút sốt ruột và buồn bực, tên con người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tốc độ rất nhanh, vô cùng linh hoạt, khiến cho công kích của ông ta đều thất bại. Như ông mong muốn, đúng lúc tôi thiếu một con thú cưỡi. Đường Tuấn trên không trung đứng vững, bình tĩnh nói. Vừa rồi anh chỉ là đang thử thăm dò thực lực của Ngân Lang Vương. Chương 1940 có phục hay không? Sinh vật của biển tinh tú và ngoại giới cùng cảnh giới so ra, quả thật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng anh mạnh hơn, nếu như muốn định lượng, thực lực của anh bây giờ tương đương với khoảng chừng gấp 10 lần cảnh giới nửa bước hóa thần bình thường, có thể so với hóa thần bước đầu ngưng kết thần tâm. Đương nhiên, cảnh giới hóa thần chân chính, thực lực hơn gấp trăm lần nửa bước hóa thần. Mà con Ngân Lang Vương, thực lực thật sự chỉ miễn cưỡng đạt đến nửa bước hóa thần tiêu chuẩn. Thằng nhóc ngạo mạn, Ngân Lang Vương tôi ngang dọc biển tinh tú mấy trăm năm, ai dám nói muốn thu tôi làm thú cưỡi. Tôi quyết định không giết cậu, để cho cậu làm kéo xe cho bổn vương. Ha ha ha, một vị đại nhân thống lĩnh trại lính thần đình kéo xe, chắc hẳn là rất oai phong. Ngân Lang Vương cười ha ha. Lúc nói chuyện, Ngân Lang Vương đã ra tay, ông ta lại đánh lén, không cho Đường Tuấn cơ hội phản ứng. Một đường ngân quang ngang qua bầu trời mênh mông, trong nháy mắt đi đến trước mặt Đường Tuấn. Gào! Tiếng giống của Ngân Lang chấn động trời đất, ông ta mở miệng khổng lồ, muốn cắn nát Đường Tuấn. Đường Tuấn đưa cánh tay ra, dường như muốn ngăn cản. Anh ta lại muốn dùng cánh tay ngăn cản lực cắn của Ngân Lang Vương. Cho dù là bảo khí, cũng sẽ bị cắn đứt. Anh ta đây là đang tìm chỗ chết. Quỷ Lâm cười khẩy. Ngân Lang Vương cắn lên trên cánh tay của Đường Tuấn, phát ra âm thanh ken két, giống như âm thanh sắt va chạm phát ra, làm cho người ta ê răng. A a a. Ngân Lang Vương bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, một hàm răng lại rơi mất 5-6 chiếc, máu tươi chảy ròng. Đường Tuấn nhíu mày, nói, Ngân Lang Vương, miệng ông rất thối, vô cùng nóng nảy, phải uống nhiều nước. Khi nói chuyện, anh còn cố ý vẫy vẫy cánh tay, như muốn vẫy hết nước bọt trên cánh tay. Cậu, Ngân Lang Vương khiếp sợ, chỗ sâu trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Ông ta biết rõ lực cắn của chính mình, chỉ có nửa bước hóa thần đạt trình độ cao nhất mới có thể ngăn cản. Ông ta không ngờ rằng, cái tên trước mắt này lại là nửa bước hóa thần đạt trình độ cao nhất. Nghĩ tới đây, rốt cuộc ông ta sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Đường Tuấn cũng không cho ông ta cơ hội, cưỡi trên người ông ta, nắm đấm không ngừng nện ở trên đầu và lưng Ngân Lang Vương như mưa rơi, vang loạn lên ầm ầm, mặc cho Ngân Lang Vương phẫn nộ gào thét như thế nào, cũng không có tác dụng. Có phục hay không, Đường Tuấn không ngừng quát hơi. Đám người bên dưới lâu đài Ngân Lang ngơ ngác, đặc biệt là Quỷ Lâm, ông ta không ngờ người mình mang về lại là một đại cao thủ siêu cấp. Khóe miệng của đám người cẩu đản run rẩy, cũng khiếp sợ không ít. Cuối cùng, Ngân Lang Vương miệng đầy máu tươi, răng chỉ còn lại mấy chiếc, kêu thảm thiết nói tôi bằng lòng khuất phục. Ông ta ngang dọc biển tinh tú mấy trăm năm, chưa từng thảm hại như thế, hơn nữa ông ta cảm nhận được uy hiếp chí mạnh từ trên người Đường Tuấn, không dám tiếp tục mạnh miệng.
Đường Tuấn dừng tay, Ngân Lang Vương chủ động ký kết thể ước chủ tớ với Đường Tuấn. Ông ta hóa thành hình dạng con người, đi theo sau lưng Đường Tuấn, như người đầy tớ giả. Ngân Lang Vương quát lên với đám người ở lâu đài Ngân Lang, ta đã đầu hàng chủ nhân, về sau lâu đài Ngân Lang cũng là của chủ nhân. Đám người ở lâu đài Ngân Lang nhìn thấy cảnh tượng này, run lên trong chốc lát, sau đó đồng loạt quỳ xuống, nói, bái kiến chủ nhân. Chương 1941 thống lĩnh mới đến rồi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, hỏi Ngân Lang Vương, vừa nãy ông nói có người bảo ông giết tôi, là ai? Là Sở Hải, Ngân Lang Vương không dám giấu giếm, nói thẳng sự việc ra. Đại nhân, Sở Hải lại dám phạm thượng, chúng ta có thể lên bẩm với thần đình, cách chức của anh ta. Đám người cẩu đản cũng rất tức giận, đưa ra đề nghị. Trong mắt Đường Tuấn vụt qua sát ý, nói, không cần. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tôi có thể xử lý. Ngân Lang Vương, ông theo tôi trở về, còn lâu đài Ngân Lang, thu xếp một chút, bố trí vào trong quân đội của tôi. Đường Tuấn phân phó. Quỷ Lâm không ngừng cầu xin tha thứ, chủ động lập thề ước cùng với Đường Tuấn, đồng thời đồng ý không dùng mạng người luyện chế tà binh nữa, Đường Tuấn mới bỏ qua cho ông ta một mạng. Lúc này vội vàng đứng ra, nhận lấy nhiệm vụ này. Sau khi giao phó xong tất cả thì Đường Tuấn rời đi, anh muốn đến quân doanh. Xem phản ứng của Sở Hải khi nhìn thấy mình, chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc vui mừng. Lúc này, ở trong một khe núi nào đó ở biển Tinh Tú, phá quân doanh của thần đình tọa lạc ở đây. Phá quân doanh, chính là binh sĩ thuộc về Đường Tuấn, người đứng thứ hai là Sở Hải. Lúc này, Sở Hải ngồi ở trên ghế lớn của trung quân trướng, đại mã kim đao, vô cùng ngang ngược. Phía dưới, là rất nhiều tướng lĩnh, một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Thống lĩnh Sở. Nghe nói thần đình đã phái một tên quỷ nhỏ còn chưa dứt sữa tới làm thống lĩnh, chúng tôi thật sự rất giận, muốn lên khuyên can thần đình, để thống lĩnh Sở trở thành chính thức. Thống lĩnh Sở vì phá quân doanh làm ra nhiều cống hiến như vậy, chức thống lĩnh chính thống lẽ ra phải do thống lĩnh Sở tiếp nhận, một tên quỷ nhỏ lông cũng chưa mọc đủ, không biết hành quân đánh trận, tu vi không đủ, cũng muốn thống lĩnh một doanh trại, thật đúng là chuyện cười. Chúng tôi chỉ thừa nhận thống lĩnh Sở, thống lĩnh chó má gì khác cũng không nhận. Mấy tên bách phu trưởng trong lúc nói chuyện rất tức giận, kêu bất bình vì Sở Hải. Sở Hải cười nhạt một tiếng, nói, vị thống lĩnh mới này của chúng ta chính là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn, không yếu ớt chút nào. Hừ, cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao mà thôi, Trình Lão Tam tôi không biết giết bao nhiêu cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao trong biển Tinh Tú. Một người đàn ông thô lỗ để hai lưỡi búa bên cạnh người úng thanh nói. Bên trên hai lưỡi búa còn dính vết máu. Tanh mùi máu vô cùng. Ha ha ha, Trình Lão Tam, đến lúc đó do ông ra mặt, nói không chừng ông giống lên một tiếng, có thể dọa vị thống lĩnh đại nhân mới này của chúng ta tè ra quần. Có người cười nói. Được, không thành vấn đề, Trình Lão Tam vỗ ngực đáp lại. Sở Hải cười một tiếng, nói, biển Tinh Tú vô cùng nguy hiểm, vị thống lĩnh đại nhân mới này của chúng ta nói không chừng đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Đúng lúc này. Bên ngoài lều bỗng nhiên vang lên giọng bẩm báo, thống lĩnh mới đến rồi. Thanh âm ngoài cửa vừa vang lên, sắc mặt Sở Hải nhất thời trở nên khó coi, vô cùng bối rối. Anh vừa nói xong Đường Tuấn có thể chết ở biển Tinh Tú, Đường Tuấn liền xuất hiện, vả mặt có nhanh hơn thế này không? Chương 1942 đây là ý của anh sao? Nếu như thực lực không đủ, bị mình chém mấy dìu chết, vậy cũng sẽ không có tư cách làm thống lĩnh phá quân doanh. Những lời này Trình Lão Tam không nói, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. Mang theo 7-8 bách phu trưởng, Sở Hải đi gặp Đường Tuấn. Bên ngoài quân doanh, Đường Tuấn phía sau gần 100 người từ tiểu đoàn 50 đi theo, bao gồm A La Nạp, Vương Cẩu Đản bọn họ, ngoài ra, còn có thêm một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên dáng người cường tráng, mái tóc bạc xóa tung dài đến đầu vai, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bá đạo. Đây là Ngân Lang Vương. Chỉ là lúc này ông đã thay đổi diện mạo, Sở Hải không nhận ra. Cậu là thống lĩnh mới à? Sở Hải nhìn đám người Đường Tuấn, thuận miệng hỏi. Đường Tuấn gật đầu, anh không để Ngân Lang Vương đứng ra vạch trần Sở Hải. Cho dù Ngân Lang Vương lên tiếng, Sở Hải cũng có thể phủ nhận điều đó, không có bất kỳ tác dụng gì. Còn án lệnh thì sao? Trình Lão Tam híp mắt nhìn Đường Tuấn một cái, một tay ngoáy lỗ tai, tư thế coi thường hỏi. Không có án lệnh, Đường Tuấn lắc đầu,
vị thái thượng trưởng lão kia bảo anh đến biển tinh tú trấn áp động loạn, vốn không có hảo tâm, làm sao có án lệnh cho anh. Bất quá thần đình hẳn là đã sớm đem một ít tin tức của anh truyền đến phá quân doanh. Trình lão tam búng đầu ngón tay xuống, đột nhiên lạnh lẽo, nói, không có án lệnh, thân phận của cậu đáng để hoài nghi. Sở Hải quát, không được vô lễ. Khi nói chuyện, trên mặt anh mang theo ý cười, nói, thống lĩnh đại nhân, không có án lệnh khiến chúng tôi rất khó tin tưởng thân phận của cậu. Nếu không như vậy, trước tiên cậu lưu lại trong quân doanh, tôi cùng thần đình xác nhận rồi nói sau. Ồ, vậy mất bao lâu để anh xác nhận điều đó? Đường Tuấn hỏi. Sở Hải nói, ít nhất cũng phải 3 hoặc 4 tháng. Thần đình cao cấp mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy, loại chuyện nhỏ này sẽ không khiến cho người ta coi trọng. Bất quá đại nhân yên tâm, tôi sẽ thúc giục. Đó là một sự chậm trễ rõ ràng. Sở Hải tuy rằng không biết vì sao Ngân Lang Vương không giết chết Đường Tuấn, nhưng anh đã chuẩn bị hao tổn trước, sau đó lại tìm cơ hội sẽ xuống tay. Trình Lão Tam nghe vậy, cười lạnh nói, Sở Thống Lĩnh thật sự là người tốt. Cái thứ không rõ lai lịch này, muốn tôi nói, nên nhốt lại, ngay cả án lệnh cũng không có, lại dám nói mình là thống lĩnh mới. Trò đùa à, với tôi phá quân doanh là nơi trẻ em sống qua nhà à. Ông cầm hai cây rìu, vung về phía Đường Tuấn, khinh thường nói, tiểu quỷ thối, thức thời thì mau cút đi. Loại người như cậu, lão tử ở trên chiến trường không biết giết bao nhiêu người rồi. Lúc nói chuyện, đôi rìu trong tay ông ta bắn ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng lặng lẽo cắt xuống mặt đất trước người Đường Tuấn. Đây là một mối đe dọa rõ ràng. Đường Tuấn mặt không chút thay đổi, hỏi Sở Hải, đây là ý của anh sao? Sở Hải cười lắc đầu, nói cậu đừng trách, Trình Lão Tam tính cách nóng nảy, là người chuẩn mực cầu toàn, ghét nhất kẻ xấu mượn cơ hội sinh sự. Mặc dù hành vi hơi quá mức, nhưng cũng là người tốt, cậu đừng để ý đến. Ai cũng nghe ra, kẻ xấu trong miệng anh ta nói là Đường Tuấn. Sở Hải thay Trình Lão Tam giải thích, nhưng lại không có một chút thành ý, giống như hành động của Trình Lão Tam chỉ là một trò đùa. Phá quân doanh những người khác cũng chỉ là cười cười, đối với việc này không thèm để ý chút nào. Cho dù vừa rồi một rìu kia của Trình Lão Tam thật sự chém lên người Đường Tuấn, thì có thể như thế nào? Chương 1943 cậu dám làm như thế? Đó không phải ý của anh. Lúc này, Đường Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười. Đám người Sở Hải trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình châm chọc, thật đúng là tính tình tốt nha. Nhưng mà lời nói của Đường Tuấn lại khiến sắc mặt bọn họ nhất thời biến đổi. Lão Ngân, anh cảm thấy nên làm sao bây giờ? Đường Tuấn hỏi Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương híp mắt lại, mang theo lạnh lùng, nói, dám uy hiếp chủ nhân, nên giết. Không cần Đường Tuấn nói thêm, Ngân Lang Vương đã ra tay. Mấy người Sở Hải cùng Trình Lão Tam chỉ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trình Lão Tam, Ngân Lang Vương không có vận dụng sức lực bản thể, chỉ cần một vuốt bắt được. Đôi rìu Trình Lão Tam đỡ lấy, quát lớn, lớn mật, anh dám động thủ. Khi nói chuyện, móng vuốt của Ngân Lang Vương đã hạ xuống. Đôi rìu của Trình Lão Tam chỉ là bảo khí không tồi, làm sao có thể ngăn trở một vuốt này, lập tức bị cào nát. Một vuốt của Ngân Lang Vương uy lực không giảm bớt bao nhiêu, chộp vào ngực Trình Lão Tam, bắt lấy một khối máu thịt, sâu đến mức có thể thấy được xương cốt. Nếu không phải Trình Lão Tam phản ứng kịp thời, một vuốt này, thậm chí có thể cào nát trái tim Trình Lão Tam, khiến ông ta mất mạng. Dừng lại. Sở Hải phản ứng lại, ngăn cản Ngân Lang Vương, nhưng Trình Lão Tam đã bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Sở Hải vẻ mặt tức giận, Trình Lão Tam là thuộc hạ trung thành của anh. Thực lực không tệ, cư nhiên ở trước mặt anh bị người ta đả thương thành bộ dạng như vậy. Anh hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tuấn, nói cậu dám làm như thế. Đường Tuấn nói, nếu anh không biết dạy thủ hạ, tôi sẽ dạy cho anh. Anh nhìn Trình Lão Tam, nói, loại người thực lực như ông, một cái tát của tôi không biết có thể đập chết bao nhiêu. Anh nói thật, Trình Lão Tam bất quá chỉ là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, thực lực còn không bằng Ngân Lang Vương. Đường Tuấn có chút hoảng hốt. Bất chi bất giác, anh đã mạnh đến mức có thể coi thường cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Cậu, Trình Lão Tam lại cảm thấy Đường Tuấn đang châm chọc ông. Vừa rồi ông nói mình không biết đã giết bao nhiêu người như Đường Tuấn, bây giờ Đường Tuấn nói ngược lại, làm cho ông rất khó chịu. Những người khác cũng rất tức giận, chỉ cần Sở Hải ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ ra tay. Lúc này, Sở Hải nhìn Ngân Lang Vương, có chút do dự.
anh ta từ trên người đối phương cảm giác được khí thế cường đại, thậm chí có cảm giác quen thuộc. Anh lại nhìn Đường Tuấn, trong lòng bất giác tuôn ra một tia hàn ý cùng kiêng kỵ. Loại người tàn nhẫn này, cùng Tình Báo anh biết có chút khác biệt. Hừ. Sở Hải sắc mặt không tốt, đè nén lửa giận trong lòng, nói chuyện này là Trình Lão Tam có sai trước. Tôi sẽ xác nhận với Thần Đình về việc bổ nhiệm của cậu. Nếu cậu không phải là thống lĩnh mới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chương 1944 ai đã làm tổn thương mọi người? Những lời này tương đương với quản thúc tại gia trá hình. Thưa chủ nhân, bây giờ thì sao? Có muốn đại khai sát giới hay không? Ngân Lang Vương hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, cười nói, nếu anh ta muốn chơi, chúng ta hãy cùng anh ta chơi một chút đi. Nhìn nụ cười của Đường Tuấn, Ngân Lang Vương nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng vì Sở Hải thắp một nén hương. Thực lực của Sở Hải giống như ông, thật sự đánh nhau có thể còn không bằng anh ta. Loại thực lực này, ở trước mặt vị chủ nhân này, căn bản không đủ nhìn đâu. Trở lại Trung Quân Đại Trướng, sắc mặt Sở Hải rất âm trầm, Trình Lão Tam đã được đưa đi chữa trị, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng khẩu khí này, anh nuốt không trôi. Sở Hải một trường đánh nát một cái bàn cát thật lớn đặt ở trong trướng. Sở thống lĩnh, khẩu khí này không thể nhịn được, cậu ta tấn công Trình Lão Tam, tương lai sẽ dám động đến chúng ta. Thống lĩnh đại nhân, giết đi, vận dụng sát trận trong quân, tôi không tin cậu ta còn có thể sống sót. Sở Hải rất phiền não, trong mắt tràn ra sát ý lạnh lùng, nói, không vội, tôi sai người hỗ trợ ở trong thần đình hỏi thăm một chút, trong vòng 2 canh giờ có thể biết căn cơ của cậu ta. Nếu như không có bối cảnh cùng thực lực gì, đương nhiên tôi sẽ giết cậu ta. Thần đình là một không gian phép kín, muốn biết tin tức bên trong, coi như là Sở Hải đều phải trả giá không nhỏ. Vốn anh không để Đường Tuấn ở trong lòng, không nghĩ tới muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại anh có chút hồ nghi, coi như là phải trả giá lớn, anh cũng nhận. Các bách phu trưởng khác nghe vậy, cũng chỉ có thể im lặng, trong lòng lại oán thầm, một Đường Tuấn mà thôi, có thể có căn cơ gì, chẳng lẽ có thể lật ngược thần đình sao? Lúc này, trong doanh trướng phía Tây, mấy người Vương Cẩu Đản nhìn doanh trướng chất đầy tạp vật, trên mặt lộ ra tức giận. Đây đâu phải là doanh trướng gì, căn bản không phải là chỗ cho người ở, chính là nơi chất đống tạp vật. Ở góc, cũng có thể thấy chuột đi ngang. Đại nhân, bọn họ lại dám bất kính như thế. Lấy thân phận đại nhân, cho dù bọn họ không có biện pháp xác nhận, cũng nên an bài doanh trướng phía đông ở trước, hiện tại lại có thể an bài một chỗ chất đống tạp vật, quá đáng ghét. Chúng ta đi tìm bọn họ tranh luận. Mấy người Vương Cẩu Đản nhìn nhau, đều rất phẫn nộ. Bọn họ vì Đường Tuấn mà bất bình, đi về doanh trướng phía đông, muốn hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ trở lại với những vết thương trên cơ thể của mình. Mấy người Vương Cẩu Đản trên mặt đều mang thương tích, quần áo bị xé rách, vết thương sâu có thể thấy được xương, một đạo khí tức âm u lạnh lẽo lưu lại trong miệng vết thương, tra tấn bọn họ, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ai đã làm tổn thương mọi người? Đường Tuấn hỏi. Vừa rồi Ngân Lang Vương đã thương Trình Lão Tam, đã lập uy, không nghĩ tới còn có người dám động thủ với người của anh. Chương 1945 muốn chết đúng không? Trong mắt mấy người Vương Cẩu Đản mang theo thần sắc áp bức lăng nhục, nói, là một người phụ nữ, tự xưng là một vợ nhỏ của Sở Hải, ở doanh trướng phía đông. Thực lực của cô ta không mạnh, nhưng một cái roi rất sắc bén. Khó trách Sở Hải không an bài bọn họ vào doanh trướng phía đông, thì ra hắn đã an bài cho tiểu thiếp của mình, công phòng dùng riêng. Ngay sau khi nói xong, bên ngoài doanh trướng vang lên một giọng nói của một người phụ nữ đầy mỉa mai, một đám chó chết chủ, hóa ra trốn ở đây. Mấy người Vương Cẩu Đản nghe vậy, có phẫn nộ có xấu hổ. Vốn định vì Đường Tuấn mà bất bình, không nghĩ tới ngược lại lại làm Đường Tuấn mất mặt. Đi đi, ra ngoài xem. Đường Tuấn nhìn bọn họ một cái. Bên ngoài doanh trướng, một người phụ nữ khuôn mặt tinh xảo, cằm nhọn ngẩng đầu nhìn mấy người Đường Tuấn đi ra. Bên hông cô treo một cây roi dài đen nhánh, thần thái ương ngạnh, mấy tên thủ hạ của anh rất kém cỏi, lại dám chất vấn tôi giúp anh giáo huấn một chút, anh có ý kiến gì không? Trình Lão Tam bị đả thương, Sở Hải có thể nhịn, nhưng cô nhịn không được, mấy người Vương Cẩu Đản bất quá chỉ là ngòi nổ. Mấy người Vương Cẩu Đản, trên mặt tức giận bừng bừng, người đàn bà này ỷ vào quan hệ với Sở Hải, không chỉ ở lại doanh trướng phía đông vốn thuộc về Đường Tuấn, hiện tại càng khiêu khích như vậy.
Ngân Lang Vương đứng ra, lạnh lùng nói, Hồ Mai, cho dù là Sở Hải cũng không dám nói như vậy. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, không ngờ người đàn ông tóc bạc này lại biết mình. Ngân Lang Vương đã sớm nghe về Hồ Mai từ lâu, hôm nay vừa thấy, ngay cả ông ta cũng có chút tức giận. Hồ Mai nói, đó là tính khí của tôi tốt. Lông mày cô nhướng lên, hiện ra một chút sát ý, nhìn Đường Tuấn, nói tôi không chỉ muốn giáo huấn bọn họ, còn muốn giáo huấn anh. Thức thời, tự mình ra khỏi quân doanh, tránh cho tôi dùng roi. Lúc nói chuyện, cô rút ra roi dài màu đen bên hông, ném về phía mặt Đường Tuấn. Roi đánh trên không trung, như rắn thần nhập vào xuất ra, tỏa ra từng trận khí lạnh, tựa hồ muốn đóng băng không gian. Roi này là một bảo khí đứng đầu, đây cũng là chỗ dựa để Hồ Mai có thể dễ dàng đánh bại mấy người vương cầu đàn. Muốn chết đúng không? Ngân Lang Vương hét lớn một tiếng. Ông đưa tay, một hành động vô cùng xuất sắc bắt được cây roi, mặc cho Hồ Mai dùng sức thế nào cũng không rút về được. Buông ra, tôi là vợ Sở Hải, ông dám vô lễ với tôi bảo anh ấy đem các ngươi xử tử. Cho tới bây giờ, Hồ Mai vẫn như cũ kiêu ngạo, không có nửa điểm tỉnh ngộ. Cô không sợ hãi, ngược lại, nâng cổ, nói, ông có dám không? Ngân Lang Vương cực kỳ tức giận, nhìn về phía Đường Tuấn. Nếu như bình thường, ông đã sớm ăn tươi nuốt sống Hồ Mai rồi. Các người đang làm gì vậy? Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên. Sở Hải mang theo người tới, anh ta lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Tuấn cùng Ngân Lang Vương, không che giấu địch ý, nói, buông tay. Chương 1946 còn không xin lỗi thống lĩnh Đường. Uy phong thật lớn, coi quân doanh là địa bàn nhà mình, giam lỏng cấp trên. Ngân Lang Vương cười lạnh. Ông có bằng chứng gì? Sở Hải nhíu mày, càng cảm thấy người này quen thuộc. Tử quỷ, ông ta đối xử với em như vậy, anh phải không giúp em giết ông ta? Hồ Mai hô lên. Thống lĩnh đại nhân, khởi động sát trận đi. Mấy bách phu trưởng thì thầm, lộ ra sát ý. Sở Hải do dự, chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên, anh lấy ra một khối ngọc giản truyền tin. Ngọc giản lóe lên ánh sáng, anh sai người tìm hiểu tin tức của Đường Tuấn, đến rồi. Chờ tôi sẽ xử lý anh. Sở Hải nhìn Đường Tuấn, lạnh lùng nói. Tinh thần của anh ta chìm vào ngọc giản, sau một khắc trong nháy mắt cứng đờ, ngọc giản rơi trên mặt đất. Tử quỷ, nhanh tay động thủ, bằng không đừng hòng lên giường em. Hồ Mai khẩn cấp. Muốn nhìn thấy dáng vẻ Đường Tuấn quỳ gối trước mặt cô. Bốp bốp. Cô vừa dứt lời, Sở Hải đánh mạnh vào mặt cô hai cái. Sở Hải rất dùng sức, khóe miệng Hồ Mai tràn máu, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo dấu ngón tay đỏ tươi. Sở Hải, anh làm gì vậy? Hồ Mai sửng sốt một chút, điên cuồng quát. Sở Hải nói, còn không xin lỗi thống lĩnh Đường. Anh đi tới trước mặt Đường Tuấn, hơi khom người. Mang theo ý kính trọng, nói, thống lĩnh đại nhân. Sở Hải đột nhiên thay đổi làm cho người ta khó hiểu, những bách phu trưởng khác liếc nhau một cái, nhặt lên ngọc giản. Chỉ điều tra một chút, bọn họ cũng giật mình. Đoạt được tiên thiên lôi quả, giết Tiêu Xuân Minh. Đánh bại công tử, đánh vỡ phép chiếu của Thái Thượng trưởng lão. Vài câu ngắn ngủi, lại làm cho người ta kinh hãi. Nhìn bộ dáng của mấy bách phu trưởng, Hồ Mai cũng biết sự tình lớn. Không dám ầm ĩ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô ấy biết lần này cô ấy đã đá vào tấm sắt. Ngân Lang Vương lúc này cũng khôi phục bộ dáng bản thể, nhìn Sở Hải, nói, Sở Hải, anh hại tôi thật thảm. Nếu không phải Sở Hải, làm sao ông lại trở thành tọa kỵ của Đường Tuấn? Nhìn thấy Ngân Lang Vương, sắc mặt Sở Hải đột nhiên biến đổi, giải thích, thống lĩnh đại nhân, đây là hiểu lầm. Chương 1947 Tiêu Xuân Minh lập tức tiêu thất, trong sân chỉ còn lại Đường Tuấn cùng Lôi Mãng trên Lôi Hải. Đầu kia phía trước tựa sát Tiêu Xuân Minh Lôi Mãng Chi Vương sợ hãi nhìn xem Đường Tuấn, thân hình không ngừng lùi lại, một nửa thân thể đã dung nhập Lôi Hải, đầu này Lôi Mãng linh trí đã không kém, biết mình không cách nào sánh với Đường Tuấn, liền muốn đào tẩu, đợi Tiêu Xuân Minh trở về. Khốn kiếp, Đường Tuấn trầm giọng quát lên. Rầm. Vạn giới bia rơi xuống từ không trung. Trong nháy mắt đã chấn áp đầu Lôi Mãng. Đầu Lôi Mãng này có thể so với nửa bước hóa thần, vốn không phải vạn giới bia có thể chấn áp, nhưng lúc này Lôi Mãng nào dám phản kháng. Hô lên một tiếng, con mắt to lớn tuôn ra cảm xúc nhân tính hóa, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Đường Tuấn. Linh trí cũng không tệ, Đường Tuấn cười nói. Anh không có dự định diệt sát Lôi Mãng,
Đây mới thật là thiên địa sinh linh, tu hành khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần so với sinh vật linh trưởng, có lẽ mấy ngàn năm sau chính là một tôn hóa thần. Ánh mắt của anh nhìn về phía khối mảnh vụn to lớn kia. Lúc này, tại lôi trì tầng thứ 8, một thanh niên tóc bạc tung bay đang tu hành, bên trên mái tóc bạc của người đó, cả trên quần áo, vậy mà đều lập lòe lôi điện, dường như người đó chính là một dạng sinh linh sinh ra trong sấm sét. Dáng vẻ của thanh niên cứ như đúc từ một khuôn cùng Tiêu Xuân Minh, nhưng khí tức trên người lại cường đại hùng hồn hơn so với Tiêu Xuân Minh mà Đường Tuấn gặp phải, tựa như một đầu hung thú ẩn núp cổ xưa, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Bỗng nhiên, một đoàn ngân quang từ tầng thứ 7 thông bay đến lối vào tầng thứ 8, tốc độ rất nhanh, trên không trung xẹt qua một vệt ngân quang. Ngân quang lướt qua bầu trời u ám, trong nháy mắt chui vào lông mày thanh niên. Đột nhiên, thanh niên mở to mắt, trong đôi mắt bình tĩnh hiện ra tức giận, hắn lạnh lùng rên một tiếng, vậy mà không gian tầng thứ 8 lôi chỉ chấn động dữ dội một chút. Được lắm tên nhóc, dám giết phân thân của tôi. Thanh niên rõ ràng là cơ thể phân thân của Tiêu Xuân Minh. Trong lòng anh ta khẽ nhúc nhích, rất muốn lập tức giết đến tầng thứ 5, diệt Đường Tuấn. Nhưng ý nghĩ này chợt bị anh ta hung hãng đè xuống, hắn nhìn về phía không trung lôi chỉ, ánh mắt ngưng lại, nói tiên thiên lôi quả lập tức phải thành thục, chỉ cần ta lấy tiên thiên lôi quả xuống, lập tức có thể thành tựu chân chính tiên thiên lôi linh thể. Đến lúc đó, thành tựu hóa thần chỉ là vấn đề thời gian. Vì nhất thời tức giận, bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm này, thực sự không đáng. Chờ tôi hái được tiên thiên lôi quả, vậy cũng có thể giết anh ta. Có là thần đình trưởng lão cũng không dám ngăn cản tôi. Ý niệm trong lòng chớp động, Tiêu Xuân Minh nhún người nhảy lên, bay về phía không trung. Anh ta lúc này lại muốn xông vào môn hộ lôi trì, nếu thành công, sẽ có thể bước vào tầng thứ 9, chỉ cách chỗ tiên thiên lôi tầng thứ 10 một chút nữa. Lôi trì tầng thứ 5, trong biển lôi, Đường Tuấn nhìn mảnh vụn trước mắt. Mảnh vụn như một tòa núi nhỏ, độ cao gần 100 mét. Quan sát gần như thế, Đường Tuấn càng thêm chắc chắn mảnh vụn này cùng với mảnh lôi hải tuyệt đối là chi vật đồng dạng. Loại kia có cùng nguồn gốc khí tức không giả được. Đôi mắt hơi híp lại, bàn tay anh vươn tới mảnh vụn. Vừa chạm vào đụng tới mảnh vụn, tiếng xoẹt liên tục vang lên, lôi điện rậm rạp chẳng chịt chùm lên đầu ngón tay của hắn. Những thứ lôi điện này cũng không làm anh bị thương, ngược lại tiến vào khiếu huyệt anh, hóa thành pháp lực mênh mông. Trong nháy mắt, anh liền đột phá đến bên trong nguyên anh cảnh. Cảnh giới của anh đã sớm tới, chỉ thiếu pháp lực tích lũy, bây giờ có những năng lượng lôi điện này biến thành pháp lực, lập tức liền đột phá. Chương 1948. Bỗng nhiên, một tay khác của anh chấn động một cái, châm lôi hỏa vốn được anh nắm trong tay đột nhiên bay ra, từ bên trong truyền ra giọng nói đắc ý của Lương Thiên Lam, ha ha ha. Không ngờ cậu vậy mà thật sự đi tới đây, lôi đập nát phiến là của tôi, cậu ở chỗ này chờ chết đi. Lúc nói chuyện, châm lôi hỏa bộc phát ra tia sáng trước nay chưa có, trong đan xen ánh sáng lôi hỏa, một bóng người có dáng vẻ rất giống Lương Thiên Lam xuất hiện trong ánh sáng, bà ta giơ tay vồ một cái, cả khối mảnh vụn phát ra âm thanh ầm ầm, rung động dữ dội. Mảnh vụn vốn kết hợp cùng lôi trì lôi hải, thoáng một cái bị nhổ động, toàn bộ lôi hải sôi trào, vô số lôi mãng nằm trên đất, không gian tầng lôi trì này lay động không thôi, dường như trời muốn sập. Bên ngoài lôi hải, bọn người Lâm Lạc Tây đột nhiên đứng dậy. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía lôi hải, cả gương mặt xinh đẹp Y Thu Sương cũng sát trợn nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người kinh hãi, không biết làm sao cho phải. Nếu như không gian lôi trì sụp đổ, bọn họ cũng không sống được. Bỗng nhiên, trong mắt Đà Di Thiên lóe lên ánh sáng, như thấy được một điểm sáng cảnh trong lôi hải hỗn độn, thất thanh nói, hình như là Đường Tuấn đưa tới. Lâm Lạc Tây nghe vậy, khinh thường nói, chút tu vi đó có thể dung chuyển không gian lôi trì. Không chỉ anh ta, những người khác cũng cảm thấy như vậy. Bên trong thần đình, trên đỉnh hỏa diễm, Lương Thiên Lam phát ra tiếng cười vui sướng, trên đỉnh hỏa diễm dường như đang bành trướng theo. Ha ha ha, tên nhóc này quả nhiên trúng kể, tôi đã ẩn giấu một tia nguyên thần bên trong trầm lôi hỏa, bây giờ đã bị phát động, lập tức có thể thu thập lôi đập nát phiến vào trong không gian trầm lôi hỏa. Chờ thu thập lôi đập nát phiến xong, trầm lôi hỏa sẽ rời khỏi lôi hải. Đến lúc đó tên nhóc kia đợi bị đánh thành cặn bã đi. Lương Thiên Lam cười to nói. Người mặc áo đen phía dưới nói, thú hồn trụ cột bên kia cũng bắt đầu động tác. Rất tốt, Lương Thiên Lam cười nói. Trên lôi hải, Đường Tuấn nhìn Lương Thiên Lam trên không trung, trên mặt lại không hề bối rối, bình tĩnh nói, đây là một tia phân tâm của bà. Lương Thiên Lam một bên chậm rãi nắm lôi đập nát phiến lên,
một bên nhìn xuống nhìn xem Đường Tuấn từ trên cao, cười nói, không ngờ nhãn lực cậu vẫn rất tốt. Cái này đúng là một tia nguyên thần tôi khổ sở phân ra. Nguyên thần không thiếu sót, thần hồn viên mãn, đây là tiền đề của đột phá hóa thần, chẳng lẽ ngươi không sợ sợi nguyên thần này bị ta diệt sao? Đường Tuấn hỏi, trước khi hóa thần, nếu như phân tâm, đó là chuyện nguy hiểm lại càng nguy hiểm, một khi phân ra nguyên thần tổn thương, cái kia cơ hồ hóa thần vô vọng. Lương Thiên Lam cười lạnh một tiếng, nói, sao tôi lại không biết, cần gì phải cậu tới dạy tôi? Bà ta miệt thị Đường Tuấn, nói, đáng tiếc với thủ đoạn của cậu, sao có thể tổn thương phân tâm của tôi được? Chờ tôi thu thập lôi đập nát phiên, chính là ngày chết của cậu. Tôi không giết được bà, nhưng tôi có thể trấn áp bà. Đường Tuấn thản nhiên nói cái gì? Lương Thiên Lam thất thanh. Giọng nói bà ta vừa vang lên, vạn giới bia liền thả lôi mãng chi vương ra, trên không hướng về Lương Thiên Lam trấn áp. Không chỉ có vạn giới bia, vô số đầu lôi mãng, bao quát đầu lôi mãng chi vương đồng thời dung nhập khối mảnh vụn kia. Lập tức, mảnh vụn nặng lên gấp mấy trăm lần. Pháp lực Lương Thiên Lam xuất hiện một dấu hiệu không tốt, ngay sau đó vạn giới bia ầm vang rơi xuống. Lương Thiên Lam bị nện xuống đất từ trên không trung, khóe miệng chảy ra vết máu, nhìn bị thương không nhẹ. Cậu, thực lực của cậu vậy mà đã mạnh đến trình độ này, cuối cùng trên mặt Lương Thiên Lam lộ ra vẻ sửng sốt. Chấn chấn chấn. Chương 1949. Đường Tuấn lười nhác nói nhảm cùng người phụ nữ tự cho mình là đúng này, tâm niệm vừa động, vạn giới bia tràn ngập khí tức, lập tức trấn trụ Lương Thiên Lam. Khối lôi đập nát phiến bay lên, rơi trên lưng Lương Thiên Lam. Lôi đập nát phiến như núi, dưới núi trấn áp Lương Thiên Lam. Lương Thiên Lam lập tức bị trấn áp, trong mắt như muốn phun ra lửa giận, cậu dám đối xử với tôi như thế, còn không thả tôi ra, nếu không nể mặt có người đàn bà Tạ Cẩm Tú kia cho cậu chỗ dựa, tôi cũng muốn giết cậu. Đường Tuấn hơi kinh ngạc nhìn xem khối mảnh vụn như ngọn núi nhỏ vậy mà lại giúp anh, nghe vậy cười lạnh nói, bà cảm thấy bây giờ tôi có thể đưa bà sợi phân thân diệt sát sao? Sắc mặt Lương Thiên Lam thay đổi, có lôi đập nát phiến hỗ trợ, Đường Tuấn thật sự có thể diệt sát sợi phân tâm này của bà ta. Phân tâm bị diệt, hóa thần vô vọng, cái giá như thế này bà ta không chịu đựng nổi. Cậu muốn làm gì? Lương Thiên Lam cũng không thể không nhận rõ sự thật trước mắt, thốt ra âm thanh lạnh lùng. Đường Tuấn sờ lấy mảnh vụn, hỏi, mảnh vụn này rốt cuộc là cái gì? Thứ có thể khiến Lương Thiên Lam mạo hiểm phân tâm, tuyệt đối không phải vật phàm. Biểu cảm trên mặt Lương Thiên Lam thay đổi một hồi, cuối cùng trầm giọng nói, khối này là mảnh vụn lôi chùy. Lôi chùy, Đường Tuấn nhíu mày. Lương Thiên Lam lạnh lùng rên một tiếng, nói, biết động hư cảnh không? Đường Tuấn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sau Nguyên Anh là hóa thần, sau hóa thần là hợp thể. Sau hợp thể mới là động hư. Đối với cảnh giới này, Đường Tuấn cũng chỉ biết mà thôi, những thứ khác hoàn toàn không biết. Lương Thiên Lam nói, khối lôi đập nát phiến này là một bộ phận của quản lý thần binh một vị động hư cảnh. Trong lòng Đường Tuấn hơi rung. Thực lực của anh bây giờ vẫn chưa thể ngang hàng với hóa thần, chớ nói chi là động hư cảnh chênh lệch đến hai đại cảnh giới. E rằng đối phương thổi hơi miệng cũng có thể giết anh. Mà mảnh vụn lại là thần binh mảnh vụn của động hư cảnh. Nhìn thấy biểu cảm của Đường Tuấn, Lương Thiên Lam rất hài lòng, ngay sau đó nói, cậu biết làm sao tới được chỗ không gian lôi trì này không? Đường Tuấn nói, không phải do mấy vị trưởng lão từ thần đình liên thủ tạo ra sao? Lương Thiên Lam cười nhạo một tiếng, nói, nếu thật là như vậy, tại sao bọn họ không hái được tiên thiên lôi quả? Tôi cho cậu biết, lôi tin là tiểu thế giới của vị động hạ cảnh cường giả đó lưu lại sau khi chết. Vị cường giả kia chính là tiên thiên lôi linh thể. Ầm ầm. Tinh thần Đường Tuấn chấn động. Động hư cảnh cường giả lại được xưng là tạo vật chủ, có thể nhất niệm sinh thế giới. Mảnh không gian lôi trì này chính là thế giới của ông ta. Sau khi ông ta chết, mấy vị trưởng lão thần đình chỉ đơn giản cải tạo một chút mà thôi, lại dám nói chế tạo một cái thế giới, không sợ cười chết người sao? Lương Thiên Lam khinh bỉ nói. Vậy à, Đường Tuấn ngơ ngẩn. Lôi trì không gian lại là người tu luyện thể nội thế giới chính mình sáng tạo. Cái này thực sự quá chấn động. Trên mặt Lương Thiên Lam lộ ra vẻ sợ hãi, nói, đừng nói là mảnh không gian lôi trì, có một truyền thuyết, nói thế giới hoang dã nhà chúng ta cũng là thể nội thế giới của một vị cường giả. Chỉ là chưa được chứng thực thôi. Im lặng. Đường Tuấn cũng không nói chuyện với Lương Thiên Lam, chỉ đánh xuống lôi đỉnh trên lôi hải. Mặc cho là ai nghe nói thế giới mình đang ở là thể nội của người khác, e rằng đều sẽ có phản ứng này.
người tu hành cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Lương Thiên Lam thở dài, nói với Đường Tuấn, lần này lợi dụng cậu là tôi không phải, cậu nói ra điều kiện, tôi nguyện ý đền bù. Chương 1950. Đường Tuấn lúc đầu, tinh thần cuồn cuộn đảo qua châm lôi hỏa, sau khi xác định không còn bất kỳ bí mật nào, anh ném một cái, thu Lương Thiên Lam vào bên trong châm lôi hỏa, đồng thời dùng vạn giới bia trấn áp. Ầm ầm, lôi đập nát phiến rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đường Tuấn nhìn xem mảnh vụn này, anh có thể cảm thấy đủ, nếu như anh muốn nhặt mảnh vụn này lên mà nói, không có bất kỳ khó khăn gì. Cuối cùng, Đường Tuấn từ bỏ. Anh đã nhận được đầy đủ chỗ tốt từ trong mảnh vỡ, cảnh giới trước mắt đã đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Đường Tuấn nhìn xem mảnh lôi hải này, nỗi lòng vẫn khó bình tĩnh như cũ, thật sự Lương Thiên Lam mang cho anh chấn động quá lớn. Nếu như thế giới hoang dã thật sự là sản phẩm sáng tạo của người tu hành, vậy địa cầu thì sao? Còn những tinh cầu còn lại cùng thế giới trong vũ trụ này thì sao, có phải do người tu hành sáng tạo ra không? Nếu như vậy, những người sáng tạo kia thì sao? Đường Tuấn không dám tưởng tượng. Những thứ này đã vượt ra khỏi nhận thức của anh. Đường Tuấn cử như vậy đứng yên thật lâu trên lôi hải, vô số lôi mãng chui ra từ trong mảnh vỡ lần nữa, lại không có quấy rầy Đường Tuấn. Thật lâu, Đường Tuấn thở thật dài một cái, trong lòng dần dần bình tĩnh. Tu vi của anh mới chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ, nửa bước hóa thần cũng chưa tới, động hư cảnh càng là chênh lệch rất lớn. Cố gắng tu luyện, mới là vương đạo. Anh nhìn lôi đập nát phiến một cái lần nữa, sau đó quay người rời khỏi lôi hải. Nơi anh đi qua, vô số đầu lôi mãng nhao nhao nhường đường, để chống một không gian tại lôi hải. Bên trong thần đình, tiếng cười Lương Thiên Lam im bặt dừng lại, giống như con vịt bị bóp cổ, sắc mặt rất khó coi. Thế nào, người áo đen hỏi. Trên mặt Lương Thiên Lam lộ ra một tia sợ hãi và bối rối, nói tôi phân tâm bị trấn áp. Người áo đen cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng hỏi, là ai ra tay? Lương Thiên Lam lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa rõ ràng làm. Người cũng biết không gian lôi trì là thế giới của một vị động hư cảnh, tự thành một phương thiên địa, có thể che đậy ngoại giới. Nếu không phải động hư cảnh vẫn thất lạc tôi cũng không cảm nhận được. Nhưng tôi có thể mơ hồ cảm nhận được bị một lực lượng khổng lồ trấn áp. Lực lượng kia rất mạnh. Người áo đen nói, có phải Đường Tuấn hay không? Lương Thiên Lam cười lạnh, anh cảm thấy có thể không? Người áo đen không trả lời. Cứ chờ đợi xem, tất nhiên đối phương chỉ trấn áp phân tâm của tôi, mà không phải trực tiếp chém giết, đã nói đối phương muốn đàm phán cùng tôi. Lương Thiên Lam khôi phục lý trí vững vàng tỏ vẻ bình tĩnh, nói thú hồn trụ cột đắc thủ không? Người áo đen gật gật đầu. Lương Thiên Lam cười nói, vậy là tốt rồi. Mặc dù không biết bên trong lôi chỉ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần Đường Tuấn sống sót đi ra, tôi ép hỏi một chút thì sẽ biết. Lúc lôi đập nát phiến khôi phục ổn định lại, không gian lôi trì cũng khôi phục bình tĩnh. Trên mặt đám người Lâm Lạc Tây có vẻ sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn thối lui. Y Thu Sương, Đà Di Thiên, hai người vẫn phải tiếp tục xông vào lôi trì sao? Lâm Lạc Tây đột nhiên hỏi. Lần trước mấy người tiến vào lôi trì, anh ta và Đà Di Thiên chỉ tới tầng thứ 6, mà Y Thu Sương đến tầng thứ 7. Về phần Tiêu Xuân Minh, cũng chỉ xâm nhập tầng thứ 8, chỉ là không biết hiện tại có xâm nhập tầng thứ 9 hay không. Y Thu Sương trầm mặc trong phút chốc, cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp thoảng qua một tia kiên quyết, nói, nếu như có thể nhận được bảo vật của hắn, ta sẽ thử một chút. Cô ta nói thử một chút, đương nhiên là xông vào tầng thứ 8, thậm chí cao hơn. Đường Tuấn đi ra, bỗng nhiên, Hồng Nhật Linh hô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1950.